Đấu phá thương khung chương 1516, Trung Châu biến cố, cả không gian đều bị hơi nóng bao phủ, ngọn lửa tàn phá tựa như một con dao long đang phẫn nộ gầm rú, trên biển dung nham khổng lồ lâu lâu lại phun lên một cột lửa to lớn, dòng dung nham chậm chậm chảy về phía chân trời tạo thành một vũ điệu hủy diệt của ngọn lửa, phía trên biển dung nham chừng 10 trượng, có một hỏa cầu màu phấn hồng lớn khoảng 100 trượng đang hừng hực thiêu đốt. Một cổ lực lượng hủy diệt ở bên trong quả cầu từ từ thẩm thấu ra ngoài khiến cho cả không gian quanh nó đều vặn vẹo, biến dạng. Bên trong hỏa cầu mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người đang quấn lấy nhau. Hai ngọn lửa vàng và tím đang dốc sức hỗ trợ, không cho luồng yêu hỏa xâm nhập vào chút nào. Hai bóng người bên trong hỏa cầu chính là Tiêu Viêm và Huân Nhi. Dưới sự trợ giúp của Huân Nhi, tình huống của Tiêu Viêm đã tốt lên rất nhiều. Trước đó, thân thể của hắn bị xé rách rất thảm thiết. Nhưng nhờ vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có công hiệu bất tử thần kỳ mà dần dần được chữa trị, dưới tư thế tiếp xúc tối thân mật giữa hai người bọn họ, biển năng lượng do Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng thích cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể Huân Nhi, cho nên thân thể hắn mới từ từ được giảm tải, nguy cơ nổ tan xác dần dần được khống chế, hai người cùng hấp thu làm cho năng lượng khổng lồ mà Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng ra dần dần giảm bớt. Đồng thời, khí tức của Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng từ từ tăng lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tồn tại trong thời gian cực kỳ lâu dài, không thể hình dung được năng lượng ẩn chứa trong đó. Nếu như có thể bình yên mà hấp thu thì đúng là loại thuốc bổ tốt nhất. Hỏa cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài hỏa cầu không ngừng lan tràn những sóng lửa ra bên ngoài. Bên trong hỏa cầu, hai người đều đang nhắm mắt, dường như tiến vào trạng thái ngủ say. Hai ngọn lửa vàng và tím không ngừng trào ra từ thân thể bọn họ, chống cự lại luồng yêu hỏa cực nóng đồng thời bảo vệ hai người. Ngoài tình huống nguy cấp bên ngoài, bên trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng đang lâm vào tình thế giằng co, hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Huân Nhi mà đã miễn cưỡng duy trì sự cân bằng của thân thể, đồng thời cũng từ từ luyện hóa bản nguyên yêu hỏa, tuy tốc độ cực kỳ chậm rãi nhưng tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Ít nhất hắn đã thấy những tia sáng của hy vọng, bên trong không gian nóng cháy kia không hề tồn tại một tia sinh khí, chỉ có biển dung nham bên dưới chốc chốc lại phun lên một cột lửa bỏng rát, ở đây chỉ tồn tại sự trầm tịch và buồn tẻ, trong thế giới trầm buồn ấy. Thời gian dần dần cũng trở nên mờ ảo, hai người Tiêu Viêm dường như ngủ say, không hề có một chút động tĩnh, nhưng sinh cơ của hai người càng ngày càng giàu dạt, biểu hiện trạng thái của bọn họ đang từ từ được cải thiện. Ngày này qua ngày khác, bên ngoài hai người, dần dần xuất hiện ba vòng lửa khác màu, vàng, tím và hồng phấn, ba màu đại diện cho ba ngọn dị hỏa vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên trong ba loại, màu phấn hồng vẫn đang chiếm phần lớn diện tích. Hai ngọn lửa màu vàng và màu tím chỉ có thể tồn tại khó khăn ở một khu vực nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, diện tích của hai ngọn lửa kia bắt đầu được mở rộng, yêu hỏa vốn chỉ chống cự bằng bản năng, lại bị Tiêu Viêm sử dụng nhiều thủ đoạn làm suy yếu. Đối mặt với loại dị hỏa kim đế phần thiên viêm do năm loại dị hỏa mới tạo thành này, yêu hỏa cũng dần dần phải lui lại, sự giằng co này không biết đã trải qua bao lâu. Đến một ngày kia, vòng lửa đột nhiên rung lên. Trong hỏa cầu, ba loại màu sắc chiếm cứ ba phần bằng nhau, dưới sự đối kháng của ba ngọn lửa dần dần hình thành một thế cân bằng kỳ dị. Phần quyết luyện, ngay khi sự cân bằng được xác lập, Tiêu Viêm ở bên trong vòng lửa mở mắt, tiếng nói trầm thấp vang lên. Trải qua thời gian dài giao hòa với nhau, giữa dị hỏa của Tiêu Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa đã hình thành một loại liên hệ kỳ diệu. Bởi vậy khi Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết trong cơ thể, hai loại dị hỏa cư nhiên theo lộ tuyến hành công của hắn mà tự động vận chuyển. Ầm, đùng, đùng. Vào lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc cũng bị phần quyết luyện hóa thì trên bầu trời, năng lượng tụ lại thành mây đen xuất hiện tầng tầng lớp lớp, những đám mây đen này xoay liên tục quanh hỏa cầu, trên mặt biển dung nham nóng cháy cũng bắt đầu nổi sóng mãnh liệt, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra sự biến hóa ở bên ngoài nhưng không hề bị ảnh hưởng. Trải qua thời gian dài luyện hóa, hắn cũng đã vô cùng quen thuộc với Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa cấp bậc này, một khi bị luyện hóa đương nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên địa dị tượng. Huân Nhi, kế tiếp chính là thu hoạch của chúng ta, Tiêu Viêm cười nhu hòa nhìn người ngọc đang ngủ say trong lòng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế, thủ ấn biến đổi. Theo những biến hóa của thủ ấn, Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn đang cố thủ trong cơ thể hắn rốt cuộc bị luyện hóa dần. Năng lượng khổng lồ tới mức hóa thành dạng lỏng kia nhất thời khuếch tán khắp cơ thể của Tiêu Viêm. Trong kinh mạch hắn, vẻn vẹn chỉ một lát đã được nạp đầy năng lượng, huyết nhục, cơ thể, cốt cách, tế bào của hắn giống như một con dã thú bị bỏ đói mấy chục năm, điên cuồng cắn nuốt năng lượng truyền đến. Thấy cơ thể mình đã nhanh chóng tràn đầy, Tiêu Viêm liền cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Huân Nhi. Năng lượng mênh mông vô cùng kia giống như một dòng thủy triều, ồ ạt tiến vào trong thân thể Huân Nhi. Lách tách, lách tách, trải qua luyện hóa không ngừng, luồng thủy triều năng lượng vận chuyển một vòng trong cơ thể Tiêu Viêm rồi rót vào trong người của Huân Nhi.
sau đó vận chuyển khắp kinh mạch của nàng rồi truyền lại cho Tiêu Viêm. Năng lượng truyền về lần thứ hai này dường như tinh thuần hơn, lại phản phất có một hương vị khác, chính là hương vị của Kim Đế Phần Thiên Viêm. Dưới sự chuyển hóa liên tục như thế, bên trong cơ thể Tiêu Viêm và Huân Nhi không ngờ lại hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng mênh mông liên tục không ngừng tẩy rửa mọi nơi trong cơ thể của Tiêu Viêm và Huân Nhi. Khí tức hai người dần dần tăng lên, cách, 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 cách. Khi năng lực phản kháng của bản nguyên yêu hỏa dần dần mất đi, hỏa cầu khổng lồ kia cũng bắt đầu bình ổn lại, sự cuồng bạo yếu bớt. Bên trong của nó, Tiêu Viêm và Huân Nhi vẫn quất chặt nhau một chỗ. Một lớp tinh thể màu kim hồng sắc chậm rãi xuất hiện, cuối cùng bao trùm lấy hai người bọn họ giống như vỏ trứng. Vào lúc quả trứng tinh thể này hình thành thì khí tức của Tiêu Viêm và Huân Nhi đồng thời biến mất, một mảnh không gian này rốt cuộc đã mất đi sinh cơ. Trung Châu, từ khi yêu hỏa xuất thế tính đến nay ước chừng đã một năm ròng. Nhưng dù một năm đã trôi qua thì cảnh tượng to lớn ngày đó vẫn khiến cho người ta bàn luận say sưa không ngớt. Một năm trôi qua tuy không dài, nhưng Trung Châu vẫn như trước, vẫn xảy ra không ít chuyện. Không lâu sau khi chuyện yêu hỏa xuất thế trôi qua, Hồn Điện liền bắt đầu việc trả thù Thiên Phủ Liên Minh vì hành động hủy diệt nhân điện. Một phần ba thành thị trong liên minh đều gặp phải công kích. Đối với hành động trả thù bốn phía của Hồn Điện, Thiên Phủ Liên Minh không hề đứng im chịu trận, mà cũng triệu tập binh sĩ của mình tiến hành tổ chức phản kích. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hai thế lực siêu cấp này đã hình thành thế nước lửa. Tuy cả hai đều mang thương vong không nhỏ nhưng trận quyết đấu cuối cùng vẫn chưa diễn ra. Dù sao Thiên Phủ Liên Minh cũng không còn giống như lúc trước, bọn họ đã có được Tử Nghiên cùng với Tiêu Thần là những cường giả không hề kém với Hồn Điện điện chủ ngồi tọa trấn. Cho dù là điện chủ của Hồn Điện cũng không có cái lá gan dám xông thẳng lên tổng bộ của Liên Minh. Hơn nữa, vị lão tổ ở Đan Tháp kia dù không có ở trong tinh vẫn cắt nhưng đám người dược lão đều có phương pháp truyền tin đến hắn. Có được sự ám trợ của siêu cấp cường giả như thế, chỉ bằng vào mình Hồn Điện thì không thể tiếp tục tạo thành nguy cơ hủy diệt đối với Liên Minh nữa rồi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy, Thiên Phủ Liên Minh tuy xung đột toàn diện với Hồn Điện nhưng không hề ở thua kém, ngược lại còn hơi chiếm thế thượng phong, cũng vì đó mà uy danh của Thiên Phủ Liên Minh càng ngày càng cao. Dù sao, trong quá khứ, chưa từng có thế lực nào có thể chống lại Hồn Điện, điều này khiến cho một số người khác cảm thán, địa vị bá chủ ở Trung Châu này đang dần dần chuyển từ Hồn Điện sang Thiên Phủ Liên Minh mới nổi này, mà đối với trận chiến này, dường như trong Hồn tộc lại không có nhiều trợ giúp cho Hồn Điện. Tuy Hồn tộc cũng âm thầm phái đi một vài cường giả nhưng không thể mang đến ưu thế áp đảo cho Hồn Điện. Đối với điểm này, đám người dược lão chỉ có thể nghĩ rằng Hồn tộc đang bị ước định hạn chế mà thôi. Đương nhiên, dù triển khai đại chiến kịch liệt với Hồn Điện thì đám người dược lão vẫn luôn luôn chú ý tới địa phương yêu hỏa đã xuất thế, nhưng mà mỗi lần dò xét chỉ làm bọn họ thêm thất vọng. Một năm trôi qua, vùng không gian kia vẫn không hề có chút khác thường nào. Nếu không phải long ấn trong tay Tử Nghiên vẫn còn thì e rằng bọn họ đã cho rằng Tiêu Viêm và Huân Nhi đều gặp bất trắc rồi. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem tinh lực dồn vào trận đại chiến với Hồn Điện mà thôi. Vào lúc ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào trận đại chiến của Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện thì một tin tức không biết là từ chỗ nào truyền ra đã gây chấn động khắp đại lục. Sau Linh tộc thì một tộc khác trong Viễn Cổ Bát tộc là Thạch tộc cũng đã biến mất một cách quỷ dị. Nhất thời, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được một âm mưu quỷ dị đang dần dần bao phủ khắp cả Trung Châu này. Thạch tộc, một trong Viễn Cổ Bát tộc, tuy thanh danh bọn họ cũng không vang dội như Hồn tộc, Cổ tộc, nhưng có thể trở thành một trong Viễn Cổ Bát tộc thì đâu thể khinh thường. Hơn nữa Thạch tộc xưa nay luôn thầm lặng, ở Trung Châu cũng có rất ít lời đồn liên quan tới bọn họ. Nhưng thầm lặng không có nghĩa là yếu thế, tộc nhân của Thạch tộc có chiến lực tương đối mạnh mẽ, ít nhất cũng mạnh hơn so với Linh tộc đã biến mất. Trong tộc cường giả vô số, nội tình rất mạnh, nhưng mà, một siêu cấp thế lực có được nội tình sâu đậm như vậy chỉ trong một đêm lại biến mất một cách quỷ dị, tình huống như thế này làm cho ai nghĩ đến cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Thạch tộc biến mất giống hệt như Linh tộc, đều phong bế không gian trước, đợi đến lúc mở ra thì hơn trăm vạn tộc nhân lại biến mất, không còn một mống. Cường giả khắp nơi tiến vào không gian của Thạch tộc, nhìn đến không gian im lặng không chút sinh khí kia, cả đám người không khỏi rùng mình. Cuối cùng là có chuyện đáng sợ gì xảy ra mà làm biến mất cả mấy trăm vạn người. Hơn nữa trong mấy trăm vạn người đó còn có không ít cường giả đứng đầu của Thạch tộc. Những cường giả này nếu đặt ở Trung Châu thì đều là hạng người oai chấn một phương. Nhưng Thạch tộc mạnh mẽ như vậy lại hoàn toàn biến mất. Việc này giống như một cơn lốc xoáy thổi về Trung Châu. Tất cả các thế lực khi biết được đều rung động. Một số ít người có cảm giác mẫn tuệ dường như nhận thấy được mùi vị không thích hợp. Những viễn cổ chủng tộc, tộc nào tộc đấy đều truyền thừa mấy ngàn năm, sừng sững không đổ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà trong vòng 10 năm ngắn ngủi gần đây lại có đến hai cái chủng tộc đột nhiên biến mất.
Việc này xảy ra một lần là ngẫu nhiên, chứ đến lần thứ hai, e rằng có chuyện. Huống chi tình hình hai tộc biến mất đều giống hệt nhau, khiến cho người ta nhìn là biết, hung thủ làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất hẳn là cùng một người hoặc là cùng một thế lực gây ra, nhưng lại có chuyện khiến cho mọi người thấy phiền phức. Trên đại lục này, mọi người chỉ biết đến hai thế lực có thể làm được chuyện này. Một là hồn tộc, hai là cổ tộc, nhất thời, mọi suy đoán, nghi ngờ đều hướng về hai thế lực này. Hồn điện vẫn giống như trước, không hề tỏ thái độ gì. Nhưng cổ tộc lại có chút đau đầu, bọn họ có quan hệ khá tốt với các tộc khác. Nhưng theo chuyện biến mất của linh tộc và thạch tộc thì quan hệ lập tức trở nên xấu hổ, những tộc còn lại bắt đầu có chút hoài nghi và kiên kỵ bọn họ. Thậm chí một ít thế lực kết giao thường xuyên cũng gặp gián đoạn, cổ tộc có chút sức đầu mẻ trán với loại chuyện tai bay vạ gió kia. Nhưng đồng thời chuyện này cũng khiến cho họ bắt đầu cảnh giác, việc này xảy ra không hề có lợi ích gì với cổ tộc. Chỉ sợ rằng kẻ ra tay kia cũng có mưu đồ với cổ tộc. Nhưng cao tầng của cổ tộc cảm thấy rất khó hiểu, nếu như kẻ sau màn là hồn tộc thì làm sao bọn hắn có được năng lực khủng bố như vậy, tự nhiên có thể giấu giếm được nhiều cường giả cổ tộc dò xét mà thần không biết quỷ không hay làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất, hoặc là nói ở Trung Châu này còn tồn tại một thế lực khủng bố nào khác mà bọn họ không biết. Đương nhiên, mặc kệ nội bộ cổ tộc có suy đoán như thế nào thì bọn họ cũng không có chứng cứ chính xác để chứng minh cho tam tộc còn lại rằng thực tế việc này không có quan hệ với bọn họ. Bởi vậy, tất cả đều duy trì sự im lặng đối với loại hoài nghi này. Một tháng sau khi thạch tộc biến mất, đối mặt với việc cổ tộc cùng hồn tộc đều im lặng, ba chủng tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc là dược tộc, lôi tộc, viêm tộc đột nhiên tuyên bố kết minh, danh hiệu bên ngoài xưng là tam tộc minh. Việc tam tộc minh được thành lập mang lại sự chấn động cực lớn cho các thế lực khác. Từ xưa đến nay, lần đầu tiên trong viễn cổ bát tộc xuất hiện ba chủng tộc cùng kết minh. Dù sao, giữa các tộc cũng có nhiều loại cạnh tranh và đối kháng, muốn bỏ qua tất cả những đấu tranh mà liên minh với nhau cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà giờ đây, dưới sự đe dọa từ mối nguy hiểm không biết này, ba tộc đánh tạm thời thu liễm. Bọn họ không muốn trở thành linh tộc hay thạch tộc tiếp theo. Nhưng bàn tay thần bí kia có thể làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất không một tiếng động thì đương nhiên cũng có thể diệt trừ được bọn họ. Giờ đây, muốn bảo tồn căn cơ huyết mạch thì không thế không liên thủ. Nhưng mà những thế lực khác ở Trung Châu cũng cảm thấy yên tâm. Sau khi tam tộc minh kết minh xong không có ý định chiếm đóng Trung Châu mà làm ra một việc cực kỳ chấn động khác. Đó chính là nối liền không gian của ba tộc lại với nhau. Kể từ đó, nếu tộc nào bị công kích, hai tộc còn lại có thể nhanh chóng chạy tới giúp đỡ thông qua không gian thông đạo. Sau khi thành lập không gian thông đạo, ba tộc mới ổn định lại, khẽ thả lỏng một chút. Sau đó, bọn họ bắt đầu phái ra cường giả không ngừng đi vào không gian thạch tộc, hy vọng có thể tìm được chứng cớ hay một ít manh mối để tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này. Tại Trung Châu không ngừng sóng gió, bất cứ chuyện gì cũng không thể liên tục kéo dài. Cho dù là những chuyện lớn kinh thiên động địa như việc thạch tộc biến mất, ba tộc liên minh thì cũng chỉ duy trì được hơn nửa năm rồi cũng dần dần chìm xuống. Hơn nữa thủ phạm thần bí kia dường như biến mất không còn bóng dáng, để cho người ta khẽ thở vào một hơi, nhưng đồng thời cũng có chút bất an. Sau một thời gian chấn động, thiên phủ liên minh bình tĩnh trở lại, tiếp tục dây dưa không ngừng với hồn điện. Hiện giờ, cả hai thế lực đã hoàn toàn đối đầu với nhau. Hôm nay ngươi công kích một thành thị của ta, ngày mai ta phá lại một phân điện của ngươi. Ngươi tới ta đi, đánh đến mức loạn cả lên, được cái cứ đánh qua đánh lại lâu dài như vậy cũng làm cho thiên phủ liên minh chiếm được lợi ích không nhỏ. Lấy chiến tranh bồi dưỡng chiến tranh, không chỉ làm cho lực lượng chiến đấu của liên minh tăng lên, càng mạnh mẽ và ngưng tụ mà còn có thể hấp dẫn được ngày càng nhiều các thế lực nhỏ bị hồn điện áp bách nên gia nhập liên minh. Bởi vậy trong khoảng một năm rưỡi này, quy mô của thiên phủ liên minh mở rộng đến mấy lần. Số lượng cường giả cũng không thua kém hồn điện là bao. Rõ ràng việc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đã giúp cho liên minh càng ngày càng mạnh lên. Nhưng, đồng thời với việc thế lực càng ngày càng phát triển thì đám người dược lão cũng càng thêm âu sầu, lo lắng. Mà nguyên nhân chính là chuyện của Tiêu Viêm. Từ khi yêu hỏa không gian đóng lại đến nay đã một năm rưỡi rồi, nhưng bọn họ không có bất kỳ tin tức nào của Tiêu Viêm. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy lo âu. Tuy rằng minh chủ của thiên phủ liên minh là dược lão nhưng ở trong lòng rất nhiều người thì bóng người cao gầy kiên nghị kia mới là nơi mọi người mong đợi ỷ lại. Bọn họ cho rằng chỉ cần có bóng lưng kia chống đỡ, thiên phủ liên minh vĩnh viễn sẽ không suy tàn. Nhưng mặc kệ trong lòng bọn họ mong chờ đến thế nào thì sự thật luôn tàn khốc. Mảnh không gian kia vẫn không có chút động tĩnh nào, thời gian sẽ không vì bất cứ kỳ gì mà dừng lại. Hai năm trôi qua, không gian yêu hỏa vẫn đóng lại. Tia hy vọng trong lòng mọi người dần dần ảm đạm,
Đối mặt với tình huống này, đám người Dược lão cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể dần dần thu liễm lại, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Mà cũng chính tại lúc Thiên Phủ Liên Minh chuyển phương thức chiến đấu thì mảnh không gian yêu hỏa rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện sinh khí mạnh mẽ, trong không gian yêu hỏa vẫn nóng cháy như vậy. Một quả trứng tinh thể cực lớn lơ lửng bên trên biển nham thạch, bên ngoài vỏ trứng quang mang lấp lánh, ngẫu nhiên có vài đạo hỏa diễm du đãng vờn quanh tựa như tinh linh tràn ngập linh tính. Răng rắc, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Ánh mắt nhìn qua có thể thấy được trên bề mặt quả trứng từ từ nứt ra một khe hở, theo khe hở này xuất hiện, càng ngày càng có nhiều vết rạn lan ra. Cuối cùng, quả trứng bắt đầu vỡ vụn, cùng lúc trứng vỡ ra, hai cột sáng một phấn hồng một kim quang đột nhiên phóng thẳng lên cao, cuối cùng hóa thành màn sáng, từ từ buông xuống, rắc rắc, bên trong cột sáng, một cánh tay đột nhiên đưa ra, rồi vươn vai. Tiếng xương cốt trên người không ngờ lại phát ra âm thanh như tiếng sấm trầm đục vang vọng không trung, cuối cùng cũng xuất quang. Một bóng người từ trong cột sáng bước ra. Khuôn mặt vừa hiện, ngoài Tiêu Viêm còn có thể là ai khác, chẳng qua lúc này một đầu tóc đen hơi loạn dài tới bả vai, nhìn qua có vẻ anh tuấn, tiêu sái. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được đồng tử trong mắt biến ảo thành hai đóa hỏa diễm liên hoa cực kỳ nhỏ bé. Liên hoa chậm rãi xoay tròn, dường như phát ra một loại lực hấp dẫn kỳ dị, giống như có thể hút cả linh hồn con người vào đó. A, à, Tiêu Viêm ca ca, sao huynh lại không mặc quần áo? Ngay khi Tiêu Viêm bước ra khỏi cột sáng không lâu, một thanh âm thanh thúy mềm mại như nước, mang theo một chút xấu hổ từ phía sau vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn mỹ nhân mảnh mai thước tha, tinh tế, mái tóc dài buông xõa ở phía sau mình. Có lẽ do trải qua chuyện triền miên lúc tu luyện kia mà trên khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi bớt một chút thanh nhã, nhiều thêm một tia quyến rũ động lòng người. Cùng không mê gái thì không phải đàn ông, vợ chưa cưới vẫn xinh đẹp nhất. Nam tử không mặc gì, chân đạp hư không, đưa tay lên gãi gãi đầu, cười nói với cô gái hơi xấu hổ ở trước mặt mình. Sợ rằng lần bế quan này tốn không ít thời gian a. Khắp bầu trời đều là lửa cháy, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bốn phía, mặc dù ảo cảnh nơi này so với trước khi hắn bế quan vẫn giống y hệt nhau, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một số khác biệt rất nhỏ. Vâng. Huân Nhi ở bên gật đầu đáp. Tịnh Liên yêu hỏa đâu phải vật tầm thường, nếu không tốn một ít thời gian thì cho dù nàng với Tiêu Viêm liên thủ, cũng không thể đem nó luyện hóa ngay được. Thực lực bây giờ của Tiêu Viêm ca ca chắc trở nên mạnh hơn nhiều rồi phải không? Huân Nhi ngước mắt lên, mỉm cười nói, nếu giờ gặp phải tên điện chủ hồn điện kia, ta có thể đánh bại hắn. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, trong giọng nói lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Sau lần luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa này, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dựa vào cảm ứng thì thực lực bây giờ của hắn đạt đến ngũ tinh đấu thánh, tăng lên 3 cấp bậc. Thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút không tin nổi. Bản thân Tiêu Viêm vốn là đấu thánh cường giả nên biết rất rõ muốn tăng lên một cấp khó khăn đến thế nào. Không ngờ lần này lại là tăng bên 3 cấp, nếu tu luyện bình thường thì e rằng phải mất ít nhất là mấy chục năm mới có thể đạt được. Nhưng lần này, nhờ vào lực lượng của Tịnh Liên yêu hỏa mà thực lực của Tiêu Viêm thuận lợi tăng vọt. Trên đời này, e rằng chỉ có 3 loại dị hỏa đứng đầu trên bảng dị hỏa mới có năng lực khiến cho đấu thánh cường giả tăng một lúc 3 cấp mà thôi. Có câu một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lần này nhờ Tiêu Viêm ca ca mà thực lực của muội cũng tăng lên rất nhiều. Huân Nhi dịu dàng cười nói, trong quá trình luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, năng lượng khổng lồ kia cũng đồng thời cũng đi qua thân thể của nàng. Vì vậy nàng cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Huân Nhi mặc dù không đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, nhưng cũng là tăng mạnh tới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Không thể không nói, thu hoạch của hai người trong lần bế quan này khiến người khác phải thèm đỏ mắt. Thực lực của Huân Nhi tăng mạnh, Tiêu Viêm đương nhiên cảm thấy mừng rỡ. Tuy nói nếu như hắn hấp thu tất cả năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa thì có lẽ thực lực còn cao hơn nữa, nhưng nếu không có Huân Nhi giúp đỡ thì sợ rằng hắn đã sớm bị yêu hỏa cắn trả mà chết, làm sao được như bây giờ nữa. Không biết dị hỏa trong cơ thể ta bây giờ như thế nào, Tiêu Viêm bỗng nghĩ tới chuyện chính, dùng tâm niệm kiểm tra và kinh ngạc khi phát hiện tất cả dị hỏa tràn ngập trong cơ thể đều biến mất, biến cố này khiến sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi. Thực lực, sinh tồn của Tiêu Viêm đều dựa vào dị hỏa. Nếu như tất cả dị hỏa biến mất thì đó sẽ là đả kích nghiêm trọng với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, làm sao vậy? Huân Nhi ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi liền vội vàng hỏi. Tiêu Viêm không còn tinh thần để chú ý tới câu hỏi của Huân Nhi nữa. Hắn cố bình tĩnh lại, cẩn thận điều tra từng chỗ một trong cơ thể. Một lúc lâu sau Tiêu Viêm bỗng cảm giác được ở chỗ sâu trong cơ thể mình dường như tồn tại thứ gì đó. Đi ra, cảm ứng được vật này, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, quát khẽ một tiếng. Từ lòng bàn tay bất ngờ bốc lên một ngọn lửa màu hồng phấn,
ẩn ẩn có thể thấy kim quang bao quanh bên ngoài ngọn lửa. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, không gian xung quanh nó liền trở nên vặn vẹo. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi còn đang kinh sợ thì ngọn lửa kia đột nhiên tự động ngoạ ngoậy rồi biến thành một đứa trẻ con cao chừng nửa thước. Y oa y oa, hỏa anh nho nhỏ này vừa xuất hiện đã nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó vươn cánh tay mũm mĩm nhỏ bé ra, ôm lấy bàn tay của Tiêu Viêm, cọ tới cọ lui, lộ ra vẻ thân mật. Đây, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều há mồm trợn mắt nhìn cái hỏa anh này. Nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, nhìn qua thì giống như một quả cầu tròn tròn, cái đầu hừng hực lửa, một cái yếm màu hồng phấn che thân, lộ ra cái mông trơn tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ở giữa trán có một dấu ấn lửa hình hoa sen màu phấn hồng, nhìn qua cực kỳ dễ thương. Ít nhất, trong mắt của Huân Nhi đã xuất hiện ánh sáng, bản tính làm mẹ dâng trào. Y oa y oa, trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi còn bất ngờ vì biến cố này thì Hỏa Anh tiếp tục ôm bàn tay của Tiêu Viêm lắc qua lắc lại, trong miệng phát ra âm thanh non nớt kỳ quái. Chuyện gì thế này? Lúc này Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần, nhìn Hỏa Anh đang ôm tay hắn, mờ mịt hỏi. Huân Nhi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chần chừ một lúc rồi nói, liệu đây có phải dị hỏa mới do mấy loại dị hỏa dung hợp thành hay không? Nếu kể thêm Tịnh Liên yêu hỏa thì trong cơ thể của Tiêu Viêm đã có 6 loại dị hỏa. Không ai biết được 6 loại dị hỏa khác nhau dung hợp lại làm một sẽ phát sinh biến hóa gì. Dù sao, cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ người nào dung hợp được 6 loại dị hỏa. Nghe thế, Tiêu Viêm cũng hơi suy nghĩ, nhìn về phía hỏa anh nhỏ bé mũm mĩm kia, không nhịn được mà véo nhẹ một cái, từ bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại giống hệt như chạm vào trẻ con bình thường. Hơn nữa, khi chạm đến hỏa anh, Tiêu Viêm nhận thấy mình có một loại liên hệ kỳ dị với vật nhỏ này. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như cảm giác điều khiển dị hỏa lúc trước. Đây thật sự là dị hỏa trong cơ thể của ta. Đến lúc này, Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu xác nhận. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng hỏa anh này chính là dị hỏa mới trong cơ thể hắn sau khi dung hợp Tịnh Liên yêu hỏa tạo thành. Còn về phần tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này thì bản thân Tiêu Viêm cũng mờ mịt không rõ. Ở trên thân của vật nhỏ này muội cảm giác được khí tức quen thuộc, hình như là kim đế phần thiên viêm của muội. Lúc này Huân Nhi cũng nhẹ giọng nói, trong quá trình luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thì kim đế phần thiên viêm của muội cũng tham dự, do đó có một số bản nguyên của kim đế phần thiên viêm sẽ nhập vào trong cơ thể ta. Tiêu Viêm giải thích cho Huân Nhi biết. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hỏa anh trên tay mình, năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn đã dung hợp hoàn toàn với Tịnh Liên yêu hỏa. Chính xác hơn mà nói, là năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn dung nhập vào Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy nói năm loại dị hỏa là số lượng không ít, nhưng cũng chẳng có uy lực gì khi đứng Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vậy, khi dung hợp, năm loại dị hỏa kia cơ hồ là không có chút nào phản kháng nào, nhanh chóng dung nhập vào bên trong Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu không phải là trước khi dung hợp đã dùng phần quyết luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thì chỉ sợ hắn trộn gà không được còn mất nắm gạo. Ha ha, Tiêu Viêm ca ca, muội từng nghe phụ thân nói, có một số rất ít dị hỏa sau khi bị luyện hóa mới có thể hóa hình. Nếu muội đoán không sai, vật nhỏ này chắc là hỏa linh của dị hỏa mới trong cơ thể huynh. Huân Nhi mỉm cười nói. Nhìn tình huống này, hình như cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng giật giật rồi nói, sau này, khi cần thi triển vật nộ hỏa liên thì ta phải làm sao đây? Lúc trước, khi hắn kiểm tra trong cơ thể thì dị hỏa đã biến mất không còn một mống. Vậy thì hắn làm sao có thể ngưng tụ hỏa liên để chiến đấu cho được? Y oa y oa oa, nghe Tiêu Viêm nói thế, hai mắt hỏa anh sáng lên, sau đó vung bàn tay nhỏ. Ngọn lửa trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ rồi tạo thành hình một đóa hoa sen. Phật nộ hỏa liên, nhìn thấy hỏa liên này, Tiêu Viêm tròn mắt. Phật nộ hỏa liên là chiêu thức hắn tự nghĩ ra. Cho đến hôm nay, trừ hắn ra, không có người nào có thể thi triển được nữa. Nhưng hiện giờ vật nhỏ này lại có thể tiện tay ngưng tụ. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh chóng, hơn hẳn Tiêu Viêm, đấu kỹ của huynh cũng bị vật nhỏ này học trộm luôn rồi sao? Huân Nhi che miệng cười khẽ nói, y oa y oa, hình như là thấy được vẻ khiếp sợ của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt non nớt của vật nhỏ kia hiện lên một tia đắc ý, hai cái tay nhỏ bé nắm rồi thả ra, trong lòng bàn tay không ngừng hiện lên những đóa vật nộ hỏa liên, trôi lơ lửng quanh thân nó, 10 cái vật nộ hỏa liên, nhìn cảnh này, Tiêu Viêm không khỏi chấn động. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngưng tụ ra 10 đóa vật nôi hỏa liên trong một lúc như vậy. Tuy nói những hỏa liên này chỉ dùng hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ thành, nhưng với số lượng như vậy thì uy lực cũng đã rất mạnh rồi. Y oa y oa, xong, sự khiếp sợ của Tiêu Viêm còn chưa có kết thúc. Sau khi ngưng tụ 10 cái vật nộ hỏa liên, bàn tay nhỏ bé của hỏa anh lại vung lên, 10 đóa hỏa liên mạnh mẽ lao vào nhau, dung hợp lại với nhau. Chỉ một lát sau,
một đóa hỏa liên to lớn liền xuất hiện làm cho Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng phải thay đổi sắc mặt. Đóa hoa này lớn chừng nửa thước, toàn thân có màu hồng phấn, lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm có chút kích động, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hủy diệt hỏa liên, hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm. Hỏa liên do năm loại dị hỏa dung nhập vào Tịnh Liên yêu hỏa này sẽ là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, hơn nữa uy lực của hỏa liên này còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ngay cả Tiêu Viêm nhìn thấy cũng phải rung động, lần này, thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Tiêu Viêm đương nhiên biết ý nghĩa của việc có một hỏa anh có thể thi triển ra hủy diệt hỏa liên là như thế nào. Sau này, khi giao chiến với người khác, hắn không cần nhờ người khác kiềm chế địch nhân nữa mà chỉ cần suy nghĩ thì vật nhỏ này có thể trợ ngưng tụ ra hỏa liên giúp đỡ hắn một cách nhanh nhất. Hỏa anh này sẽ mang lại trợ giúp lớn nhất cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Huân Nhi quay mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Dị hỏa biến hóa mang đến bất ngờ cho bọn họ. Ioa ioa, hỏa anh giơ tay đùa nghịch đóa hủy diệt hỏa liên xoay quanh mình một lúc rồi trực tiếp nuốt vào nó trong bụng. Tiếp đó, hỏa anh lại vươn cánh tay mũm mĩm ra, ôm lấy bàn tay của Tiêu Viêm, không ngừng cọ cọ. Bởi vì có cảm ứng liên hệ kỳ lạ kia mà nó giống như một sủng vật, coi Tiêu Viêm là người thân thiết nhất. Tiêu Viêm cười nhìn hỏa anh, đưa tay xoa nhẹ đầu nó liền thoải mái híp mắt cười to, không ngừng vui mừng kêu lên ioa ioa. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Mặc dù hiện giờ dị hỏa biến thành bộ dáng kỳ dị này, nhưng may mắn thay hắn vẫn có thể điều khiển được, chỉ cần trong đầu hắn suy nghĩ thì vật nhỏ này liền lập tức làm theo. Xét về khía cạnh nào đó, chẳng qua là thêm một cái trạm điều khiển trung chuyển giữa Tiêu Viêm và dị hỏa. Hơn nữa, cái trạm điều khiển trung chuyển này còn có thể đem uy lực của dị hỏa phát huy đến cực hạn. Linh trí của vật nhỏ này không thấp, có tiềm năng phát triển rất lớn. Có lẽ nên đặt cho nó một cái tên. Huân Nhi cười nói, ioa ioa, giống như nghe và hiểu được những gì Huân Nhi nói, hỏa anh vốn đang cọ cọ bàn tay Tiêu Viêm bỗng vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy vẻ chờ đợi, trong miệng phát ra tiếng ioa ioa non nớt, nếu nó thích kêu ioa ioa như vậy thì gọi nó là Tiểu Y đi. Tiêu Viêm buông tay ra, thuận miệng nói, ioa, nhìn thấy Tiêu Viêm tùy ý đặt tên cho mình, hỏa anh liền mất hứng, miệng không ngừng kêu lên ioa, giống như là đang kháng nghị cách Tiêu Viêm đặt tên cho nó. Tiêu Viêm mặc kệ, cười hắc hắc nói, Tiểu Y mau trở về. Chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi, biết Tiêu Viêm trực tiếp quyết định xong chuyện này rồi, Tiểu Y chỉ có thể ủ rũ gục lên lòng bàn tay của Tiêu Viêm, sau đó thân thể hóa thành một ngọn lửa màu hồng phấn, tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Viêm, ngay cả trẻ con mà huynh cũng bắt nạt. Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, trêu chọc, ha ha. Tiêu Viêm cười lớn, ngẩng đầu nhìn mảnh không gian ngập lửa này rồi nói, cần phải đi ra thôi, ừm. Huân Nhi khẽ gật đầu. Lần tu luyện này tốn không ít thời gian, sợ rằng trong tộc sẽ náo động rồi. Huân Nhi, Tiêu Viêm đột nhiên cúi đầu, trong ánh mắt hiện ra nhu tình. Đối diện với ánh mắt đó, gương mặt Huân Nhi hiện lên một tia ửng đỏ, cúi đầu, nhẹ giọng nói, sao vậy, đợi sau khi trở về, ta sẽ tìm thời gian thích hợp đến cổ tộc cầu hôn. Đợi sau khi ta cứu phụ thân ra, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Được không? Thân thể mềm mại của Huân Nhi rung lên, gương mặt tinh xảo đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy kích động và hạnh phúc, nàng chờ đợi ngày này, câu nói này rất nhiều năm rồi, cuối cùng nó cũng đến, nhưng nghe được nó thì trong lòng nàng vẫn giống như con nai con nhảy lên đầy khẩn trương và kích động. Vâng, nhìn người ngọc đỏ mặt khẽ gật đầu, Tiêu Viêm không nhịn được mà cười lớn. Đến bây giờ, thực lực của hắn đủ để đi ngang thiên hạ, cho dù đối mặt với chủng tộc viễn cổ truyền thừa lâu đời như cổ tộc, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Phế vật của Tiêu gia năm nào giờ đây đã là nằm trong hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của đại lục. Đi, Tiêu Viêm vươn tay ra, trực tiếp vòng qua eo thon nhỏ của Huân Nhi, kéo vào trong lồng ngực mình. Bàn tay kia mạnh mẽ chém vào không gian trước mặt, ngọn lửa màu hồng phấn từ trên đầu ngón tay Tiêu Viêm tuôn ra. Mảnh không gian mà rất nhiều cường giả ngũ tinh đấu thánh cũng không thể làm gì được này liền bị đánh vỡ ra một khe hở lớn. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi không chút do dự trực tiếp bước vào khe hở đó. Thân hình vừa bước qua xong thì khe hở kia cũng biến mất. Sau khi hai người Tiêu Viêm rời đi, mảnh không gian yêu hỏa này liền trở nên tĩnh lặng. Nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, từ từ rơi vào quên lãng. Yêu hỏa bình nguyên, hai năm đây, nơi này là một mảnh núi non trùng điệp. Hai năm sau, nó đã biến thành một mảnh bình nguyên trắng xóa. Trên bình nguyên có một cái khe hẹp dài mấy ngàn trượng giống như một con rết khổng lồ đang di chuyển. Nhiệt độ nóng bỏng từ dưới khe liên tục truyền lên làm cho cả vùng đất này khô hạn dị thường. Tấm bình nguyên này chính là do Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế 2 năm trước tạo thành. Khi đó, những ngọn núi trùng điệp trong nháy mắt biến mất, cả vùng đất cũng hóa thành nham thạch.
Nhưng sau khi không gian yêu hỏa đóng cửa, sa mạc nham thạch cũng dần động lại, cuối cùng hóa thành bình nguyên. Thông thường, nơi nào bị yêu hỏa tàn sát qua sẽ trở nên hoang vu dị thường, nhưng sau khi có một đội dông binh thám hiểm ở trên bình nguyên này phát hiện một loại tinh thạch kỳ dị tràn đầy năng lượng cùng bạo thuộc tính hỏa thì tấm bình nguyên này lập tức trở nên náo nhiệt. Bởi vì bên trong những tinh thạch này có chứa một tia yêu hỏa yếu ớt còn sót lại mà nó được gọi là yêu hỏa thạch. Tuy nói loại yêu hỏa còn sót lại này đã yếu đi mấy nghìn lần, nhưng đối với một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa và luyện dược sư thì đây tuyệt đối được coi là bảo bối. Chỉ cần có thể hấp thu năng lượng từ bên trong yêu hỏa thạch này, thì không chỉ đấu khí mà ngay cả ngọn lửa do luyện dược sư triệu hồi ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Chính vì thế mà trong hai năm này, rất nhiều thế lực ở trên bình nguyên hoang vu phân chia lãnh thổ tranh giành yêu hỏa thạch. Trong các thế lực đó đương nhiên sẽ có Thiên Phủ Liên Minh, hơn nữa bọn họ còn chiếm được khu vực có nhiều yêu hỏa thạch nhất. Bằng vào thế lực hiện tại của Liên Minh, những người khác cho dù thèm muốn khu vực đó thì cũng không dám làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Nơi nào có Thiên Phủ Liên Minh địa thì chắc chắn sẽ có hồn điện nhúng tay vào, đây là điều mà tất cả mọi người ở Trung Châu đều biết. Hai năm qua, mức độ đối địch của hai thế lực này càng ngày càng tăng cao. Chỉ cần hai bên đụng mặt là có chiến đấu. Vì vậy, sau khi Liên Minh chiếm cứ yêu hỏa bình nguyên không lâu thì hồn điện cũng lập một phân điện ở nơi này. Mà một số tông phái thế lực thèm muốn yêu hỏa thạch nhưng không dám chống lại Thiên Phủ Liên Minh liền len lén gia nhập hồn điện. Một năm gần đây, hai bên đã giao thủ nhiều lần. Tuy nói cả hai đều có thương vong, nhưng thu hoạch được yêu hỏa thạch mang lại lợi ích còn lớn hơn nữa. Bởi vậy, trên yêu hỏa bình nguyên này, hồn điện và Thiên Phủ Liên Minh cứ vài ngày lại đánh một trận, không lớn thì nhỏ, cực kỳ náo nhiệt. Keng keng, hai thanh trọng kiếm tràn đầy đấu khí hung hăng chạm vào nhau, tia lửa phát ra mãnh liệt. Người yếu hơn lui về sau mấy chục bước, sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không bận tâm thương thế trong cơ thể mình mà nhanh chóng nhìn xung quanh. Ánh mắt càng thêm đỏ ngầu khi nhìn thấy các huynh đệ của mình chết thảm. Kiệt kiệt. Liễu đội trưởng, giao yêu hỏa thạch ra đây. Chúng ta đã chú ý đến các ngươi hơn nửa tháng rồi. Tên thắng thế kia đạp trên hư không, cười quái dị nói, hắn khoác bộ áo bào màu đen, nhìn vào mai huy chương trên ngực thì biết hắn là người của hồn điện. Đội trưởng, ngài mau chạy đi. Huyền đội chúng ta mạo hiểm cả tính mạng, đào bới một tháng mới thu được số yêu hỏa thạch này. Tuyệt đối không thể để chúng rơi vào tay hồn điện. Cách đó không xa, một gã nam tử cả người đầy máu tươi rống lớn, nhưng hắn vừa mới nói xong thì một thanh trường kiếm đã từ sau lưng xuyên thủng người hắn, chặn lại câu nói tiếp theo. Một đám ngu xuẩn của Thiên Phủ Liên Minh, dám khai thác yêu hỏa thạch ở trong khu vực của hồn điện đúng là tự tìm đường chết. Tiếng cười âm u lạnh lẽo từ bốn phía vang lên, sau đó liền có rất nhiều bóng đen xuất hiện trên bầu trời, bao vây lấy những người trên mình đầy máu tươi còn sót lại kia. Nhìn thấy thế, sắc mặt của người đàn ông được gọi là Liễu đội trưởng càng thêm trắng bệch. Thiên Phủ Liên Minh không có người hèn nhát. Đội trưởng, chúng ta che chở cho ngài rời đi. Chỉ cần đem số yêu hỏa thạch này nộp lên trên là chúng ta có thể trở thành đệ tử bên trong Liên Minh. Hơn 10 bóng người bao quanh bảo vệ Liễu đội trưởng, thấp giọng quát. Lúc này bọn họ giống như là những con sói cùng đường, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nghe vậy, bàn tay đang nắm vũ khí của Liễu đội trưởng khẽ rung lên, bàn tay còn lại sờ sờ vào một cái túi. Trong túi có 10 miếng nạp giới, trong nạp giới đầy ắp yêu hỏa thạch. Đây là thành quả của cả đội dò xét trong mấy tháng qua, hơn nữa còn mạo hiểm cả tính mạng mới có được. Nếu như có thể thuận lợi trở về Liên Minh, mọi người trong đội đều có thể thăng lên làm đệ tử bên trong Liên Minh. Khi đó, địa vị của họ liền khác xa so với bây giờ. Nhưng đối diện với tình cảnh này, tâm trạng mọi người vốn đang phấn khích liền trở nên lạnh như băng. Bằng vào thực lực của bọn họ, muốn đột phá vòng vây này tất nhiên là phải trả một cái giá rất đắt. Các huynh đệ, chúng ta đã mạo hiểm cả tính mạng để đi tới đây. Qua được kiếp nạn này, ngày tươi đẹp đang chờ chúng ta. Bởi vậy, cầm lấy vũ khí, theo ta đột phá vòng vây. Liễu đội trưởng giơ cao trọng kiếm, sắc mặt dữ tợn quát to, sau đó trực tiếp dẫn đầu đội ngũ xông tới, chém. Nghe thế, hô hấp của hơn 10 người kia cũng trở nên ồ ồ, hai mắt đỏ hồng, liều chết lao tới, giết hết. Sau đó treo đầu bọn chúng lên, mang tới Thiên Phủ Liên Minh. Giữa không trung, một lão già che mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua những người kia, thản nhiên nói, dạ. Phía sau lão giả, một gã nam tử khuôn mặt âm trầm cung kính đáp. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra thì đột nhiên phát hiện thân thể mình chợt cứng ngắc, phản ứng người này cũng khá nhanh nhẹn, lập tức quay đầu, nhìn về phía lão giả có địa vị cao nhất kia, nhưng cũng chính vào lúc hắn quay đầu lại thì thấy đầu của lão già kia bỗng bay vọt lên, máu tươi phun ra thành cột, treo đầu người mang tới Thiên Phủ Liên Minh, hồn điện bây giờ thật quyết đoán a. Dưới ánh mắt kinh hãi của gã nam tử kia,
không gian phía sau lão già không đầu chậm chậm chấn động. Hai bóng người một nam một nữ từ từ hiện ra, Mạc Hộ Pháp, Biến Cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người ở đây dừng tay. Đám người của Hồn Điện lúc này đều nhìn về phía thi thể không đầu kia, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, máu tươi phun ra, cái đầu máu me đầm đìa từ trên trời rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, khuôn mặt kia vẫn âm lãnh giống như lúc trước khi chết, khiến cho người ta nhìn qua không rét mà run. Ngươi, các ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của Hồn Điện, nam tử kia hiển nhiên là có địa vị cao hơn những người khác, sắc mặt hoảng sợ nhìn hai bóng người vừa hiện ra trên không trung, một lát sau liền lớn tiếng quát, giống như là muốn dùng phương thức này đem sự hoảng sợ trong lòng phát ra ngoài. Tay chân của Hồn Điện đã vươn tới tận nơi này sao? Trên bầu trời, bóng người một nam một nữ dần trở nên chân thật, chính là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi vừa từ trong yêu hỏa không gian phá không ra ngoài. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn mười mấy hắc y nhân của Hồn Điện, trong con ngươi bắt đầu hiện lên hàn ý. Hàn ý phát tán khiến cho nam tử thấy cả người lạnh lẽo. Thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể hắn cũng có cảm giác bị đông lại. Đối phương đã có thể tùy tiện nhấc tay liền giết đi Mạc Hộ Pháp có thực lực ngũ tinh đấu tông thì đối phó bọn họ cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Gặp phải kẻ mạnh, trút, trong đầu vừa nghĩ thế, nam tử kia liền quyết định thật nhanh, không nói thêm điều gì vô nghĩa nữa, thân hình nhanh chóng thối lui. Khi rời đi khoảng trăm bước mới quát to một tiếng, nhìn thấy hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, những tên còn lại biến sắc, cũng mặc kệ đám người của Liễu đội trưởng, xoay người chạy trối chết. Thấy vậy, mấy người Liễu đội trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn khiến cho bọn họ cảm thấy có chút hư thoát, giết nhiều người như vậy còn muốn đi dễ dàng thế ư. Người của Thiên Phủ không dễ giết thế đâu. Ở giữa không trung, Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn những bóng đen đang chạy loạn kia, bàn chân khẽ đạp hư không. Một cổ dao động vô hình nhanh như chớp khuếch tán ra xung quanh, phốc phốc, cổ dao động vô hình này lặng yên khuếch tán ra làm cho hơn 10 bóng người đang chạy trốn ở phía xa kia đứng khựng lại. Sau đó, từng cục máu phun ra, đẩy những cái đầu bắn lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, trong huyết tinh vô cùng, nhóm người Liễu đội trưởng thấy thế rùng cả mình. Bọn họ căn bản không thấy rõ đến tột cùng Tiêu Viêm ra tay như thế nào mà khiến cho đám cao thủ của Hồn Điện có thực lực hơn xa. Bọn họ đều biến thành thi thể không đầu, đa tạ tiền bối đại nghĩa cứu giúp, chúng ta là huyền đội của Thiên Phủ Liên Minh Ngoại Minh Đệ Tam Đại Đội, ân cứu mạng lần này suốt đời khó quên. Bất quá, Liễu đội trưởng kia cũng là người thông minh, nhanh chóng áp chế sợ hãi trong lòng, cung kính thi lễ với hai người ở không trung. Tuy rằng nhìn qua hai người tuổi còn nhỏ, nhưng ở thế giới thực lực vi tôn, hai người này chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể dễ dàng chém giết một đấu tông cường giả cũng đủ làm cho bọn họ cung kính xưng một tiếng tiền bối. Ngoại Minh. Nghe người này nói thế, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc, xem ra mấy năm nay Thiên Phủ Liên Minh phát triển không nhỏ đây, đem đan dược này chia cho mọi người đi, chỉ cần còn thở là sẽ không chết được. Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, một cái bình ngọc liền xuất hiện trong tay Liễu đội trưởng. Liễu đội trưởng vô thức nhìn vào, lập tức liền trợn tròn mắt. Bên trong bình ngọc, mỗi viên đan dược đều ngập tràn linh khí, dược hương nồng đậm, cho dù là lục phẩm đan dược với phẩm giai cao nhất hắn từng nhìn thấy cũng không thể so sánh với chúng. Không biết vị tiền bối này từ đâu tới, ra tay lại hào phóng như vậy. Có bán hết cả nhóm người chúng ta ở đây cũng không giá trị bằng một viên đan dược. Liễu đội trưởng run rẩy nắm bình ngọc trong tay, vội vàng phân chia cho mấy huynh đệ bị thương nặng, sau đó mới mang vài người nòng cốt trong đội ngũ, nơm nớp lo sợ nhìn một nam một nữ từ đan không trung hạ xuống. Nói cho ta nghe một chút, năm đó sau khi không gian yêu hỏa đóng cửa đã xảy ra những chuyện gì? Sau khi hạ xuống, Tiêu Viêm tùy ý hỏi. Vâng, nghe vậy. Liễu đội trưởng vội vàng cung kính đáp. Hắn cũng là người thông minh, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không. Bởi vậy sau khi suy nghĩ sắp xếp một chút liền nói ra tất cả những chuyện lớn phát sinh trong hai năm này ở Trung Châu mà hắn biết được. Trong lúc kể, mấy người bọn họ không ngừng vụng trộm đánh giá thanh niên trước mặt. Chẳng biết tại sao, bọn họ lại cảm giác người này dường như có chút quen mắt, Thạch tộc biến mất. Tiêu Viêm nghe những chuyện này chỉ thản nhiên gật đầu. Nhưng khi Liễu đội trưởng kia nói tới việc sau linh tộc thì đến lượt Thạch tộc lại quỷ dị biến mất, sắc mặt của Tiêu Viêm và Huân Nhi đồng thời thay đổi. Đúng vậy, Thạch tộc biến mất giống hệt như linh tộc. Nhưng trong một năm trở lại đây cũng không xuất hiện tình huống nào nữa, có lẽ là do việc ba tộc viễn cổ khác liên minh với nhau. Liễu đội trưởng cung kính nói, không nghĩ tới, trong hai năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, khẽ lẩm bẩm, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Thiên Phủ và Hồn Điện hoàn toàn khai chiến, Thạch tộc biến mất, ba tộc kết minh. Những chuyện lớn kinh thiên động địa thế này cùng tập trung lại, đúng là cực kỳ náo nhiệt. Vị tiền bối này, thấy Tiêu Viêm lâm vào trầm tư, Liễu đội trưởng nhìn quanh, chần chờ một chút,
mới cẩn thận mở miệng nói, nơi này không xa, có một phân điện của hồn điện, bình thường, nếu như hộ pháp chết, bọn hắn có thể cảm ứng được. Vì thế, chúng ta nên rời khỏi yêu hỏa bình nguyên trước đã. Phân điện này của hồn điện có thực lực rất mạnh, trong đó còn có một vị cường giả đấu thánh của hồn tộc tọa trấn. Trong hai năm giao chiến, thiên phủ liên minh chúng ta có không ít cường giả bị đấu thánh cường giả của hồn điện kia giết hại, hả? Mấy tinh đấu thánh, nghe vậy, Tiêu Viêm hơi nhướng mày, hỏi, nhất tinh. Liễu đội trưởng không biết Tiêu Viêm hỏi để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đối với bọn họ mà nói, loại cường giả này chính là truyền thuyết, nhất tinh sao? Tiêu Viêm xoa xoa cằm, khẽ gật đầu. Thấy vậy, đám người Liễu đội trưởng hơi mừng rỡ, đang muốn tranh thủ bảo vị tiền bối này rời đi thì bỗng choáng váng đến ngay người khi nghe người kia nói, ngươi biết đường không? Mang ta tới phân điện kia một chuyến, nhìn thấy bộ dáng mỉm cười của thanh niên trước mặt, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Liễu đội trưởng kia còn rung lên, đối với bọn họ thì phân điện của hồn điện là cấm địa đáng sợ nhất. Bình thường ai cũng muốn tránh xa khu vực kia, chưa ai nghĩ tới đi vào đó, đi thôi. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý tới sự im lặng của bọn họ, đưa tay đặt lên vai Liễu đội trưởng, không đợi hắn nói chuyện, không gian liền dao động, ba người đã không thấy bóng dáng. Mấy người khác thấy vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Đi tới phân điện của hồn điện, đây không phải là muốn chết hay sao, lần này thì xong rồi, một gã đội hữu vẻ mặt như đưa đám, khó khăn mới nhặt lại được cái mạng, hiện giờ tự mình tặng đi, làm sao bây giờ, không cần hoảng, vị tiền bối kia dường như không phải người tầm thường. Nhưng trong phân điện kia còn có đấu thánh cường giả tọa trấn A. Vị tiền bối này cho dù lợi hại, nhưng vẫn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là đối thủ của lão quái vật kia. Chuyện này, cả đám người nhìn nhau, tranh luận một phen, cuối cùng trở nên ủ rũ. Suy, khi mọi người im lặng không nói gì nữa thì không gian lại dao động, ba đạo thân ảnh hiện ra, đúng là ba người Tiêu Viêm vừa rời đi không bao lâu. Đội trưởng, nhìn thấy ba người còn sống trở về, những người còn lại nhất thời mừng như điên, vội vàng tiến tới. Nhưng mà, vị Liễu đội trưởng kia vẫn cứ ngây dại, không để ý tới những người vây quanh. Cũng đúng thôi, không có ai sau khi nhìn thấy cường giả mà mình coi như truyền thuyết giống như lão quái trong phân điện của hồn điện kia lại bị người thanh niên trước mặt tùy tay vung chưởng, đánh thành một đống thịt nát, lại có thể duy trì sự bình tĩnh được. Đội trưởng, lão quái kia không có ở phân điện sao? Nghe được thanh âm vang lên xung quanh mình, vị Liễu đội trưởng rốt cuộc phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu và nói, từ giờ trở đi. Trên yêu hỏa bình nguyên không còn phân điện của hồn điện, cũng không còn vị hồn thanh thánh giả đại danh đỉnh đỉnh kia nữa. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, đến khi phục hồi tinh thần lại trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, phân điện của hồn điện liền biến mất, đi thôi. Nhìn thấy biểu tình buồn cười của bọn họ, Tiêu Viêm cười cười, xoay người, chân đạp hư không, chậm rãi đi xa, trở về khu vực tìm người phụ trách. Sau này, các ngươi chính là thành viên địa cấp của Thiên Phủ Nội Minh. Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt kia, thân thể mọi người đều khẽ rung lên. Thành viên của Thiên Phủ Nội Minh, chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng. Mặc dù lần này bọn họ có cống hiến không nhỏ nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành thành viên hoàng cấp của Thiên Phủ Nội Minh mà thôi, còn cách địa cấp xa lắm. Người này chỉ nói một câu, làm sao có thể, tiền bối, không biết tôn tính đại danh của ngài. Liễu đội trưởng ngẩn ra, chợt vội vàng quỳ xuống, cung kính nói to, ngươi nói cho bọn họ, là Tiêu Viêm cho các ngươi. Thế là được, xa xa, tiếng cười khẽ theo gió mà tới, chậm rãi vang lên bên tai mọi người, Tiêu. Tiêu Viêm, mọi người đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt khiếp sợ nhìn thân ảnh đạp hư không đang dần trở nên mơ hồ kia. Một lát sau mới có thanh âm run rẩy vì kích động vang lên, hắn. Hắn dĩ nhiên là thiếu minh chủ, Tiêu Viêm ca ca, thạch tộc biến mất, cổ tộc chắc chắn bị tác động không nhỏ, bởi vậy muội muốn về trước xem sao. Trên một ngọn núi, Tiêu Viêm nhìn về chân trời phía tây bắc. Trong lòng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Huân Nhi hôm trước, thoáng có chút buồn bã. Tất nhiên là hắn hiểu, Huân Nhi đi theo hắn mất tích 2 năm sẽ làm cổ tộc chấn động rất lớn, về tình về lý đều nên quay về xem xét, huống chi còn có cả việc của thạch tộc. Huân Nhi, ta đáp ứng muội, nhất định sẽ tới cổ tộc cầu hôn. Hãy chờ ta, bàn tay Tiêu Viêm khẽ hôi lên, giống như bắt lấy bóng hình xinh đẹp kia. Một lát sau, Tiêu Viêm nhanh chóng thu liễm cảm xúc trong lòng, đôi mắt từ từ nheo lại, trên đường đi. Hắn cũng đã hiểu rõ tình huống hiện tại giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Cuộc chiến giữa hai bên vượt qua dự liệu của hắn, gần như đạt tới tình trạng là không chết không ngừng. Hồn Điện đã hủy đi không ít thành thị của Liên Minh, mà Liên Minh cũng phá hủy không ít phân điện của Hồn Điện. Trừ những người đứng đầu chân chính của hai bên còn giằng co thì cơ bản có thể dùng từ giết đến đỏ mắt để hình dung. Đương nhiên,
Tiêu Viêm không có ý kiến gì với loại tình huống này. Hắn với Hồn Điện, Hồn tộc cũng là không chết không thôi, hơn nữa còn không có gì có thể điều tiết, hắn cũng đã từng nghĩ tới cảnh này, chỉ là không đoán được sẽ tới nhanh và hung mãnh như vậy, hai hổ đánh nhau chắc chắn có thương vong. Hồn Điện lần này bị tổn thất nặng, với tính tình của bọn hắn, nhất định sẽ không để yên, nhưng hiện giờ liên minh không chỉ có Tiêu Thần Tổ Tiên tọa trấn, còn có vị lão tổ đang tháp âm thầm che chở, cho dù tên điện chủ của Hồn Điện kia có kiêu ngạo đến cỡ nào, cũng không dám trực tiếp chém giết. Nhưng mà phía sau Hồn Điện còn có Hồn tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không đứng nhìn Hồn tộc bị hủy trong tay Thiên Phủ Liên Minh. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng, tuy rằng lâu không xuất thế, nhưng chỉ cần kết hợp với một số tin tình báo đạt được thì không khó để suy luận ra một số chuyện, có lẽ đã tới lúc ra tay thật sự với Hồn Điện rồi. Năm đó các ngươi huyết tẩy Tiêu gia ta, thiếu chút nữa đoạn đi huyết mạch của Tiêu gia ta, hiện giờ, đã đến lúc nợ máu trả bằng máu. Tiêu Viêm từ từ siết chặt tay, trong con ngươi hiện lên lửa giận, một cổ hàn ý âm trầm lặng yên xuất hiện, thân hình khẽ động, không gian có chút vặn vẹo, Tiêu Viêm quỷ dị biến mất. Tinh Vẫn Các nay trở thành tổng bộ của Thiên Phủ Liên Minh, không chỉ có quy mô mở rộng gấp mấy lần, mà cường giả của tổng bộ cũng nhiều không đếm xuể, có thể nói là phòng thủ kiên cố, cho dù là cường giả đấu thánh cũng khó có thể thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập vào. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Thiên Phủ Liên Minh, một số người trước đây lên tiếng phản đối chuyện kết minh cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí, mấy thế lực lớn quy tụ vào liên minh dần dần có dấu hiệu dung hợp. Một số đệ tử bất tri bất giác đã đổi xưng hô từ đệ tử của môn phái thành người của Thiên Phủ. Trong thời gian dài, các thế lực đang dần bị đồng hóa thành một, chỉ còn Thiên Phủ. Đối với điểm này, mấy đầu lĩnh của các thế lực lớn cũng thấy rõ, nhưng cuối cùng cũng ngầm đồng ý hiện giờ liên minh với Hồn Điện đã trở thành cục diện không chết không thôi. Nếu liên minh xảy ra biến cố mà giải tán thì thế lực của bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Hồn Điện. Đến lúc đó e rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này đây, chỉ có thể kết hợp chặt chẽ là một mới có thể đối kháng cùng Hồn Điện. Nếu không, chỉ có con đường chết. Qua hai năm, bên trong tinh giới cũng thay đổi rất nhiều. Từng ngọn núi mọc lên, trên đó có rất nhiều lầu, các lớn. Từ trong đó mơ hồ lan tỏa ra nhiều khí tức cường hãn. Bên trong tinh giới, nơi đây có thể coi là khu vực trung tâm của Thiên Phủ Liên Minh, số lượng cường giả ở đây đã đạt tới con số tương đối khủng bố. Ở trung tâm của tinh giới, một tòa đại điện hùng vĩ đứng sừng sững trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tỏa ra khí tức hào hùng. Bốn phía đại điện, từng đạo linh hồn cảm giác không ngừng qua lại, tựa như thiên la địa võng. Phòng vệ chặt chẽ tới mức con kiến lọt vào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Một tháng nay, liên minh đã giao thủ với Hồn Điện 43 lần, trong đó 3 lần có quy mô không nhỏ. Tuy rằng phá hủy được một phân điện, nhưng lại tổn thất không ít nhân thủ. Bên trong đại điện, không khí ngưng trọng, Phong Tôn Giả đang báo cáo tình hình chiến sự trong vòng một tháng này cho Dược Lão. Nghe vậy, Dược Lão chậm rãi gật đầu. Hai năm qua đi, tuy rằng khí tức của ông so với năm đó mạnh lên không ít, nhưng khuôn mặt ngược lại lại già hơn trước. Xem ra chuyện của liên minh khiến ông suy nghĩ, lo lắng, tốn không ít tâm huyết, việc này cũng không lớn. Nhưng mà gần đây chúng ta có được một ít tin tình báo. Có lẽ Hồn Điện không chịu nổi sự giằng co này nữa. Phong Tôn Giả trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, hả? Nghe Phong Tôn Giả nói vậy, tất cả nhóm cao tầng của liên minh đều tập trung lại. Theo như tin tình báo, bên trong Hồn tộc sẽ phái ra cường giả chân chính, trợ giúp Hồn Điện tiêu diệt Thiên Phủ Liên Minh chúng ta. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, có Tiêu Thần tiền bối cùng Đan Tháp lão tiền bối ở đây, Hồn Điện cũng dám lớn tiếng như vậy. Phong Tôn Giả vừa dứt lời, trong đại điện liền truyền ra một ít tiếng hừ nhẹ. Mấy năm nay Thiên Phủ Liên Minh thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ, với thực lực này, cho dù là Hồn Điện cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Một số người còn đem Thiên Phủ Liên Minh trở thành tân sinh bá chủ của Trung Châu, khó trách sẽ khiến cho một số người nảy sinh sự kiêu ngạo. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu quá mức, sẽ là tự tìm đường chết. Dược Lão nhìn mấy người đang nói chuyện kia, lạnh nhạt nói, có tìm hiểu được lần này Hồn tộc sẽ phái ai tới không? Phong Tôn Giả liếm môi, nhìn Dược Lão, gật đầu nói, Hồn Thiên Mạch. Nói xong lời này, hắn nhìn thoáng qua trong đại điện, phát hiện không ít người có vẻ mờ mịt. Lại nói thêm một câu, cường giả lục tinh đấu thánh, nghe nói, đã từng tham dự vây sát Tiêu Huyền, ách, câu nói sau cùng không thể nghi ngờ là một quả bom lớn, khiến cho đại điện nhất thời oanh động. Trên mặt không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ Hồn tộc lại phái ra lão yêu quái cỡ này. Xem ra bọn hắn thật sự hạ quyết tâm tiêu diệt Thiên Phủ Liên Minh, Hồn Thiên Mạch, trong đại điện chấn động, đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn, cơ hồ khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn về phía góc của đại điện. Nơi đó,
một thân ảnh gầy gò lẳng lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt già nua tựa như cương thi, chính là Tiêu Thần đã được Tiêu Viêm từ yêu hỏa ảo cảnh cứu ra. Tiêu Thần nói xong rồi lại yên tĩnh, chỉ có những người thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được vừa rồi không gian xung quanh mình có chút biến đổi, xem ra trong lòng Tiêu Thần cũng có cảm xúc dao động không nhỏ. Sao Hồng tộc lại phái lão yêu quái này ra? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ cổ tộc cùng tam tộc khác bất mãn hay sao? Hỏa Vân lão tổ cau mày nói, mặc dù hiện giờ thương thế của hắn đã lành, hơn nữa còn nhờ đan dược để đột phá tới nhị tinh đấu thánh. Nhưng đối mặt với lục tinh đấu thánh hắn vẫn không thể kháng cự nổi, hiện giờ trong viễn cổ chủng tộc, tất cả đều hoài nghi lẫn nhau, lo sợ việc của linh tộc cùng thạch tộc tái diễn, còn ai có tâm tình đi quản việc của hồn tộc nữa, mà hành động lúc này của hồn tộc cũng coi như thử dò xét. Nếu không, sẽ không chỉ có mình hồn thiên mạch tới. Đan tháp đại trưởng lão lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, nếu lão yêu quái kia thật sự muốn động thủ, chỉ sợ phải mời lão tổ ra tay. Đến lúc đó, hồn điện chỉ cần để cho điện chủ hoặc hồn ma lão nhân ra tay là có thể tạm thời chế trụ Tiêu Thần tiền bối, nếu như thế, lực lượng cực mạnh của chúng ta hoàn toàn bị cầm chân. Một người con lại hoàn toàn có thể dẫn đầu cường giả hồn điện triển khai tấn công liên minh, khi đó, chúng ta sẽ lâm vào một hồi đại chiến thảm thiết. Nghe Đan Tháp đại trưởng lão phân tích, trong đại điện trở nên trầm mặc. Tuy nói hiện giờ thiên phủ liên minh phát triển rất mạnh, nhưng số lượng cường giả đỉnh phong lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hồn điện mà thôi. Nhưng lúc này đây, loại chênh lệch này, trực tiếp bị hồn tộc dập nát. Tới lúc đó, để cho ta cùng Tiểu Y Tiêu, Thải Lân ba người liên thủ, thử xem có thể chế trụ điện chủ hồn điện hay không. Dược lão vẻ mặt trầm ngâm, một lát sau mở miệng nói, nghe vậy, Đan Tháp đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói tới ba người bọn họ có thể chế trụ điện chủ hồn điện đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh hay không, cho dù có thể miễn cưỡng kiềm chế, thì số lượng đấu thánh của hai bên cũng trở nên chênh lệch nhiều hơn. Nếu đám đấu thánh của hồn điện tiến vào được sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với quân liên minh. Nếu có Tử Nghiên tiểu thư ở đây thì cũng không cần đau đầu như vậy. Một người khẽ thở dài nói, Tử Nghiên là một trợ lực rất lớn, nhưng dù sao chuyện của bộ tộc Thái Hư Cổ Long vẫn chưa xong. Tam Đại Long Vương bị thương nhưng chạy trốn được, trở thành một tai họa ngầm. Nàng phải tọa trấn Đông Long Đảo, cho tới khi Tam Đảo kia hoàn toàn bị diệt trừ, trong đại điện lại chìm vào im lặng. Đến bây giờ, mọi người mới phát hiện, hóa ra, trong lúc bất tri bất giác, một hồi mưa bão đã dần dần bao phủ lên liên minh. Hơn nữa, trong lúc này đây, nếu xảy ra chuyện gì thì mọi cố gắng trước kia đều như nước chảy ra biển đông. Hồn điện điện chủ. Đan Tháp đại trưởng lão chần chờ một chút, rốt cuộc cắn răng, đứng dậy, nhưng mà còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng cười sang sảng vang lên tiếp lời, khiến cho mọi người đang ngồi đây đều chấn động mạnh mẽ. Giao cho ta đi. Ở góc đại điện, hai mắt Tiêu Thần chợt mở, trên gương mặt già nua chậm rãi hiện lên nụ cười vui mừng. Tiếng cười sang sảng đột nhiên xuất hiện khiến cho đại điện như ngưng lại. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa đại điện. Ở đó, ánh mặt trời tà tà chiếu xuống, một bóng người cao gầy dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm. Bóng người kia vừa hiện rõ, nhóm người Phong Tôn giả, Hỏa Vân lão tổ đều run lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng, kinh ngạc, Tiêu Viêm. Hắn là đệ tử thân truyền của Minh Chủ, bởi vì thiên phủ lớn mạnh nên một số cao tầng ngồi trong đại điện này cũng không biết rõ Tiêu Viêm, nhưng mỗi người trong bọn họ đều biết rõ địa vị của Tiêu Viêm ở trong thiên phủ liên minh quan trọng như thế nào. Nếu nói Dược lão là Minh Chủ của thiên phủ liên minh vậy thì Tiêu Viêm chính là lãnh tụ tinh thần của thiên phủ. Dược lão há miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người chậm rãi bước tới kia, đấu khí mênh mông trong cơ thể vì tâm cảnh dao động mà bùng nổ, tay cầm của chiếc ghế đang ngồi cũng hóa thành phấn vụn. Dược lão không hề để ý tới, run rẩy đứng dậy, ánh mắt trở nên ương ước, trong hai năm qua, không có lúc nào ông không nhớ tới Tiêu Viêm. Cả đời Dược lão không vợ không con, chỉ có Tiêu Viêm là người gần gũi nhất. Nếu được việc rời khỏi không gian yêu hỏa lại mang đến sự lo lắng đợi chờ thế này thì ông sẽ không do dự mà lựa chọn ở lại. Những người khác thấy bộ dáng kích động của Dược lão liền cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây, ở trước mặt bọn họ, Dược lão luôn luôn bình tĩnh, không bận tâm tới chuyện gì, cho dù đối mặt với một quái vật lớn như hồn điện ông cũng không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên trong mấy năm qua bọn họ thấy Dược lão biểu lộ cảm xúc như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Thân ảnh của Tiêu Viêm hơi nhoáng lên một cái, liền xuất hiện trước mặt Dược lão, nhìn lão nhân kích động tới mức rơi lệ, trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy áy náy vô cùng. Bản thân mất tích 2 năm khiến cho không ít người phải lo lắng, lão sư, ta đã trở về, thầy trò đối mặt nhau, trong lòng đều có muôn vàng cảm xúc dâng trào,
nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên mấy lời nói khẽ làm người khác cảm khái không thôi. Ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Dược lão đang nghe truyện trên TV audio CV lau lau nước mắt, trên khuôn mặt già nua hầu như căng thẳng trong suốt 2 năm qua cuối cùng cũng nở nụ cười. Bàn tay gầy guộc không ngừng vỗ lên bả vai Tiêu Viêm, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói kia. Ha ha, Dược lão đầu, ta đã nói tiểu tử này sẽ không đoản mệnh như vậy. Giờ thì ông tin rồi chứ. Hỏa Vân lão tổ cười to nói, thấy Tiêu Viêm thuận lợi trở về, trong lòng hắn cũng thở ra một hơi. Trên người tên tiểu tử này giống như có ma lực trấn an tâm tình của người khác vậy, vừa nhìn thấy hắn, trong lòng vốn đang bị chuyện của hồn điện đè nén cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ha ha, thiếu minh chủ xuất hiện thật đúng lúc, lần này xuất quan, cũng là có thể giảm bớt áp lực bên trong liên minh, đến lúc đó ta và ngươi hai người liên thủ, hẳn là có thể chế trụ được điện chủ của hồn điện. Đan Tháp đại trưởng lão cũng mang theo ý mừng, cười nói, lấy thực lực hiện giờ của hắn, một mình đối phó với điện chủ của hồn điện, cũng không thành vấn đề. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Tiêu Thần ngồi góc đại điện lãnh đạm cười, mở miệng nói, nghe vậy, mấy người đại trưởng lão cùng Dược lão đều ngẩn ra, ánh mắt có chút chấn động nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Thần là người có thực lực mạnh nhất ở đây, hắn đã nói như vậy, mọi người đương nhiên là tin tưởng, ngươi luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa rồi. Dược lão phản ứng nhanh nhất, sau khi sửng sốt một chút liền thất thanh nói, may mắn. Tiêu Viêm mỉm cười, tiểu tử này, thấy Tiêu Viêm không hề phủ nhận, mấy người Hỏa Vân lão tổ ở bên cạnh đều hít một hơi dài, hai mắt nhìn nhau đầy khiếp sợ, bọn họ đều đã từng đi vào không gian yêu hỏa đương nhiên biết rõ trình độ đáng sợ của Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả cường giả như Đan Tháp lão tổ đích thân ra tay cũng không thể chiếm được chút thượng phong nào. Bọn họ vốn cho rằng Tiêu Viêm có thể thuận lợi thoát khỏi không gian yêu hỏa đã rất may mắn rồi, chứ lúc Tiêu Viêm xuất hiện cho đến giờ, bọn họ không hề nghĩ tới chuyện thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa quá mức đáng sợ, trong mấy ngàn năm nay, cũng có một ít cường giả có thực lực hơn xa Tiêu Viêm có ý muốn thu phục nó, nhưng cuối cùng đều thất bại quay về, chưa từng có ngoại lệ, tốt. Ha ha. Rất tốt, sau khi khiếp sợ, Dược lão phục hồi lại tinh thần. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ vui mừng khó có thể che giấu được. Đối với luyện dược sư mà nói, dị hỏa cỡ Tịnh Liên yêu hỏa chính là thần vật không ai không mong ngóng. Năm đó, ngoài Tịnh Liên yêu thánh thu phục nó một lần thì không còn bất cứ ai có thể hàng phục nó được nữa. Lúc này đây, Tiêu Viêm lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, có được Tịnh Liên yêu hỏa, Dược lão không còn nghi ngờ nào về việc hắn có thể đơn phương độc mã giao thủ cùng hồn điện điện chủ mà không bại. Có thêm thiếu minh chủ thì chúng ta đã có cách đối phó với việc hồn điện tấn công rồi. Đúng là một chuyện vui mừng. Đại trưởng lão cười nói, Tiêu Viêm có thể một mình đối phó với điện chủ hồn điện kia, đó là một chuyện rất tốt. Như vậy, bản thân ông cũng rảnh tay, có thể giúp liên minh giảm bớt áp lực. Ha ha, thiếu minh chủ thật sự là phó tướng của liên minh a. Bên trong đại điện, những người khác vội vàng cung kính chúc mừng. Tuy rằng bọn họ ở trong liên minh có một chút phân lượng nhưng cũng tự hiểu rõ rằng không thể so được với địa vị của Tiêu Viêm. Thiên phủ liên minh là do một tay Tiêu Viêm mượn sức sáng lập, trong đó chứa tâm huyết của hắn. Tuy nói rằng vị trí minh chủ nằm trong tay Dược lão nhưng một số người lãnh đạo chân chính như mấy người Hỏa Vân lão tổ đều biết rõ. Dược lão chỉ là người trợ giúp Tiêu Viêm quản lý thế lực này, còn đâu toàn bộ trung tâm của liên minh thật ra đều thuộc về một mình Tiêu Viêm. Đối với sự nhiệt tình và kính sợ của nhóm người xa lạ này, Tiêu Viêm cũng không hề quá lạnh nhạt mà mỉm cười nói chuyện cùng bọn họ, ngược lại còn khiến cho đám người bình thường khá cao ngạo này có chút được ưu ái mà cảm thấy kinh sợ. Ha ha, chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi, các vị hãy trở về trước, chỉnh đốn thuộc hạ, giám thị nhất cử nhất động của hồn điện. Nếu lúc này bọn chúng muốn quyết chiến cùng thiên phủ liên minh chúng ta liền cho bọn chúng biết, hiện tại liên minh không hề sợ hồn điện bọn chúng đâu. Vâng, nghe Dược lão tuyên bố hào hùng như thế, nhiệt huyết trong lòng mọi người cũng tăng lên. Hai năm qua, hai thế lực lớn đã đụng độ nhau rất nhiều lần, xung đột cũng càng ngày càng lớn, hiện giờ cuối cùng cũng có thể chính thức ra tay một lần, vừa vặn hợp với ý của một số người. Hơn nữa, lần quyết chiến này sẽ là lần quyết định xem ai là thế lực bá chủ của Trung Châu, thế lực lâu đời hồn điện và liên minh mới thành lập tranh đấu. Khi đó, toàn bộ Trung Châu sẽ vì thế mà sôi trào. Hội nghị ở đại điện kết thúc, Tiêu Viêm bị đám người Dược lão kích động vây quanh, nói về một số chuyện lớn nhỏ của thiên phủ liên minh mấy năm nay, cuối cùng mới trở lại bên trong U Tĩnh Viện sau 2 năm xa cách. Phụ thân, Tiêu Viêm vừa tiến vào sân, một thanh âm quen thuộc đầy vui mừng vang lên. Một bóng người nhỏ bé từ không trung bay vọt vào lòng hắn. Ha ha, tiểu nha đầu, đã lớn rồi à, Tiêu Viêm cười tủm tỉm, vươn cánh tay ra ôm chặt thân ảnh nhỏ xinh kia vào ngực,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Tiêu Tiêu lộ ra sự vui mừng, những lo lắng trong lòng liền tiêu tan. Nơi này là nhà của hắn, bất luận ở bên ngoài trải qua hung hiểm như thế nào, nhưng khi tiến vào đây, mọi sự mệt mỏi trong lòng hắn đều nhanh chóng biến mất, nghe nói ngươi đã trở lại, nàng vẫn chờ tới bây giờ. Khi Tiêu Viêm đang ôm Tiêu Tiêu vui đùa, một thanh âm dịu dàng mềm mại vang lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Y Tiên đang nhìn hắn mà cười. Hai năm không gặp, nàng bây giờ càng trở nên dịu dàng như nước, loại dịu dàng nhu hòa này thấm vào ruột gan, khiến người ta phải trầm mê trong đó, đấu thánh. Tiêu Viêm ôm Tiêu Tiêu, nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra được thực lực của nàng, nhất tinh đấu thánh. Hai năm này nàng cũng đột phá được chướng ngại kia, hơn nữa vượt qua trình độ bán thánh, đạt tới nhất tinh đấu thánh, loại tốc độ này đã rất khá rồi, là do giọt máu huyết của yêu thánh kia. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm, không khỏi cười nói, năm đó, từ sau khi tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền đến giờ, Thải Lân vẫn chưa đi ra, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ta và Thanh Lân cách một thời gian lại đi gặp Cửu U Địa Minh Mãn. Chắc là nàng gặp được kỳ ngộ gì đó ở dưới đáy Hoàng Tuyền, chúng ta có thể cảm nhận được khí tức của nàng, nhưng không cách nào tiến vào đáy Hoàng Tuyền. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, tính thời gian, Thải Lân chẳng phải đã ở Cửu U Hoàng Tuyền được 3 năm rồi sao? Đáy Hoàng Tuyền kia, hắn cũng từng đi qua, nhưng vẫn chưa cảm giác được ở đó có chỗ nào khác thường a. Chẳng lẽ là ở tận sâu bên trong? Tiêu Viêm nhíu mày, ở sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền tràn ngập âm hàn lực, cho dù là hắn cũng không dám tiến vào. Nếu thật sự có kỳ ngộ gì thì cũng chỉ ở nơi này. Thải Lân bản thể là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tiếp xúc với loại cực âm lực này có lẽ cũng là một kỳ ngộ. Xem ra, sau khi giải quyết chuyện của Liên Minh, hẳn là phải đi tới Cửu U Địa Minh Mãn tộc một chuyến. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, áp chế sự lo lắng trong lòng, hiện giờ chuyện khẩn cấp trước mắt là giải quyết lũ hồn điện rách việc kia. Ngay trong ngày hôm đó, tin tức Tiêu Viêm trở về Thiên Phủ Liên Minh gần như truyền khắp các thế lực trong Thiên Phủ. Nhất thời, cả Thiên Phủ trở nên cực kỳ sôi động, danh vọng của Tiêu Viêm trong Liên Minh hoàn toàn được thể hiện ra. Hai năm qua, tuy rằng Liên Minh với Hồn Điện vẫn đánh nhau liên tục, nhưng tin tức Tiêu Viêm mất tích đã làm cho sĩ khí của Thiên Phủ giảm mạnh trong một thời gian dài, đặc biệt là một số đệ tử của Tinh Vẫn Các lại càng suy sụp. Trước kia, trong vài lần kiếp nạn, thời điểm bọn họ tuyệt vọng nhất, thân ảnh kia giống như thiên thần giáng thế, lấy thực lực của một người ngăn cản cơn sóng dữ, khiến bọn họ rung động. Từ đó, bóng người dần dần tiến vào sâu trong nội tâm của bọn họ, khiến bọn họ tôn sùng, kính sợ vô cùng. Mặc dù trong những ngày Tiêu Viêm biến mất, có mấy người dược lão tỏa trấn, không xuất hiện chuyện tình rối loạn gì, nhưng Thiên Phủ cao tầng đều hiểu rõ việc Tiêu Viêm mất tích đem lại không ít chuyện. Cũng may, lúc này Tiêu Viêm đã trở về, những việc đó cũng tự động biến mất. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ tinh thần này, Liên Minh sẽ hoàn toàn bộc lộ lực lượng chiến đấu kinh khủng nhất của mình. Trong khi Thiên Phủ Liên Minh vui mừng náo nhiệt thì Hồn Điện lại trở nên yên lặng, thậm chí, ngay cả chuyện một phân điện bị Tiêu Viêm thuận tay phá hủy cũng không truyền ra ngoài, giống như đang nhẫn nhịn vậy. Đối với những thành viên bình thường của Thiên Phủ Liên Minh, bọn họ tương đối phấn khởi khi thấy tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên nghĩ tới việc này liên quan đến chuyện Tiêu Viêm vừa mới trở về. Nhất thời, danh vọng của Tiêu Viêm ở Liên Minh càng tăng lên, lấy lực lượng của bản thân mà áp chế được Hồn Điện vốn kiêu ngạo, ngang ngược. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ giới hạn trong những thành viên bình thường của Thiên Phủ. Về phần các cao tầng, bọn họ đều hiểu rõ chuyện này chẳng qua là sự yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Hiện giờ, chắc là Hồn Điện đang tụ tập cường giả để chuẩn bị đánh một kích trí mạng vào Thiên Phủ Liên Minh. Mà đối với áp lực của sự tĩnh lặng trước cơn bão này, mấy người dược lão cũng ra lệnh mở phòng ngự mức cao nhất, vô số trinh sát được phái ra. Bất cứ động tĩnh gì xảy ra ở Trung Châu sẽ được truyền về Thiên Phủ Liên Minh với tốc độ nhanh nhất, áp lực và đè nén kéo dài trong 5 ngày. Trong 5 ngày này, sự tranh đấu giữa Liên Minh và Hồn Điện đột nhiên giảm bớt một cách quỷ dị, dường như cả hai bên đều thu liễm lại, không tiếp tục chủ động ra tay mà chỉ ở yên tại địa bàn của mình, hơn nữa, vẫn duy trì sự đề phòng và cảnh giác ở mức cao nhất. Tình trạng quỷ dị đó khiến cho không ít các thế lực khác ở Trung Châu phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng lại tập trung về phía Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Một số người nhạy bén âm thầm phát hiện ra mạch nước ngầm đang bắt đầu chuyển động. Mấy năm nay, tuy rằng Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện giao chiến với nhau rất kịch liệt nhưng lại chưa từng có cường giả đỉnh phong đối chiến. Bởi vì ai cũng biết, một khi có cường giả đỉnh phong ra tay, vậy thì trên cơ bản, đây sẽ là tượng trưng cho trận chiến cuối cùng của hai thế lực, và cũng đưa ra kết quả cuối cùng giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện.
Nếu Thiên Phủ Liên Minh thắng vậy thì ngôi vị bá chủ của Trung Châu sẽ thay đổi. Nếu Thiên Phủ Liên Minh bại, vậy thì về sau sẽ yếu thế hơn khi đối mặt với Hồn Điện. Ngoài mặt, chuyện này dường như không phải vấn đề lớn, nhưng thực chất, nó lại ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ với toàn liên minh. Hiện giờ, mỗi thành viên của Thiên Phủ đều lấy việc liên minh có thể chống lại Hồn Điện mà cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao những năm gần đây, cũng chỉ có một mình Thiên Phủ Liên Minh có thể tranh đấu với Hồn Điện mà thôi. Nếu có một ngày, kiêu ngạo của bọn họ biến mất, vậy không khác gì mất đi một loại tín ngưỡng tinh thần. Đối với một thế lực lớn như liên minh, đây chính là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy, dưới bầu không khí quỷ dị này, một số người cũng nhận ra tầm quan trọng của sự tình. Lần tranh đấu này của hai bên chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Trong khi ở bên ngoài đang ồn ào suy đoán về hành vi của Thiên Phủ và Hồn Điện thì Tiêu Viêm lại đóng cửa không ra, chỉ ở trong U Tĩnh Viện. Nghe tiếng cười thanh thúy của Tiêu Tiêu, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vô tình rời khỏi nữ nhi 2 năm, hắn thật có chút không xứng làm phụ thân. So với Tiêu Chiến năm đó, hắn không biết là kém hơn bao nhiêu. 2 năm thời gian, Tiêu Tiêu cũng lớn lên không ít. Từ đứa trẻ nhỏ nhỏ bám người năm nào đã dần dần trưởng thành, hơn nữa còn kế thừa vẻ đẹp động lòng người từ mẫu thân nàng, chính là một tiểu mỹ nhân. Đợi đến khi lớn lên, chắc chắn sẽ xinh đẹp vô cùng. Càng lớn, thực lực của Tiêu Tiêu càng tăng mạnh. Ngay khi còn bé, lực lượng linh hồn của nàng vô cùng cường đại, huống chi trong cơ thể còn có sự tồn tại của thất thải thôn thiên mãn, tốc độ tu luyện không thể dùng sự bình thường để hình dung được nữa. Mà khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc nhất chính là vị tổ tiên Tiêu thần vốn cổ quái kia lại cực kỳ hiền hòa đối với Tiêu Tiêu. Nghe Tiểu Y Tiên nói, trong 2 năm hắn mất tích, Tiêu thần đã truyền dạy cho Tiêu Tiêu tất cả những gì mình biết, chỉ thiếu mỗi việc truyền luôn đấu khí cho Tiêu Tiêu nữa mà thôi. Tiêu Viêm cũng chỉ biết cười khổ khi Tiêu Tiêu nhận được muôn vàng sự sủng ái như vậy. Nếu cứ so sánh người với người thì hắn sẽ buồn bực chết mất. Những năm qua, hắn tu luyện vô cùng gian khổ. Nhớ lại tuổi trẻ năm đó, một mình lưng đeo trọng thước rời khỏi Ô Thản Thành, sau đó đi phân nửa Gia Mã Đế Quốc. Từ đó tới bây giờ, không biết đã phải trả giá bao nhiêu mới có được thế lực cùng thành tựu như bây giờ. Trong khi chỉ trong một thời gian ngắn, Tiêu Tiêu gần như có thể có được tất cả mọi thứ. Đúng là một trời một vực. Trong mấy ngày an phận làm phụ thân, trông coi Tiêu Tiêu thì Tiêu Viêm gặp lại Thanh Lân và Thiên Hỏa Tôn Giả. Lúc này, thực lực của Thanh Lân cũng đạt tới nhất tinh đấu thánh, có địa vị cực cao trong liên minh. Chẳng qua bình thường nàng không quản lý chuyện của liên minh mà thôi, còn Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong, hơn nữa còn nhờ vào đan dược mà dược lão luyện chế mà đạt tới đấu tôn đỉnh phong, cách bán thánh một bước mà thôi. Chỉ là không biết cả đời hắn có thể bước vào hay không. Khi gặp lại, cả hai đều có chút ngần ngại, nhưng mà Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không phải người hay so đo, suy tính, hắn vốn là người đã chết. Nếu như không có Tiêu Viêm cứu hắn từ thế giới nham tương dưới lòng đất ở Già Nam Học Viện thì giờ hắn đã sớm hóa thành hư vô. Còn bây giờ đây, hắn không chỉ có được thân thể, hơn nữa thực lực còn vượt xa lúc trước, thế cũng đủ thỏa mãn rồi. Làm gì còn tâm tư so sánh với mấy người trẻ tuổi như Thanh Lân, Tiểu Y Tiên. Đối với sự thoải mái của Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Năm đó cứu người, trong thời gian Dược Lão không ở, Thiên Hỏa Tôn Giả đã trở thành bằng hữu, đồng thời cũng thành lão sư của hắn. Kinh nghiệm phong phú của ông đã giúp cho Tiêu Viêm rất nhiều. Tuy rằng sau này Tiêu Viêm đã giúp Thiên Hỏa Tôn Giả luyện chế thân thể, nhưng Tiêu Viêm vốn là người có ơn tất báo, đương nhiên sẽ tìm mọi cách giúp Thiên Hỏa Tôn Giả đột phá tới bán thánh. Việc này tuy rằng khó khăn, nhưng với trình độ luyện dược thuật của hắn thì cũng không phải là chuyện không thể. Mấy ngày này trôi qua trong sự yên lặng, thời gian này Tiêu Viêm cực kỳ thoải mái, sung sướng. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng yêu thích thời gian ở cạnh thân nhân, đối với sự thay đổi này, hắn cảm thấy có chút tự giễu, chẳng lẽ chính mình đã già rồi hay sao? Nhưng mà những ngày ấm áp cũng có lúc chấm dứt. Sự im lặng giữa Thiên Phủ và Hồn Điện cuối cùng cũng bị một bức huyết sắc chiến thư từ Hồn Điện phá vỡ. Trong thạch đình, Tiêu Viêm khoanh tay đứng, ở bàn đá trước mặt có một tấm thiệp màu đỏ nằm im, mơ hồ có mùi vị huyết tinh nồng đậm, Hồn Điện đúng là không nhịn được. Ở cạnh Tiêu Viêm, Dược Lão khẽ nhìn bàn đá, sắc mặt có chút cổ quái nói, nhưng không ngờ chiến thư này lại gửi cho ngươi. Tiêu Viêm có danh vọng cực cao trong Thiên Phủ Liên Minh. Chỉ cần đánh bại hắn, sĩ khí của Liên Minh cũng sẽ sụp đổ. Tiêu thần lãnh đạm nói. Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay bấm một cái, huyết sắc chiến thư trên bàn đá tự động bay lên, một cổ huyết khí trào ra, một loạt ký tự tràn ngập khí huyết sắc bén xuất hiện giữa không trung. Thiên Phủ Tiêu Viêm, 3 ngày sau, dưới đỉnh núi, một trận quyết sinh tử. Vẫn Lạc Sơn Mạch là nơi giao tiếp giữa khu vực thế lực của Hồn Điện và Thiên Phủ Liên Minh. Trước kia, cả
cả hai bên cũng đã từng giao thủ kịch liệt rất nhiều lần trong dãy núi này. Cái tên Vẫn Lạc xuất hiện từ thời kỳ viễn cổ, truyền thuyết kể rằng đã từng có vài vị đấu thánh cường giả bỏ mình đây. Tuy trong truyền thuyết nói thế, nhưng có không ít đào bảo giả đã tới đây vài lần mà không tìm được chút di tích đấu thánh nào. Dù vậy, điều này cũng không ngăn được danh khí của Vẫn Lạc Sơn Mạch ở Trung Châu. Đặc biệt khi nơi này được lựa chọn làm nơi quyết chiến của Hồn Điện cùng Thiên Phủ Liên Minh thì danh tiếng của nó lại càng vang xa. Tin tức bị truyền ra là không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ cả hai bên đều xem thường chấn động cùng ảnh hưởng của nó. Không tới ba ngày, Vẫn Lạc Sơn Mạch vốn thanh tĩnh đã nhanh chóng bị người ở khắp nơi ùng ùng kéo tới. Các thế lực cùng cường giả từ bốn phương tám hướng đều đổ về Vẫn Lạc Sơn Mạch. Trận chiến tranh đoạt vị trí bá chủ Trung Châu này hấp dẫn ánh mắt của mọi người vượt xa dự đoán. Xem ra, các thế lực cùng cường giả ở Trung Châu đều phi thường tò mò. Giữa Hồn Điện lâu đời với Thiên Phủ Liên Minh mới thành lập, ai là người chiến thắng cuối cùng? Trong ba ngày ngắn ngủi, lượng người ở Vẫn Lạc Sơn Mạch cơ hồ đạt tới tình trạng khủng bố. Tình huống này khiến cho tất cả ma thú ở đây khổ sở vô cùng. Một số gia tộc ma thú vốn ở nơi này hô mưa gọi gió, cũng vội vàng di chuyển, sợ bị ảnh hưởng mà phát sinh thảm họa diệt tộc. Khi dòng người kéo về Vẫn Lạc Sơn Mạch dần dần bão hòa thì trong lòng bọn họ bắt đầu dâng trào. Bọn họ có thể dự đoán được chuyến đi này thật không tệ, quyết chiến cỡ này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Ba ngày thời gian nhanh chóng trôi qua trong sự chú ý của mấy vạn người. Khi ánh bình minh của ngày thứ tư xuyên qua tầng mây, chiếu rọi núi non thì bầu không khí nơi đây lặng yên sôi trào. Trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người chen chúc bay vút tới. Mà mục tiêu của bọn họ đều là đỉnh Vẫn Lạc ở trung tâm của dãy núi này. Vẫn Lạc là ngọn núi hiểm trở hùng vĩ nhất ở Vẫn Lạc Sơn Mạch, cao tới vạn trượng, vách núi dựng đứng. Bởi vậy, ngọn núi này không có đường trèo lên, đỉnh núi Vẫn Lạc bóng loáng, giống như một tấm gương khổng lồ phản xạ ánh mặt trời chiếu xuống, chói lóa vô cùng. Từ xa nhìn lại thì giống như một cột sáng phóng thẳng lên trời, trông thật hùng vĩ, mênh mông khiến lòng người cảm thấy hào hùng. Cảnh quan này phối hợp với vô số bóng người đang lơ lửng giữa không trung kia càng làm cho một số người thấy máu nóng sôi trào. Con người ta sống một đời, nếu có thể đánh một trận mặc kệ sinh tử dưới sự chú ý của cả vạn người thế này, đúng là chết cũng không tiếc. Bốn phía của đỉnh núi là mây trời lồng lộng. Bởi vì số lượng quá đông mà dưới kia mọi người chen chúc chật chội. Những cường giả có khả năng bay lên trời đều tụ tập đấu khí thành hai cánh, hoặc trực tiếp đạp không bay lên. Thậm chí ở mấy nơi khá gần đỉnh núi còn thấy được một ít lão quái đã mai danh ẩn tích cùng với thái thượng trưởng lão của các đại tông phái. Xem ra những lão nhân có bối phận ở thế hệ trước cũng tò mò, háo hức với trận đại chiến kinh thiên này. Nhưng mặc dù toàn bộ không gian nơi trở nên chật chội thì cũng không có một ai đặt chân lên đỉnh Vẫn Lạc. Kể cả những lão quái chỉ giơ tay nhấc chân có thể khiến cho không gian quanh mình sụp đổ cũng chỉ đứng ở phía ngoài cách đỉnh núi cả nghìn trượng. Thời gian trôi qua, ánh mặt trời càng thêm nóng cháy. Khi vầng mặt trời kia lên cao, cột sáng chọc trời ở đỉnh Vẫn Lạc cũng đạt tới mức chói mắt nhất. Từ xa nhìn lại, cột sáng bắn lên cao như nối liền với mặt trời, cực kỳ đồ sộ. Ngay khi cột sáng rực rỡ nhất thì không gian của đỉnh Vẫn Lạc đột nhiên vặn vẹo. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một không gian thông đạo được mở ra. Suy suy, không gian thông đạo vừa hình thành, sương mù đen âm hàn từ trong đó ùng ùng tuôn ra. Mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng kêu thê lương. Sắc mặt của những người quanh đó đều có chút biến hóa, ánh mắt vừa ghét vừa sợ nhìn về phía hắc vụ kia. Người của Hồn Điện tới, chỉ cần nhìn thế này cũng có thể biết người của bên nào tới. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, hắc vụ xuất hiện rồi sôi trào kịch liệt, bảy bóng người dần dần hiện rõ. Bảy bóng người, mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ mênh mông, không ít người xem đều có cảm giác run rẩy. Hồn Điện không hổ là bá chủ của Trung Châu A, một lần xuất ra đến bảy vị đấu thánh. Số lượng này khiến cho người khác không thể không thán phục. Trong bảy người kia, hai người cầm đầu đương nhiên là Điện chủ Hồn Điện và Hồn Ma Lão Nhân. Những người còn lại, chỉ có tên Phó Điện chủ là quen mặt, những người khác chắc là cường giả của Hồn tộc. Bảy người kia vừa hiện thân, nhiệt độ ở đây bỗng nhiên giảm xuống. Thậm chí, ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống, cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực của Hồn Điện khủng bố tới như vậy sao? Các thái thượng trưởng lão của một số đại tông phái đều ngưng trọng nhìn một màn này. Sau khi tận mắt thấy được đội hình của Hồn Điện, bọn họ mới hiểu được, thế lực tông phái của bọn họ chênh lệch quá xa so với Hồn Điện. Người của Thiên Phủ Liên Minh, nếu tới rồi thì hiện thân đi. Điện chủ Hồn Điện tiến lên trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua đám người đông đảo ở xung quanh. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía một ngọn núi cách xa nơi này, thanh âm lạnh nhạt nhưng lại giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Vẫn Lạc Sơn Mạch. Không hổ là Điện chủ Hồn Điện, ánh mắt rất tốt. Tên Điện chủ Hồn Điện kia vừa nói xong thì một tiếng cười không nhanh không chậm vang lên.
Sau đó mọi người nhìn thấy không gian ở phía bên kia của đỉnh Vẫn Lạc bắt đầu vặn vẹo, 10 bóng người trực tiếp xuất hiện ở trên không. 10 bóng người này xuất hiện, mọi người và không khí xung quanh mới dần bình thường trở lại. Đến lúc này, mọi người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giao thủ ở trình độ này đúng là vô cùng đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là lộ ra khí thế đã có thể ảnh hưởng tới sự biến hóa của trong thiên địa. Thiên phủ liên minh lại có tới 10 vị đấu thánh. Sau khi kinh ngạc, mọi người mới bình tĩnh đánh giá nhóm người thiên phủ liên minh vừa xuất hiện. Ngay lập tức lại hít một hơi, một số lão quái, sắc mặt cũng biến đổi, 10 vị đấu thánh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lúc này, thiên phủ liên minh gần như xuất ra tất cả cường giả của mình, cộng thêm Hỏa Vân lão tổ, Thanh Hoa nhị tiên và một vị cường giả nhất tinh đấu thánh mà Dược lão mới mời được trong 2 năm gần đây thì số lượng đấu thánh trong liên minh đã đạt tới con số 10 khủng bố. Đội hình cỡ này gần như có thể so sánh được với các chủng tộc viễn cổ, khắp nơi đều trở nên yên tĩnh, hiển nhiên là bị lực lượng của thiên phủ liên minh làm cho kinh sợ. Trong mắt của một số lão quái và thái thượng trưởng lão mấy tông phái đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không ai nghĩ tới thực lực của thiên phủ liên minh đã phát triển tới mức này, ngươi quả nhiên còn sống, điện chủ hồn điện cũng không quá khiếp sợ, với năng lực tình báo của mình, bọn hắn đương nhiên đã thăm dò được không ít tin tức của thiên phủ liên minh. Bởi vậy ánh mắt của hắn tập trung về phía người thanh niên mặc đồ đen kia. Lúc nghe được tin tức này, hắn cảm thấy không thể tin được, hắn đã tận mắt thấy được uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thật không thể tưởng tượng được Tiêu Viêm lại có thể chạy trốn khỏi Tịnh Liên Yêu Hỏa, làm phiền điện chủ còn nhớ tới ta, nên ta mới cố gắng thoát được. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào điện chủ hồn điện, năm đó, trong lòng Tiêu Viêm, những cường giả cỡ này chỉ là truyền thuyết. Khi đó, ở trước mặt đám người này, hắn còn không bằng một con kiến, nhưng hiện giờ, dưới ánh mắt của cả vạn người, hắn có thể nói chuyện ngang hàng với nhân vật bá chủ đã từng tạo nên Tinh Phong Huyết Vũ ở Trung Châu. Tất cả những chuyện này đều chứng minh hắn đã trưởng thành với một tốc độ kinh người. Điện chủ hồn điện cũng mặc kệ lời nói châm chọc kia ngầm của Tiêu Viêm mà vẫn trầm ngâm. Một lát sau mới đột nhiên hỏi, yêu hỏa ở trên tay ngươi, Tiêu Viêm cười cười, cũng không đáp lại, thấy Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, điện chủ hồn điện chậm rãi gật đầu. Trong mắt rốt cuộc xuất hiện một chút ngưng trọng, hắn nói, tiêu tộc suy tàn rồi không ngờ lại còn có thể xuất hiện một người như ngươi. Nếu nói tới thành tựu thì ngươi có thể so sánh được với Tiêu Huyền, nhưng hồn tộc chúng ta có thể khiến cho cái thứ nhất Tiêu Huyền vẫn lạc, thì cũng có thể làm cho cái thứ hai Tiêu Huyền vẫn lạc. Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại, trong con ngươi xuất hiện hàn ý lạnh lẽo, trong trận chiến hôm nay, thiên phủ liên minh các ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm, ngươi có dám đón nhận hay không? Điện chủ hồn điện hờ hững nhìn về phía Tiêu Viêm, âm thanh tựa như vạn tiếng chuông trỗi dậy, mang theo một cổ linh hồn trùng kích cực kỳ khủng bố, ùng ùng kéo tới phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bước lên trước một bước, khí tức toàn thân hòa làm một, linh hồn trùng kích hung hãn như thủy triều của điện chủ hồn điện cũng không thể khiến cho hắn lui về phía sau nửa bước. Tiêu Viêm ngẩng mặt lên, lãnh đạm nói, tiếp, được. Nghe Tiêu Viêm trả lời không chút suy nghĩ, hai mắt của điện chủ hồn điện sáng lên. Dù hắn không mở miệng nói thêm câu nào nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực xung quanh đang tăng lên, mưa bão sắp tới, ân oán trong những năm qua cũng đã đến lúc chấm dứt, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng tới ngày này, nhưng tâm cảnh của Tiêu Viêm càng thêm bình tĩnh, hắn vốn chỉ là một thiếu niên nho nhỏ ở Gia Mã Đế Quốc, cố gắng phấn đấu với mục tiêu đánh bại Vân Lam Tông mà thôi, nhưng hồn điện đột nhiên xuất hiện, bắt phụ thân hắn, hủy diệt gia tộc của hắn, khiến cho huyết mạch Tiêu gia thiếu chút nữa là đứt đoạn. Mối thù này không đợi trời chung, cũng từ lúc đó, trong lòng người thiếu niên non nớt cũng hiểu được, con đường sau này của mình chắc chắn sẽ vô cùng gian nan và vất vả, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chùn bước mà dứt khoát tiến về phía trước. Bởi vì có nhiều thứ, cho dù đối mặt với gian khó đến đâu cũng không thể vứt bỏ được, ở một mặt nào đó, Tiêu Viêm có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay không thể không kể đến công lao của hồn điện. Chính bọn chúng đã tạo ra động lực lớn nhất cho Tiêu Viêm, hắc hắc. Quyết đoán lắm. Bên cạnh điện chủ hồn điện, hồn ma lão nhân sắc mặt âm hàn, nhìn Tiêu Viêm, cười quái dị. Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn hắn, quay sang phía điện chủ hồn điện, nói, ngươi muốn chiến đấu theo hình thức nào? 3 trận thắng 2, mỗi bên phái ra 3 người, quyết 1 trận sinh tử. Điện chủ hồn điện trầm thấp nói, đương nhiên, nếu ngươi muốn cả hồn điện và thiên phủ liên minh đều quyết chiến thì bổn tọa cũng sẽ không phản đối. Hồn điện bọn ta có thể đứng vững vàng tại Trung Châu bao nhiêu năm qua. Ngươi đừng có ngây thơ nghĩ rằng chỉ dựa vào việc mượn sức mấy thế lực rồi liên minh lại là có thể chống đỡ được chúng ta, có hồn tộc chống đỡ ngươi mới nói được như thế. Tiêu Viêm vừa lắc đầu vừa cười, rồi chợt nói, nếu khai chiến trên diện rộng,
cho dù liên minh của chúng ta bị hủy diệt thì hồn điện các ngươi cũng chịu thiệt hại vô cùng. Mà xem ra, hồn tộc cũng không nỡ hứng chịu tổn thất như vậy, hồn điện không muốn khai chiến toàn bộ như vậy nên mới đưa ra việc chiến đấu giữa cao tầng của hai bên. Chiến đấu này tuy không có quy mô lớn nhưng sức ảnh hưởng không hề kém hơn việc khai chiến toàn bộ. Dù sao bọn họ cũng đại biểu cho trận doanh của chính mình, nếu bên nào thua trận thì sau này sẽ luôn kém hơn đối phương một bậc, một trong hai cách, tùy ngươi lựa chọn. Điện chủ hồn điện thản nhiên nói, ba trận thắng hai. Dù sao giúp người đạt được mong muốn cũng là phẩm tính tốt. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười và nói, hồn tộc không nỡ để hồn điện chịu tổn thất lớn thì Tiêu Viêm cũng chẳng muốn mang cả Thiên Phủ Liên Minh vào trận chiến này. Thiên Phủ Liên Minh là tiền vốn để hắn chống lại hồn tộc, mất bao công sức mới phát triển được đến hôm nay, làm sao có thể dễ dàng để mất. Mặc dù lời nói của điện chủ hồn điện khó nghe nhưng đó cũng là sự thật. Với thực lực hiện giờ, Thiên Phủ Liên Minh có thể chống lại hồn điện, nhưng nếu muốn hủy diệt hồn điện thì liên minh chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn, thậm chí còn có thể sụp đổ. So sánh với tình cảnh đó thì phương pháp đấu ba trận thắng hai sẽ thích hợp hơn nhiều, xem ra ngươi cũng không nuốt trôi được tổn thất của việc khai chiến trên diện rộng. Nghe vậy, điện chủ hồn điện khẽ nhướng mày, ý vị thâm trường nói, để người xuất chiến đi ra đi. Tiêu Viêm cười nhạt, nói, hắc hắc. Những năm gần đây, hồn tộc bọn ta nhận được khiêu khích lớn nhất cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Hồn ma lão nhân âm trầm cười, rồi chậm rãi bước lên một bước, tiểu bối Tiêu tộc, trong ba người xuất chiến có ta. Hễ là người có cảm giác nhạy bén đều phát hiện được, khi hồn ma lão nhân bước chân ra, ngọn núi khổng lồ này đột nhiên rung nhẹ. Đồng thời, một luồng ám kình phóng ra từ lòng bàn chân của hồn ma lão nhân giống như nộ long điên cuồng phá vỡ lòng đất, lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Phanh, nhưng ngay khi cổ ám kình kia sắp phá đất chui ra thì một bóng người từ phía sau Tiêu Viêm vượt lên, dẫm đúng vào chỗ đất có ám kình. Ngay lập tức, mặt đất cứng rắn sụp xuống nửa thước, luồng ám kình bị bóng người này đánh tan. Hồn tộc vẫn luôn sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy. Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hồn ma lão nhân, chậm rãi nói, huyết phủ Tiêu Thần, khuôn mặt hồn ma lão nhân trở nên lạnh lẽo, hai con ngươi giống như độc xà, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, miệng gằn từng chữ, lũ kiến hôi các ngươi không đủ tư cách để gọi tên tộc trưởng của bọn ta. Tiêu Thần giống như một đầu hung lang vừa thức tỉnh, sát ý nhàn nhạt từ trong cơ thể bạo phát ra ngoài. Điện chủ hồn điện cùng hồn ma lão nhân khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không dám có chút khinh thường với Tiêu Thần. Đặc biệt là điện chủ hồn điện, ở trong không gian yêu hỏa, khi giao thủ với Tiêu Thần thì hầu như hắn luôn ở thế hạ phong, vẻ tương đối chật vật. Hôm nay gặp lại, trong lòng đương nhiên là kiên kỵ, ha ha. Không hổ là huyết phủ Tiêu Thần, đã nhiều năm không gặp, vậy mà vẫn hung hăng như cũ. Tiêu Huyền danh khí tuy lớn nhưng cuối cùng không tránh khỏi việc ngã xuống, người của Tiêu tộc nhất định cũng sẽ như vậy, chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lúc điện chủ hồn điện và hồn ma lão nhân đang cau mày thì một bóng người già nua cầm quải trượng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Khi bóng người già nua này xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào người kia. Người này xuất hiện, không gian thậm chí còn không có đến nửa điểm dao động, mà cứ như lão ta đã đứng ở đây từ trước đó rồi. Thực lực của người này thật là khủng khiếp. Tiêu Viêm và Dược lão liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có sự chấn động. Hồn Thiên Mạch, Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào lão già cầm quải trượng kia. Người này gầy trơ xương, trên khuôn mặt khô héo mang nụ cười làm người khác mất tự nhiên, thế nhưng hai con ngươi của lão không hề mờ đục, ngược lại còn sáng một cách quỷ dị. Khi nhìn vào ánh mắt lão, trong linh hồn dường như truyền tới cảm giác đau đớn, nghe Tiêu Thần nói gằn từng chữ, đám người Tiêu Viêm rung động vô cùng. Hồn tộc quả nhiên là phái lão già này ra đối chiến, Hồn Thiên Mạch. Trời ạ! Lão ta vẫn chưa chết sao? Hồn tộc phái lão ta ra sao? Xem ra hồn tộc muốn hung hăng chèn ép Thiên Phủ Liên Minh rồi, quanh đó có không ít lão quái vật kiến thức rộng rãi. Đối với những cường giả trẻ tuổi, cái tên Hồn Thiên Mạch có lẽ rất xa lạ, nhưng với những lớp người trước như bọn họ thì ai cũng biết rõ lão già này đáng sợ đến mức nào. Tên phế vật năm đó từng cầu xin tộc trưởng tha mạng cũng còn có mặt mũi để xuất hiện ư. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đè nén sát khí đang dâng lên dữ dội, sắc mặt không chút thay đổi, nói. Khuôn mặt khô héo của Hồn Thiên Mạch hơi rung lên, hai mắt ánh lên quang mang quỷ dị, lần lượt quét qua Tiêu Thần và Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn giống như một xương cốt cọ sát vào nhau, hắn có lợi hại đến mấy thì cuối cùng cũng phải ngã xuống. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hồn tộc hiện nay vẫn đang đứng vững vàng ở tầng cao nhất của phiến đại lục này, còn Tiêu tộc đang ở đâu? Tiêu tộc từng có thanh danh hiển hách khắp cả đại lục, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có hai, ba con mèo nhỏ, cố kéo dài hơi tàn dưới chân của hồn tộc chúng ta. Thật đáng buồn. Phanh,
Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Mạch, bàn tay quét qua hư không. Tiêu Thần, mặc dù ngươi may mắn sống đến hiện tại, nhưng ngươi đã không còn là huyết phủ Tiêu Thần năm đó nữa rồi. Đối mặt với thế tấn công như sấm chớp của Tiêu Thần, khuôn mặt gần như chỉ có lớp da khô của Hồn Thiên Mạch lộ ra một vẻ độc ác, bàn tay nhanh chóng nắm lại, rồi xuất ra một quyền, trực tiếp đối chọi với huyết phủ khổng lồ. Ầm, hai nguồn lực lượng va chạm vào nhau tạo thành một cổ kình phong kinh khủng, làm cho mấy vị cường giả đấu thánh của Hồn Điện khẽ biến sắc mặt, vội vàng lui về phía sau. Chỉ có điện chủ Hồn Điện và Hồn Ma lão nhân mới có thể đứng vững tại chỗ. Đang, đang, huyết phủ hung hăng bổ vào nắm đấm của Hồn Thiên Mạch, lực phản chấn cực kỳ khủng bố khiến cho Tiêu Thần phải chật vật lùi lại phía sau 10 bước, đồng thời sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm, nhìn về phía đối phương. Hắn bị vây tại yêu hỏa ảo cảnh mấy ngàn năm, cho nên thành quả tu luyện không thể so với Hồn Thiên Mạch, điều này khiến cho hắn có chút không cam lòng. Nhớ năm đó, Hồn Thiên Mạch mỗi khi nhìn thấy hắn thì sắc mặt đại biến, phải quay đầu bỏ chạy. Tiêu Thần à, lão phu đã nói rồi, hôm nay mọi thứ đã khác xưa. Bây giờ ngươi cũng không còn là đối thủ của lão phu nữa đâu. Hồn Thiên Mạch liếc nhìn vết máu nhợt nhạt trên nắm tay, không thèm để ý tới, chỉ thản nhiên nói, rồi bất chợt, ánh mắt của lão nhìn về phía Tiêu Viêm, liếm liếm môi, nói, trong cơ thể của ngươi có mùi vị của Tiêu Huyền, xem ra những ngày ngươi ở trong thiên mộ quả nhiên là đã đạt được truyền thừa của hắn. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh. Thực lực của lão bất tử chắc ở mức lục tinh đấu thánh, mạnh hơn tất cả những người ở đây. Hồn Điện quả nhiên là có chuẩn bị trước. Tiêu Viêm, người của Hồn Điện đã chọn xong, tới phiên ngươi đấy. Điện chủ Hồn Điện lạnh nhạt nhìn Tiêu Viêm, sau đó bước lên một bước. Hiển nhiên người thứ ba tham chiến bên Hồn Điện chính là hắn. Thấy thế, hàng ý trong mắt Tiêu Viêm từ từ dâng lên. Trận đại chiến hôm nay khốc liệt hơn dự đoán của hắn. Điện chủ Hồn Điện hắn có thể ứng phó, Hồn Ma lão nhân cũng có thể giao cho Tiêu Thần tổ tiên. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất chính là lão gia hỏa Hồn Thiên Mạch kia. Hai, lão bất tử kia giao cho ta đi. Trong lúc Tiêu Viêm đang đắn đo thì một bóng người nhỏ bé, dáng vẻ trẻ con bỗng lẳng lặng xuất hiện bên cạnh hắn. Người này chính là Đan Tháp lão tổ, trước kia đã từng hiện thân trong không gian yêu hỏa. Lão tổ, khi đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp nhìn thấy đồng tử áo xanh xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm thì vẻ mặt lão lập tức hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Đối với vị có bối phận cao đến kinh người này của Đan Tháp thì Tiêu Viêm cũng không dám lãnh đạm chút nào, ngay lập tức hắn chắp tay cung kính nói với Mục Đồng, không cần phải khách khí với ta làm gì. Lão tổ Đan Tháp khoát tay áo nói, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ kỳ dị đảo qua đảo lại trên người Tiêu Viêm, sau đó hắn cười cười nói, thật không ngờ rằng Tịnh Liên yêu hỏa mà ngay cả ta cũng không làm gì nổi này cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Loại cơ duyên như vậy thật làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, với loại thần vật như Tịnh Liên yêu hỏa này thì cho dù là chính bản thân lão tổ Đan Tháp cũng phải thèm thuồng không thôi, chỉ nhặt nổi là những năm nay lại chưa có ai hàng phục được nó cả. Mà đối với tiếng cười của vị lão tổ Đan Tháp này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười trừ. Sở dĩ hắn có thể hàng phục được Tịnh Liên yêu hỏa cũng là do may mắn mà thôi. Nếu như không có tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh dẫn động đại trận khiến cho tàn niệm của hắn và yêu hỏa đều đồng quy vu tận thì cho dù vận khí của hắn có tốt hơn nữa thì cũng không thể đem loại yêu hỏa mà ngay cả lão tổ Đan Tháp cũng phải thúc thủ vô sách này hàng phục, hơn nữa còn luyện hóa nó. Đan Tháp cũng là một thành viên của Thiên Phủ Liên Minh, hôm nay các ngươi đã nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thân là người thủ hộ của Đan Tháp nên ta không thể đứng ngoài cuộc được. Khuôn mặt vẫn còn mang nét thơ ngây của lão tổ Đan Tháp nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt như có một chút ý vị khó hiểu. Đã sống lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà hắn chưa có trải qua, có âm mưu nào mà hắn không có hiểu thấu, vì vậy hắn cũng rất hiểu mục đích khiến Tiêu Viêm lập ra Thiên Phủ Liên Minh. Nếu vinh quang thì tất cả cùng vinh quang, nếu thất bại thì tất cả cùng thất bại. Đối với ánh mắt thâm thúy, sâu xa của lão tổ Đan Tháp thì Tiêu Viêm vẫn cứ bình thản. Hắn cũng không âm mưu lừa lọc gì Đan Tháp cả. Việc liên minh đều đem lại lợi ích cho cả hai phía. Trong những năm gần đây, bởi vì sự đối lập giữa Hồn Điện và Đan Tháp nên càng ngày càng có nhiều luyện dược sư của Đan Tháp bị Hồn Điện bắt hoặc uy hiếp khi đang ra ngoài làm việc. Mà nếu cứ để cho tình hình phát triển theo chiều hướng đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy nghiêm của Đan Tháp. Một lão quái thành tinh như lão tổ Đan Tháp không thể nào mà không hiểu được vấn đề đó, vậy nên Tiêu Viêm cũng chẳng lo đến vấn đề lão ta sẽ tìm hắn để hỏi tội. Lão già Hồn Thiên Mạch kia hãy giao cho ta. Tuy ta không dám nói là chắc chắn thắng được hắn nhưng bất phân thắng bại thì vẫn có thể. Lão tổ Đan Tháp hơi mỉm cười, nói khẽ, vậy thì phải làm phiền tiền bối rồi. Trong lòng Tiêu Viêm thầm thở vào một hơi, nếu đã có câu này thì trận quyết đấu kia sẽ bớt đi một nhân tố không xác định.
thật không nghĩ được rằng lúc này lại có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết như lão tổ đan tháp, nghe nói bản thể của vị lão tổ này là một viên cửu phẩm huyền đan. Loại phẩm giai này, có lẽ trên đời chỉ có một mình hắn. Nếu đem đi luyện, câm miệng, ngươi muốn chết phải không? Vị lão tổ đan tháp này có thực lực thông thiên triệt địa, mặc dù vẫn có người đánh bại được hắn, nhưng để bình an mà luyện hóa hắn thì thật sự là không tìm ra người nào có thể làm được. Hắc hắc, nói vậy nhưng nếu có loại cơ duyên kia, chỉ sợ, sự hiện diện của lão tổ đan tháp hiển nhiên đã tạo nên một cơn chấn động vô cùng to lớn cho các cường giả của thế hệ trước, vẻ mặt của bọn họ ai nấy đều có vẻ vô cùng kinh dị. Ánh mắt nhìn về phía lão tổ tuy rất kính sợ nhưng đồng thời trong nội tâm cũng mơ hồ xuất hiện một tia ý niệm bất chính. Nếu bỏ qua thực lực kinh khủng của lão tổ đan tháp mà chỉ tính đến bản thể là cửu phẩm huyền đan của hắn thì nó sẽ khiến cho tất cả cường giả đấu thánh đều trở nên điên cuồng. Xem ra lão quỷ nhà ngươi đã quyết tâm muốn đối nghịch với hồn tộc chúng ta rồi. Ngay khi lão tổ đan tháp xuất hiện trước mặt của Hồn Thiên Mạch thì trên khuôn mặt khô héo của hắn cũng khẽ run rẩy, dùng chất giọng khàn khàn mở miệng nói, lúc trước, hồn tộc nể mặt ngươi nên mới không xuất thủ với đan tháp. Ngươi hành động như vậy thật chẳng khôn ngoan chút nào, ha ha, lão bất tử. Ngươi nói những việc này trước mặt ta không phải quá buồn cười sao? Nghe Hồn Thiên Mạch nói vậy, lão tổ đan tháp lại bật cười đốc lại, nếu lúc trước hồn điện các ngươi có cơ hội thì cũng đã sớm động thủ rồi. Ngươi tưởng rằng ta không hiểu rõ cái bản chất bẩn thỉu của hồn tộc sao? Thôi được rồi, nói nhảm ít thôi, chúng ta cũng đã nhiều năm không động thủ với nhau, không biết ngươi có tiến bộ gì hơn so với ngày trước không, ngươi sẽ biết ngay thôi. Trong mắt Hồn Thiên Mạch lóe lên những tia sáng quỷ dị, giọng nói của hắn cũng từ từ biến đổi, lúc xa lúc gần. Mà trong lúc đó thì thân hình của hắn cũng dần trở nên hư ảo, các ngươi đều tự cẩn thận một chút. Nhìn thấy hành động của Hồn Thiên Mạch thì lão tổ đan tháp cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó nghiêng người lại rồi dặn dò với đám người Tiêu Viêm, ngay lập tức, thân hình của Lao bỗng lặng lẽ biến mất, khi nhìn thấy lần nữa thì ông ta đã xuất hiện ở trên không trung. Sau đó, chỉ thấy bàn tay của ông ta khẽ vẫy một cái, không gian trong mảnh thiên địa này lập tức trở nên dao động rồi tạo thành một vùng không gian hỗn độn. Hồn Thiên Mạch, ở đây quá nhỏ. Có gan thì vào đây đánh một trận. Lão tổ đang tháp đứng ở cửa vào của vùng không gian, quay lại cười lớn khiêu khích Hồn Thiên Mạch một câu rồi lao vụt vào bên trong. Đã đạt cảnh giới như bọn họ thì chỉ cần tiện tay là có thể tạo nên một không gian để chiến đấu. Chỉ có điều loại không gian này do kiến tạo một cách vội vàng nên cũng không vững chắc. Chỉ cần chiến đấu xong là nó sẽ tự động tan thành mây khói. Hừ, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Nghe thấy những lời lão tổ đang thắc nói, Hồn Thiên Mạch cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, mọi người chỉ kịp nhìn thấy vùng không gian bỗng dập dềnh rồi một thân ảnh bất chợt vọt vào bên trong như chớp lóe. Sau khi hai người tiến vào trong không gian kia được một lúc thì bên trong bỗng nhiên vặn vẹo liền chợt trở nên trong suốt. Lúc này, tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía không gian hư ảo kia. Ở bên trong không gian hỗn độn đó có hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên không, họ đương nhiên là hai người lão tổ đan tháp và Hồn Thiên Mạch. Hai vị này đều là cường giả lục tinh đấu thánh. Chà chà, xem ra chuyến này chúng ta đi cũng không uổng công rồi. Những trận chiến như thế này dù giỏi mắt cả đại lục cũng rất hiếm thấy đây. Hai người một trước một sau xông vào không gian. Từng cái nhìn nóng bỏng đều đang tập trung vào mảnh không gian trong suốt ấy. Dẫu sao thì đại đa số những người ở đây cũng là lần đầu tiên trông thấy một trận chiến có đẳng cấp gần như cao nhất đại lục này. Ông ông, sau khi hai người tiến vào không gian kia thì bọn họ cũng không nói lời thừa mà trực tiếp động thủ dưới ánh mắt cuồng nhiệt của rất nhiều người đang quan sát. Trận chiến cấp bậc này dù là đã ngăn cách bởi một mảnh không gian nhưng dao động năng lượng của cuộc chiến vẫn được phát tán, tạo ra những tiếng vang trầm trầm làm cho không ít người cảm thấy tức ngực khó thở, chiến đấu bộc phát như sấm rền. Loại cảm giác mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho thiên băng địa liệt này khiến trong lòng vô số người đều phải chấn động, mà sức mạnh của cảnh giới kia quả thật là quá mức hấp dẫn con người. Ngay sau khi chiến đấu bộc phát trong mảnh không gian kia, Tiêu Thần cũng chỉ nhìn về phía đó một lần rồi quay mặt đi. Kế đó, hắn lạnh lùng bước ra vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía điện chủ Hồn Điện lẫn hồn ma lão nhân. Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, kẻ nào sẽ xuất chiến tiếp theo? Thanh âm của Tiêu Thần cũng không vang dội nhưng mà nó dường như lại mang theo một loại sức mạnh chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho một số người đang quan sát trận chiến bên kia cũng phải đưa mắt về phía này. Nhìn về phía Tiêu Thần một chút, sau đó điện chủ Hồn Điện và hồn ma lão nhân liếc nhau, ngay lập tức trên khuôn mặt của hồn ma lão nhân hiện lên một vẻ ngoan độc. Lão ta bước ra hai bước rồi nói, danh tiếng của huyết phủ Tiêu Thần quả thực là vang dội. Chỉ có điều hiện tại thì ngươi cũng hết thời rồi. Hết thời hay không thì cần phải giao thủ thì mới biết. Sắc mặt của Tiêu Thần vẫn không có gì biến hóa, nhưng mà trong nội tâm của ông lại có cảm giác nghiêm trọng. Tuy lời nói của hồn ma lão nhân quả thực là khó nghe nhưng dù sao thì vẫn có đạo lý.
Nếu như mà ông vẫn cứ bình an mà tu luyện cho đến bây giờ, thì đừng nói là hồn ma lão nhân mà cho dù là hồn thiên mạch thì hắn cũng không để vào trong mắt. Bản thân từng là một trong những thiên tài sáng chói nhất của Tiêu tộc khiến ông có sự tự tin này, nhưng đáng tiếc sự thật luôn luôn tàn khốc. Bị vây khốn trong ảo cảnh hơn 1.000 năm mà bản thân vẫn giữ được tính mạng đã là rất giỏi rồi, còn về tăng trưởng thực lực thì gần như là không có một chút nào. Nếu không thì làm sao cái loại hậu bối như hồn ma lão nhân có thể thắng được ông một bậc. Nghe vậy, hồn ma lão nhân cười rộ lên một tràng quái dị, toàn thân y bào của lão ta không gió lại bay phấp phới mà người hắn cũng chậm rãi phóng trên không. Sau đó, đấu khí tựa như vô cùng vô tận từ bên trong cơ thể của lão phóng xuất ra, ngay tức thời thì phía xa xa trên bầu trời ngay lập tức bị khói đen bao phủ, cùng lúc đó là ánh sáng của khắp cả phiến sơn mạch này đều trở nên ảm đạm hẳn đi. Ôi chà, đối mặt với uy áp đấu khí của hồn ma lão nhân, ngay lập tức bên trong phiến sơn mạch này bỗng vang lên những tiếng hô kinh hãi, từng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lão ma. Tuy cuộc chiến trong không gian hỗn độn bên kia hẳn sẽ khủng bố hơn bên này rất nhiều, nhưng mà dù sao nó đã bị ngăn cách bởi vách chắn không gian nên cũng không làm cho người xem bị chấn nhiếp như cuộc chiến ở trước mặt. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Trong hồn tộc, cường giả quả thật nhiều như mây đây, một số thái thượng trưởng lão của vài tông phái cũng nặng nề thở dài. Họ thực sự rất là hâm mộ nội tình hùng hậu của hồn tộc. Lão gia hỏa Tiêu thần kia nghe nói là người duy nhất còn sót lại của Tiêu tộc năm đó. Chỉ có điều, nếu nhìn vào tình huống hiện tại thì xem ra lão rất khó mà thắng được hồn ma lão nhân a. Đích thật là một tràng chiến đấu thảm liệt. Những tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía chung quanh truyền đến cũng không làm ánh mắt Tiêu thần sao động chút nào. Ông nhìn thân ảnh của hồn ma lão nhân đang ở phía dưới đám hắc vụ kia, trong lòng chỉ có một luồng chiến ý lẫn sát ý điên cuồng mà thôi. Kẻ nào mạo phạm uy nghiêm của Tiêu tộc thì đều phải chết. Bàn tay của Tiêu thần chậm rãi nắm chặt thanh huyết sắc cự phủ khổng lồ, mà đôi mắt của ông giờ phút này cũng đã đỏ vàng như đổ lửa. Một thanh âm thuộc về thời kỳ hào hùng của Tiêu tộc năm đó giống như là xuyên qua dòng chảy của lịch sử mà tái hiện trong khoảnh khắc này, khiến cho người nghe phải nhiệt huyết sôi trào. Tiếng thét đầy uy lực trong miệng Tiêu thần khiến cho trong đầu của Tiêu Viêm khi nghe thấy lúc này cũng kịch liệt run rẩy. Đây là một loại cảm giác kỳ dị từ sâu bên trong huyết mạch truyền ra khắp các nơi trong cơ thể hắn, làm cho linh hồn của hắn cũng cảm thấy một chút rung động. Loại cảm giác đó chính là một sự kiêu hãnh của một chủng tộc đã từng đứng trên đỉnh của cả đại lục này. Mặc dù hôm nay chủng tộc suy bại nhưng sự kiêu ngạo này vẫn như cũ, được chôn giấu thật sâu tận bên trong huyết mạch. Tại cái thời kỳ Tiêu tộc cường thịnh nhất thì không có người nào dám mạo phạm đến uy nghiêm của bọn họ. Cho dù là hồn tộc cũng chỉ giống như một loại độc xà âm thầm ẩn núp, rồi sau đó chờ đợi lúc đối thủ yếu đuối nhất mà tung ra một kích trí mạng mà thôi. Những lời này thì Tiêu tộc đã không còn tư cách để nói nữa rồi. Hồn ma lão nhân cúi đầu xuống, ánh mắt âm tàn giống như rắn rết mà nhìn chằm chằm vào huyết phủ Tiêu thần đang nắm chặt cự phủ mà nói một cách châm chọc. Cho dù là Tiêu tộc hiện tại đã suy tàn, nhưng loại tạp chủng như ngươi cũng không có tư cách để bình luận. Tiêu thần ánh mắt âm hàn đến đáng sợ, bàn chân ông dẫm mạnh lên trên mặt đất, thân hình lóe lên thì đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hồn ma lão nhân. Cùng lúc đó, huyết sắc phủ đầu khổng lồ giống như thần ma đang tức giận mà phách thiên trảm địa, cuồng bạo chém xuống hồn ma lão nhân, chém trời chặt đất. Lão phu có tư cách hay không thì ngươi cứ đến thử thì khắc biết. Đối mặt với thế công vô cùng mạnh mẽ của Tiêu thần thì hồn ma lão nhân cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Tay áo lão khẽ vung lên, hơn 10 đạo sâm bạch sắc cốt liên liền nhanh chóng phóng ra, cùng với hắc vụ lúc trước tổ hợp lại với nhau tạo thành một tấm lưới màu trắng, tùy tiện để cho cự phủ điên cuồng bổ xuống. Sâm bạch sắc, trắng đục, cốt liên, dây xích bằng xương người. Xèo, xèo, khi cự phủ đánh vào phía trên thân lưới thì lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng biến mất, mà tốc độ rơi xuống của nó cũng càng ngày càng chậm, giống như lâm vào một vũng bùn sâu vô cùng vậy. Đến cuối cùng, khi cự phủ cách trán của hồn ma lão nhân nửa xích thì không thể nào tiến thêm được nữa, giống như là bị định trụ vậy. Huyết phủ Tiêu thần, chả có gì hay ho cả, thật không? Nghe vậy khiến cho trong mắt của Tiêu thần lóe lên hồng mang, lưỡi búa huyết sắc kia bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ như máu rồi cự phủ lại chém xuống một lần nữa, khiến cho tấm lưới xương kia dù mềm dẻo như tơ cũng là trực tiếp bị cắt bay mất, mà lưỡi dao búa cũng nhanh như chớp lao về phía yết hầu hồn ma lão nhân. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho hồn ma hơi kinh hãi nhưng lão ma cũng không hề bối rối. Thủ chưởng giống xương khô của y ngay lập tức vẽ lên một đường cong quỷ dị, rồi trực tiếp đánh vào phía trên thân của cự phủ. Sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Thanh huyết phủ khổng lồ kia lại bị một chưởng trực tiếp của lão ma kia đánh chết đi một đoạn, nơi lưỡi búa đi qua đã cắt phăng một nhúm tóc của y. Hừ, lần đầu giao thủ lại nếm chút thiệt thòi nhỏ khiến cho sắc mặt của hồn ma lão nhân càng trở nên khó coi vô cùng. Thủ ấn chợt biến đổi, sau đó chỉ thấy mây đen đang che khuất trên bầu trời kia đột nhiên vang ra vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết mà trong lúc mơ hồ,
thậm chí còn trông thấy bên trong đám mây đen đó còn có rất nhiều bông người đang vùng vẫy. Thiên yêu huyết cổ, vệ, vệ, nuốt. Ngay khi tiếng quát âm lãnh của hồn ma lão nhân vừa dứt thì mây đen trên bầu trời đột nhiên sôi trào hẳn lên. Một lát sau, mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức hung lệ vô cùng, kinh khủng đến mức khiến cho người ta cảm giác như nó là một tuyệt thế hung vật nào đó từ bên trong muốn phóng vọt ra. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đột nhiên có một đạo huyết quang chói mắt dùng tư thế sét đánh mà xé rách mây đen, sau đó hướng tới Tiêu Thần công kích điên cuồng. Liệt địa trảm, nhìn về phía huyết quang đang nhanh chóng to dần trong mắt, Tiêu Thần đang nắm huyết phủ khổng lồ lập tức điên cuồng vung lên, thân phủ chợt trung lên một cái, sau đó một đạo huyết mang khổng lồ chừng ngàn trượng từ bên trong lưỡi phủ bắn ra, bốn phía chung quanh ngay lập tức vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Đạo huyết mang này nhanh như chớp lao thẳng vào đạo huyết quang của hồn ma lão nhân, qua, bị đạo huyết mang cỡ ngàn trượng kia hung hăng bổ trúng, đạo huyết quang của lão ma lập tức bị chấn ngược trở lại, cùng với đó là những tiếng kêu thê lương vang lên quanh quẩn. Những tòa núi trên đường đạo huyết quang kia đi qua ngay lập tức bị chấn thành phấn vụn, chẳng qua, tuy bị trúng đòn nghiêm trọng nhưng mà đạo huyết quang kia lại có sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi. Chỉ mất một chút thời gian thì nó liền ổn định được thân hình, sau đó lại một lần nữa lướt đến, nhưng chỉ có điều tốc độ của nó lần này lại trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, thậm chí một số người khi nhìn rõ hình dạng của nó thì đều hít một hơi khí lạnh. Đây là một con vật trông như con cóc, chỉ có điều toàn thân nó hiện lên một màu đỏ nhạt. Bên ngoài thân thể nó có vô số những mụn thịt khổng lồ lồi ra, nếu có ai tinh tế nhìn kỹ thì đều có thể nhìn thấy mỗi một mụn thịt ấy là một gương mặt người dữ tợn, đây vậy mà lại là hồn chung chú. Thủ đoạn của tên hồn ma lão nhân này thật là tàn nhẫn, Dược lão cách đó không xa, khi nhìn thấy con cóc máu me đáng sợ kia thì sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiêu Viêm khẽ cau mày, loại hồn chung qua này hắn cũng đã từng nghe qua, nó bao gồm rất nhiều linh hồn hội tụ cùng một chỗ, sau đó cho chúng nó chém giết lẫn nhau. Hơn nữa còn cần một số tài liệu khác mới có thể luyện chế được, mà khi hồn chung oa này luyện chế thành công thì nó cũng giống như khôi lỗi. Bất quá, do được tạo thành bởi vô số những linh hồn chém giết nên đã có được một ít trí tuệ, nhưng nó cũng sẽ bị tính cách hung lệ chi phối. Loại đồ vật này một khi thả ra sẽ giết chóc một cách điên cuồng, thậm chí về sau còn có khả năng xuất hiện tình huống quay ngược lại công kích chủ nhân. Sự hung lệ của nó cũng giống với thủ đoạn của người đã chế tạo ra nó. Bên trong sơn mạch, tuy có vô số ánh mắt khi nhìn về phía đạo huyết quang kia nhưng bất kỳ ánh mắt nào cũng lộ ra vẻ chán ghét lẫn sợ hãi, hiển nhiên là có không ít người đã nghe qua hung danh của hồn chung qua. Đi, hồn ma lão nhân thì lại không hề quan tâm đến những ánh mắt kia một chút nào, trên mặt y vẫn hiện lên vẻ âm tàn, ngón tay chỉ về phía Tiêu Thần cách đó không xa. Khi hồn chung qua lại một lần nữa nhận được mệnh lệnh, thì nó lập tức xông tới một cách điên cuồng. Hồn ma lão quỷ thì nhân lúc Tiêu Thần bị hồn chung qua kiềm chế mà liên tục ám toán. Mỗi chiêu y xuất ra đều nhằm vào những chỗ yếu hại của Tiêu Thần, âm hiểm vô cùng. Hiển nhiên y muốn thừa cơ hội này mà kích sát Tiêu Thần. Đối mặt với tình thế bị một người một cốc liên thủ tấn công, Tiêu Thần cũng không chuyển từ công sang thủ, nhưng trong lúc này thì ông lại hơi có phần rơi vào hạ phong, xem ra tình huống có chút không ổn cho lắm đây. Nhìn thấy một màn này thì đám người Dược lão cũng không khỏi phải cau mày, bất quá bên phía hồn điện thì tên nào cũng hiện lên sắc mặt vui vẻ vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Viêm đăm chiêu nhìn chăm chú vào Tiêu Thần. Tuy ông bị hạn chế ít nhiều nhưng mà sắc mặt cũng không có phần nào bối rối, thấy được điều này cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Thực lực của lão tổ Tiêu Thần tuy yếu hơn hồn ma lão nhân một chút, nhưng dù sao thì người cũng từng là nhân vật phong vân một cõi. Nếu so sánh về kinh nghiệm chiến đấu thì hồn ma lão nhân cũng không thể bì kịp với ông được. Không biết cuộc chiến bên kia thế nào rồi, ánh mắt của Tiêu Viêm lại lần nữa chuyển hướng về phía không gian hỗn độn. Cuộc chiến bên đó cũng dần dần trở nên gay cấn, mặc dù là cách một vùng không gian nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt cuồng bạo trong đó. Chỉ có điều vào giờ phút này thì hắn cũng không cách nào quan sát rõ ràng tình huống chiến đấu bên kia được. Dù sao thì hắn cũng biết được sức phá hoại khi cường giả cấp bậc lục tinh đấu thánh đối chiến như nào rồi. Hôm nay, ba trận cũng đã đấu hai nhưng tên điện chủ hồn điện kia còn chưa không xuất thủ. Xem ra, nếu hai trận kia kết thúc mà hai bên vẫn bất phân thắng bại thì trận cuối hắn sẽ xuất thủ đây. Ý niệm trong đầu Tiêu Viêm khẽ chuyển động. Nếu hồn ma lão nhân cùng với hồn thiên mạch đều giành được thắng lợi thì trận cuối cùng kia cũng không cần phải tiếp tục nữa. Trong lúc mà Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì chiến đấu phía trên bầu trời cũng càng ngày càng kịch liệt. Giao thủ ác liệt đến mức làm cho người xem phải hoa mắt, chỉ có một số người thực lực cao cường mới có thể miễn cường nhìn thấy sự di chuyển của hai người. Hoành, theo cuộc chiến giữa Tiêu Thần và hồn ma lão nhân càng ngày càng hung ác kịch liệt, thì trên bầu trời lại đột nhiên vọng đến một tiếng nổ giống như sét đánh. Khiến ánh mắt của mọi người ngay lập tức bị hấp dẫn,
Mọi người chỉ thấy ở phía tiếng nổ vang lên bỗng hai thân ảnh lao ra từ bên trong thông đạo không gian. Mỗi người đều không tự chủ được mà phải lui đến trăm bước mới chậm rãi ổn định được thân hình. Bọn họ đi ra rồi, nhìn thấy hai đạo thân ảnh lướt ra từ trong không gian thông đạo, tức thời bên trong sơn mạch liên tục vang lên những tiếng kinh hô. Hắc hắc, lão quỷ thật sự là có vài phần bản lĩnh. Hồn Thiên Mạch sau khi lùi vài trăm bước thì cũng đã ổn định thân hình mà lơ lửng trên không. Nhìn từ phía ngoài thì cũng không thấy hắn có phần chật vật nào cả, thậm chí y phục cũng không bị rách một mảy. Tuy nhiên, đám cường giả như Tiêu Viêm đều có thể nhận ra rằng đấu khí trong cơ thể lão gia hỏa kia lại tiêu hao đến một tình trạng vô cùng kinh khủng. Từ đó, có thể suy ra được rằng cuộc chiến ở bên trong không gian kia cực kỳ thảm liệt. Xa xa, Đan Tháp lão tổ cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không nói một lời. Thiên Mạch trưởng lão, kết quả như thế nào vậy? Tiền bối, kết quả như thế nào? Ở phía dưới, Điện chủ Hồn Điện cùng Tiêu Viêm hầu như đồng thời mở miệng hỏi. Kết quả chiến đấu của hai người này đối với kết quả cuối cùng của cuộc chiến hôm nay là vô cùng quan trọng. Nghe thấy thế, Hồn Thiên Mạch và Đan Tháp lão tổ đều hơi hơi tần ngần một lúc. Cả hai liếc nhau một cái rồi nói, coi như là hòa đi, thực lực của hai người cũng chênh lệch không nhiều. Nếu thật sự tử chiến thì thật sự có thể phân ra thắng bại, nhưng hiển nhiên hai người đều không để khả năng đó xảy ra. Nghe thấy thế thì Điện chủ Hồn Điện lẫn Tiêu Viêm cùng hơi giật mình. Tiêu Viêm thì cảm thấy không sao, còn lão kia lại nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là hắn không hài lòng với kết quả này, đừng có không biết đủ. Bị lão quái này nhúng tay vào, có được kết quả hòa đã là khá tốt rồi. Hồn Thiên Mạch hạ thân hình xuống bên cạnh Điện chủ Hồn Điện nhàn nhạt nói một câu, rồi có chút trầm mặc. Sắc mặt lão ta thoáng có chút âm tình bất định, nhưng sau đó, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía vị đồng tử kia mà lẩm bẩm, không nghĩ được rằng hắn lại tiến đến một bước kia, có lẽ tộc trưởng sẽ có hứng thú đối với hắn. Điện chủ Hồn Điện cũng không nghe thấy thanh âm thì thào của Hồn Thiên Mạch. Y cười khổ một tiếng rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cuộc chiến của hồn ma lão nhân và tiêu thần đang càng ngày càng thảm liệt kia mà khẽ thở dài. Chỉ cần hồn ma lão nhân có thể thắng được trận này thì đại cục trên cơ bản đã có thể phân định. Nghe được lời của hắn thì Hồn Thiên Mạch cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cuộc chiến kia, lông mày hắn nhíu nhíu lại, sau đó lắc đầu rồi lại âm trầm nói, có chút khó khăn. Cái gì? Điện chủ Hồn Điện nghe được mấy câu đó xong thì sắc mặt hắn chợt có chút biến đổi. Dù sao thì hồn ma lão nhân cũng có thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, còn tiêu thần kia chỉ gần đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ thôi. Với sự chênh lệch thật sự không này thì hồn ma hẳn là phải thắng dễ dàng mới đúng chứ. Nếu mà tiêu thần dễ đối phó như vậy thì năm đó hắn cũng không nổi tiếng như vậy, Hồn Thiên Mạch thản nhiên nói. Tuy lúc đó hắn cũng có chút danh tiếng nhưng nếu so với tiêu thần thì thật sự là kém rất nhiều. Nếu như tiêu thần không bị lâm vào ảo cảnh thì chỉ sợ là bây giờ bản thân mình cũng không phải là đối thủ của ông ta. Điện chủ Hồn Điện chau mày ngẩng đầu lên nhìn về vòng chiến đang càng ngày càng trở nên kịch liệt. Giữa song phương vào lúc này thì tiêu thần vẫn đang rơi vào thế hạ phong. Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ như tiêu thần có chút luống cuống tay chân vì phải ứng phó với sự liên thủ của hồn ma lão nhân và hồn Trung Hoa. Hy vọng có thể thuận lợi. Choang, hồn Trung Hoa thân thể to lớn như một viên đạn pháo hung hãn đâm vào cự phủ, lực đạo kinh khủng đó trực tiếp đẩy tiêu thần lùi lại vài bước. Đợi đến khi ông vừa mới ổn định được thân hình thì một luồng kình phong âm hàn và cực kỳ tàn nhẫn xảo trá lại đánh úp vào những chỗ yếu hại của tiêu thần. Ngay tức thì, thân hình của tiêu thần chợt dịch chuyển, xoay lưỡi búa chém ngược về phía sau. Ngay lúc đó, một lưỡi đao gió sắc bén tựa như độc xà bỗng nhiên bị cự phủ của tiêu thần chém văng ngược ra. Chẳng qua, tuy tiêu thần chặn đứng được thế công nguy hiểm này nhưng ông vẫn bị chấn bay ngược ra phía sau, cả cánh tay hiện đang chết lặng. Tiêu thần, bất kể ngươi có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra sao nhưng dù gì thì thực lực của lão phu cũng hơn ngươi một bậc. Ngươi muốn thắng ta chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hồn ma lão nhân xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hồn Trung Hoa, lão ta nhìn về phía tiêu thần, cười lạnh một tiếng rồi nói, vị đại nhân vật năm xưa mà giờ đây lại bị ép phải chật vật trước mặt của thiên hạ quần hùng như thế. Chi bằng ngươi thối lui đi, để miễn cho phải chịu nhục, thân hình của tiêu thần cũng hiện ra giữa không trung như thiểm điện. Ông liếc mắt về phía hồn ma lão nhân, khuôn mặt vẫn như trước, không dao động chút nào. Chỉ có điều là đấu khí hùng hậu quay cùng quanh thân ông đang từ từ yếu bớt. Nhưng đúng lúc đó, hai tay ông lại nắm thật chặt lấy cự phủ, sau đó từ từ giơ lên trên cao rồi nói, một búa, giải quyết ngươi, hừ, cuồng vọng. Câu nói của tiêu thần đã khiến cho sắc mặt của hồn ma lão nhân ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng kỳ thực trong nội tâm lão ta chợt trở nên cực kỳ cảnh giác. Đấu khí hùng hậu bên trong cơ thể lão ta tựa như hồng thủy cấp tốc vận chuyển, tạo thành vô số vòng xoay đấu khí bao phủ quanh thân. Tiêu thần giơ cao huyết phủ lên, khí tức toàn thân ông cũng dần dần trở nên hư ảo. Nếu không phải mắt thường vẫn đang nhìn thấy mà chỉ dựa vào khí tức để cảm ứng,
thì e rằng mọi người hẳn là nghĩ rằng tiêu thần đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa, ầm ầm, mà ngay khi khí tức của hắn trở nên tịch diệt thì trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên nổi lên tầng tầng mây đen, bên trong sấm sét nổi vần tựa như ngân xà múa lượn tạo nên những âm thanh vang dội khắp chân trời. Khi mà sấm sét bắt đầu xuất hiện, chỉ trong chốc lát thì khí tức của tiêu thần lại đột nhiên phóng ra một cách mạnh mẽ, tựa như một khí trụ thực sự bay thẳng lên trên trời cao. Nhưng điều khiến mọi người đang quan chiến cảm thấy kinh hãi nhất là, khí tức của tiêu thần giờ đây đã tăng từ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ lên tận ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Làm sao có thể, cảm nhận được khí tức của tiêu thần đã tiếp cận với khí tức của mình, ngay lập tức sắc mặt của hồn ma lão nhân trở nên kinh hãi vô cùng. Lúc trước lão ta cảm nhận được rất rõ thực lực chân thực của tiêu thần chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ mà thôi, tại sao bây giờ lại, thương khung trảm. Giải thương khung, tiêu thần cũng không có cho hồn ma lão nhân nhiều thời gian nghỉ ngợi, lúc khí tức của ông phóng lên trên không trung, chỉ trong tích tắc thì huyết phủ trong tay bỗng nhiên vẽ nên một đường cong kỳ dị ở trên bầu trời tựa như một sợi chỉ máu nhỏ bé, cỡ ngón tay mà thôi. Huyết tuyến thoáng hiện trên không trung. Nhưng nơi nó lướt qua thì cả phiến thiên địa này giống như là bị cắt thành hai nửa vậy, một nửa là mây đen quay cùng vang vọng tiếng sấm rầm rầm, còn một nửa là huyết khí ngút trời, đằng đằng sát khí. Lên, nhìn về sợi chỉ máu quỷ dị đang nhanh chóng lớn dần trong mắt, hồn ma lão nhân chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt như có loại khí tức tử vong đang lặng yên hiện lên trong lòng mình. Nhưng mà dù sao lão ma hắn cũng là một nhân vật phong vân, sau khi cảm giác kia vừa xuất hiện thì lão nhanh chóng áp chế lại sự thất thố trong lòng và trên khuôn mặt khô héo cũng nhanh chóng hiện lên vẻ ngoan lệ. Nếu trong lúc nguy cấp này mà không dốc sức liều mạng thì tất nhiên bản thân lão ta sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thôn chung, trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bàn tay của hồn ma lão nhân chợt đặt lên đỉnh đầu của hồn chung qua, huyết mang điên cuồng phóng ra rồi sau đó hồn chung qua bỗng phát ra một tiếng hét thê lương. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy thân thể khổng lồ của con cóc kia trong tích tắc đã nhanh chóng tan rã bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thẳng cho đến khi nó hóa thành một bãi huyết tương sền sệt. Sau khi bãi máu hiện ra thì ngay lập tức hồn ma lão nhân liền nuốt cực một cái vào miệng, cùng ụt ụt. Trong khi hồn ma lão nhân nuốt chửng hồn chung qua thì trên mặt cũng bắt đầu hiện ra từng cục máu, nhìn qua cảm thấy vô cùng khủng khiếp, nhưng khí tức của lão ta vào lúc này lại trở nên cực kỳ hung bạo. Qua, một tiếng cốc kêu kinh thiên động địa vang lên từ trong miệng của hồn ma lão nhân đã biến hình. Năng lượng trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ vào miệng lão, sau một thời gian ngắn ngủi đã nén lại thành một viên huyết cầu sền sệt rồi hiện ra trước mắt mọi người. Đùng, ngay sau đó, viên huyết cầu sền sệt nhanh chóng lướt ra trong mắt của rất nhiều người. Đến cuối cùng, nó va chạm với đạo huyết tuyến của tiêu thần phía trên bầu trời mà tạo nên những tiếng vang ầm ầm, rầm, va chạm trong chốc lát, huyết quang đã mãnh liệt khuếch tán ra, cơ hồ khiến cho cả phiến sơn mạch này bao trùm trong một màu máu đỏ. Giờ đây, không ít loại cảm xúc thô bạo cũng lặng yên xuất hiện trong đầu của một số người có thực lực hơi kém, khiến đôi mắt họ phải vằn lên màu máu tươi. Chẳng qua, những người đi đến chỗ này quan chiến dù gì cũng đều có thực lực tương đối, nên đã nhanh chóng áp chế cảm xúc thô bạo kia để tránh cho bản thân bị mất kiểm soát. Trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn, đám người Tiêu Viêm mắt không chớp nhìn về phía huyết sắc quang cầu khổng lồ chừng mấy trăm trượng trên bầu trời. Mặc dù cách xa nhau khá xa nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng đáng sợ bên trong nó. Nếu năng lượng này lan rộng ra thì chỉ e rằng ít nhất một nửa Vẫn Lạc Sơn mạch này phải biến thành bình nguyên. Tổ tiên Tiêu Thần. Ngay khi trong đầu Tiêu Viêm xẹt qua tiếng gọi thảng thốt này và đang nghĩ cách ứng biến, thì bên trong huyết sắc quang cầu khổng lồ kia có hai đạo thân ảnh bay ngược ra, cuối cùng mỗi người đều rơi vào hai ngọn núi khác nhau. Sức mạnh đáng sợ của hai chiêu ấy trực tiếp chấn ngọn núi mà hai người va vào thành mấy đoạn, cuối cùng ầm ầm sụp đổ trong mắt mọi người. Tràng cảnh này làm cho mọi người đều cảm thấy kinh hãi vô cùng, vừa muốn lên tiếng kinh hô thì hai thân ảnh đó liền bay vút lên trên. Hai người này bộ dáng chật vật vô cùng, thân hình lão đảo và toàn thân chảy đầy máu tươi trông cực kỳ thê thảm. Tiêu thần tổ tiên, hồn ma trưởng lão, nhìn thấy bộ dáng vô cùng thê thảm của hai người, cả hai bên đều cảm thấy cực độ kinh sợ. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ đến cuộc chiến giữa hai người lại thảm liệt đến mức độ này. Tiêu thần đang nghe truyện trên TV audio CV lau vết máu trên mặt rồi nhìn về phía hồn ma lão nhân đang ở cách đó không xa, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghiêm trang. Thực lực của ông hoàn toàn chính xác chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Tuy công kích lúc trước của bản thân có thể đối địch với cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ nhưng ông lại không thể liên tục thi triển. Tên hồn ma lão nhân kia quả thật tâm ngoan thủ lạc, trong thời khắc nguy cấp vậy mà lại trực tiếp thôn phệ chung trùng, khiến cho bản thân biến nguy thành an. Đương nhiên, tuy rằng thôn phệ chung trùng thì thực lực sẽ tăng cao rất nhiều trong nháy mắt nhưng cũng để lại di chứng tương đối lớn. Vì vậy, trong khoảng thời gian mấy chục năm tới, đấu khí trong cơ thể tên ma đầu kia sẽ bị chung trùng xâm thực khiến thực lực của y khó mà tăng lên được.
Tiêu thần khống chế thân thể gần như thoát lực của mình chậm rãi hạ xuống bên cạnh đám người Tiêu Viêm. Ông và hồn ma lão nhân bây giờ cũng đã sức cùng lực kiệt nên khó mà tái chiến. Nhưng dù sao thì tổn thương của ông cũng nhẹ hơn hồn ma lão nhân rất nhiều, thương thế lão ma kia thế mà lại tương đối phiền toái đấy. Tiêu thần tổ tiên, người không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu thần hạ xuống, Tiêu Viêm vội vàng hỏi và đồng thời lấy ra một bình đan dược, nhanh chóng đưa cho Tiêu thần, không có việc gì. Bất quá trận này chỉ e không phân được thắng bại rồi. Trận cuối cùng kia chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Tiêu thần nhận lấy đan dược xong nuốt ngay vào trong bụng, nói bằng giọng có phần tiếc nuối. Lại là kết quả hòa, đám người dược lão cạnh đó nghe vậy cũng đều không khỏi cười khổ. Trong ba trận thì nay đã có hai trận kết thúc với kết quả hòa, khiến cho người ta cảm thấy khá hài hước. Nhưng chính vì thế nên gánh nặng của trận chiến cuối cùng và cũng là trận chiến quan trọng nhất này sẽ đè lên vai Tiêu Viêm. Trận cuối, liền để cho ta lên đi, lại hòa. Hồn ma trưởng lão, sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Điện chủ hồn điện cho mày, hiển nhiên có phần bất mãn đối với kết quả chỉ hòa của hồn ma lão nhân. Sao nào? Không tin thì ngươi ra mà thử. Sắc mặt hồn ma lão nhân lạnh lẽo vô cùng, trong lòng lão ta giờ phút này cũng tức giận điên tiết, vừa không giành được chiến thắng lại tổn thất hồn trung oa, hơn nữa thương thế trong người lại khiến lão ma hắn cực kỳ đau đầu. Lão phu sớm đã nói qua là trực tiếp tổng lực khai chiến với Thiên Phủ Liên Minh, còn các ngươi lại đòi cái gì mà cao tầng quyết chiến. Hiện tại đâm lao thì phải theo lao, nếu trận cuối cùng ngươi bị thua thì đến lúc đó ta xem ngươi sẽ giải thích như thế nào. Hồn ma lão nhân cả giận, thấp giọng nói, sự tồn tại của hồn điện là vô cùng trọng yếu đối với hồn tộc, hiện tại cũng không phải là thời điểm toàn diện khai chiến, nếu ngươi muốn toàn diện khai chiến thì cũng phải đợi sau khi kế hoạch kia hoàn thành, đến lúc đó sẽ cho ngươi đánh đến chết thì thôi. Điện chủ hồn điện thản nhiên nói, đừng nói nhảm nữa. Diệt sinh chuẩn bị đi. Trận cuối cùng kia sẽ là trận chiến giữa ngươi và tên Tiêu Viêm kia đấy. Hồn Thiên Mạch đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cách đó không xa mà nói, trận chiến của hai ngươi sẽ quyết định thắng bại của lần giao chiến này. Điện chủ hồn điện khẽ gật đầu, tên tiểu tử kia rất giảo hoạt. Giờ đây hắn đã thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi chớ có để lật thuyền trong mương đó, biết chưa? Hồn ma lão nhân đang ở bên cạnh, lạnh lùng nói, Tịnh Liên yêu hỏa, nghe vậy, điện chủ hồn điện và hồn thiên mạch không khỏi liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều xẹt qua một vẻ quỷ dị, sau đó người trước vất tay áo lên rồi chậm rãi bước ra. Bổn điện thực sự là rất muốn kiến thức một chút xem Tịnh Liên yêu hỏa trong tay hắn rốt cục có uy lực đến cỡ nào. Khi điện chủ hồn điện bước ra thì vô số người đang quan chiến trong mảnh sơn mạch này đều nhìn về phía hắn. Tên này từng có hung danh vô cùng hiển hách ở Trung Châu, thậm chí có một số người chỉ cần nghe thấy tên hắn thôi thì đã sợ mất mật rồi. Tuy về sau hắn bế quan lâu dài nên mọi người cũng ít nhìn thấy nữa, nhưng hung danh của hắn vẫn cứ trường thịnh không giảm. Nếu như muốn xếp hạng những nhân vật phong vân tại Trung Châu thì chỉ sợ tên điện chủ hồn điện hồn diệt sinh này sẽ được xếp vào hàng đầu. Ba trận hai hòa, điều này thật nằm ngoài dự đoán của bản điện, nhưng cái kết quả này cũng không thể thay đổi được kết cục. Điện chủ hồn điện bước đến cách Tiêu Viêm khoảng trăm trượng rồi chậm rãi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nhạt nói, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, không hề có chút dao động nào vì cục diện hôm nay cả. Ánh mắt của Tiêu Viêm và điện chủ hồn điện giao nhau, ám lưu bắt đầu xuất hiện. Ngay cả không khí cũng trở nên nóng rực, dòng nước ngầm, làm người thì nên lưu lại một đường, nói năng hùng hồn quá đến khi mọi chuyện không được như thế thì chính là tự rước nhục vào thân, điện chủ cần phải cẩn thận đấy. Tiêu Viêm nói khẽ, ha ha, trước giờ hồn điện ta làm việc đều không lưu lại đường sống. Cái lời lẽ đó chỉ dành cho người thường thôi, nếu muốn thành đại sự mà cứ chú ý đến mấy điều này thì mãi mãi sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu. Điện chủ hồn điện cười lớn một tiếng, nói, nghe được cuộc đấu khẩu của hai người, trong lòng mọi người đều cảm thấy nóng bỏng hẳn lên. Cuộc chiến này mới là cuộc chiến quan trọng nhất của ngày hôm nay, một bên là điện chủ hồn điện, một bên khác thì coi như là người đứng đầu của Thiên Phủ Liên Minh. Trận chiến của hai người sẽ quyết định kết quả của cuộc quyết chiến này. Chỉ vì ngươi mà ta bị rất nhiều khiển trách trong tộc, năm đó chính ta hạ lệnh phái người đến Gia Mã Đế Quốc bắt phụ thân Tiêu Chiến của ngươi. Vốn ý định của ta là đã động thủ thì phải diệt cỏ tận gốc, nhưng sau khi ta hạ lệnh thì do vấn đề tu luyện nên phải bế quan đột xuất, vì thế mới khiến thủ hạ của ta có chút lười biếng, chỉ bắt mỗi Tiêu Chiến về mà thôi. Sau đó ngươi bị đuổi giết mà vẫn thoát được thì cũng đều do bọn chúng khinh thị ngươi, nhưng ta thật không ngờ chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi nhưng ngươi lại cứ từng bước mà phát triển đến tầm cao này. Ánh mắt điện chủ hồn điện thoáng có chút phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Vốn cái mối họa này của hồn điện đáng lý đã bị xóa bỏ từ rất lâu, nhưng cuối cùng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên lại dẫn đến việc Tiêu Viêm phát triển bằng một tốc độ vô cùng khủng khiếp,
Đến hiện tại thì rõ ràng hắn đã có khả năng để đối kháng lại với hồn điện. Nếu trừ bỏ đi thân phận đối địch của hai bên thì trong lòng điện chủ hồn điện cũng có phần bội phục. Hắn tự nhận rằng nếu như đổi ngược lại là hắn thì hắn rất khó có thể đi được quãng đường xa xôi như thế để cuối cùng có thể đặt chân lên đỉnh cao của cái mảnh đại lục này. Để mặt ngươi phát triển đến ngày hôm nay thì trách nhiệm của ta là không thể nào chối bỏ được, cho nên lúc này đây ta hy vọng sẽ kết thúc phần trách nhiệm này. Điện chủ hồn điện cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói, ta cũng hy vọng hôm nay có thể báo được mối huyết cừu của tộc nhân Tiêu gia. Lời nói của Tiêu Viêm cũng không lớn nhưng cho dù là ai thì cũng có thể nhận ra sát ý hàm chứa bên trong. Thảm cảnh năm đó hắn không bao giờ có thể quên được, nguyên bản mục tiêu gia hoàn chỉnh lại chỉ vì hồn điện mà chia năm xẻ bảy, phụ thân thì bị chúng bắt đi, tộc nhân thì bị giết chết, cuối cùng phải chật vật chạy trốn khắp nơi. Mà bản thân hắn lúc đó lại không có thực lực để bảo vệ gia tộc nên chỉ có thể gánh vác món nợ máu này trên vai rồi bỏ đi một mình. Đoạn thời gian kia đã rèn luyện ý chí của hắn nhưng khiến cho cừu hận của hắn đối với hồn điện chất chồng theo năm tháng, càng ngày càng nhiều. Nghe vậy, điện chủ hồn điện cười nhạt một tiếng, đấu khí màu đen phóng ra từ trong cơ thể hắn, động thủ đi, hãy để cho bản điện biết được sau khi ngươi gặp kỳ ngộ ở không gian yêu hỏa thì rốt cục đã mạnh mẽ đến mức độ nào rồi. Phanh, nhưng khi lời nói của điện chủ hồn điện còn chưa dứt thì một tiếng động trầm thấp bỗng vang lên bên tai, hơn nữa ngay khi bạo âm vang lên thì không gian phía trước hắn lại trở nên vặn vẹo. Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện như quỷ mị, song chỉ của hắn gập lại, ngay tức khắc một loại hỏa diễm màu phấn hồng liền xuất hiện trên tay, cùng với đó là nhiệt độ trong mảnh thiên địa này lập tức tăng cao. Công kích tới cực kỳ đột ngột, dù lấy định lực của điện chủ hồn điện thì hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng mà chỉ một cái chớp mắt sau đó thì đấu khí màu đen từ trong cơ thể của hắn liền bộc phát ra như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng tạo thành một lớp màn trắng màu đen tựa như thực chất vậy. Suy, song chỉ của Tiêu Viêm không chút dừng lại, trực tiếp điểm mạnh lên trên màn trắng. Ngay khoảnh khắc đó, hỏa diễm màu phấn hồng cũng lập tức tan ra, sau đó nhanh như chớp công kích về phía mắt điện chủ hồn điện. Hừ, đối mặt với thế công tàn nhẫn của Tiêu Viêm, điện chủ hồn điện cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn cũng không có tránh né hay phòng ngự một chỉ kia mà là trực tiếp đánh ra một chưởng về phía phần ngực trái Tiêu Viêm, nhìn giống như đang muốn lấy mạng đổi mạng vậy. Hắc, điện chủ tính toán cũng giỏi đấy. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng chỉ cười nhạt một tiếng, thế công bỗng thay đổi, chuẩn xác điểm lên lòng bàn tay của điện chủ hồn điện. Hỏa diễm màu phấn hồng chợt bùng lên một cái, ngay lập tức đấu khí màu đen thẫm của điện chủ hồn điện liền bị đốt sạch. Không ngờ đến việc Tịnh Liên yêu hỏa lại bá đạo như vậy, điện chủ hồn điện cũng nhíu mày lại, thân hình hắn khẽ rung lên, từng đạo tàn ảnh liền xuất hiện, mà chỉ trong chớp mắt hắn cũng đã xuất hiện trên không trung. Sắc mặt hắn lúc này thoáng có chút âm trầm, nhìn lòng bàn tay của mình, ở đó có một vết cháy dài đến nửa tấc. Dù vậy, trên tay hắn cũng không hề chảy máu, bởi vì ngay khi tiếp xúc với Tịnh Liên yêu hỏa thì mạch máu xung quanh nơi đó đã bị đốt cháy. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, vừa giao thủ thì điện chủ hồn điện đã dính một chút thương thế, tuy nó chỉ là một chút thương vụn vặt nhưng mà lại khiến cho hắn mất mặt vô cùng. Hai người cận chiến, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh nên màn giao phong vừa rồi chỉ lóe lên rồi biến mất như chớp giật. Ở trong những người đang quan chiến thì cũng chỉ có một vài người có nhãn lực cao mới nhìn ra được, còn đại đa số những người còn lại cũng chỉ thấy hoa mắt một chút rồi kết thúc, khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng thán phục vô cùng. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ hồn điện, hắn cũng không nói bất cứ điều gì cả. Thủ ấn trên tay biến đổi nhanh như chớp, mà khi thủ ấn của hắn bắt đầu biến đổi thì một đạo hư ảnh cao chừng ngàn trượng lập tức xuất hiện rồi sau đó đem cả thân thể hắn bao phủ vào. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, đối diện với đối thủ cỡ này thì Tiêu Viêm không thể có một chút bất cẩn nào cả, vừa ra tay thì đã thi triển ra Hoàng Tuyền Thiên Nộ, loại linh hồn âm ba có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hống, miệng của hư ảnh khổng lồ kia mở to ra, sau đó một đạo sóng âm linh hồn cực kỳ kinh khủng quét về phía điện chủ hồn điện với vận tốc vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Tiêu Viêm, có thể người khác sợ Hoàng Tuyền Thiên Nộ của ngươi nhưng bản điện chủ thì không. Thân hình điện chủ hồn điện nhanh chóng lui lại, đấu khí màu đen thẫm bùng phát ra từ cơ thể hắn rồi hóa thành vô số linh hồn hư ảnh trong những ánh mắt kinh ngạc. Đám hư ảnh này nhanh chóng tổ hợp thành một trận pháp quỷ dị vây quanh thân hắn. Những linh hồn hư ảnh đấy mặt mũi đều tràn đầy vẻ thành kính mà quỳ sát xuống. Cùng lúc đó, trong miệng chúng cũng phát ra từng đạo linh hồn âm ba vô cùng chói tai. Vạn hồn triều bái, vô số đạo linh hồn âm ba ngưng tụ tại trước người của điện chủ hồn điện rồi chợt hóa thành một mũi tên bắn ra ngoài. Cuối cùng mạnh mẽ va chạm với đạo linh hồn công kích Hoàng Tuyền Thiên Nộ kia của Tiêu Viêm. Ô ô ô ô, hai đạo linh hồn âm ba mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời cả bầu trời nơi này vang lên vô số những tiếng động ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn của mọi người. Đến khi những tiếng động đó chấm dứt thì sắc mặt không ít cường giả ở đây đều trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.
thần sắc ai nấy đều kinh hoảng vô cùng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ là dư âm của một đạo linh hồn công kích mà hai người phát ra thôi mà bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Trên bầu trời, âm ba va chạm khuếch tán ra khiến cho vô số đạo linh hồn hư ảnh của điện chủ hồn điện nổ tung từng cái một, đến cuối cùng thì đã chẳng còn sót lại cái hư ảnh nào. Nhưng bản thân hắn dưới sự bảo hộ của những linh hồn hư ảnh đó thì cũng không bị tổn thương gì quá lớn cả. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không khỏi nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một chiêu công kích linh hồn bằng âm ba khác có thể đối kháng được với Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Sở học của điện chủ hồn điện quả nhiên là rộng lớn vô cùng, hơn nữa linh hồn của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, nếu so sánh thì hai bên cũng chỉ sàng sàng như nhau. Mặt khác, sau khi giao thủ thì Tiêu Viêm cũng đã nhận ra thực lực của tên điện chủ hồn điện này cũng đã đạt đến cấp bậc ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Hiển nhiên là thực lực của hắn cũng có tinh tiến trong hai năm này. Hừ, tuy ngươi mạnh về mặt linh hồn nhưng muốn dựa vào nó mà đánh bại bản điện chủ thì quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Điện chủ hồn điện tiện tay phá vỡ một đạo âm ba trùng kích cuối cùng kia rồi mở miệng nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng đáp trả. Đôi môi hơi nhếch lên, sau đó trực tiếp phun ra một ngọn lửa màu hồng phấn. Khi cái ngọn lửa này xuất hiện thì rất nhiều cây cối trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn đột nhiên tự động bốc cháy rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội, cuối cùng biến thành một đống tro tàn. Thấy vậy, điện chủ hồn điện cũng hơi nheo mắt lại. Lúc này đây, khi nhìn thấy ngọn lửa này, rốt cuộc vẻ mặt hắn cũng xuất hiện vẻ cực kỳ ngưng trọng. Loại dị hỏa đáng sợ như Tịnh Liên Yêu Hỏa thì cho dù là hắn cũng cảm thấy rất đau đầu, nếu để nó xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ lập tức bị trọng thương. Dù sao thì xếp thứ ba trên dị hỏa bảng cũng không phải chỉ là nói cho vui. Đây là lần đầu Titan sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa đối địch, hy vọng ngươi đừng để cho ta phải thất vọng. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ hồn điện, khẽ cười nói, dị hỏa tuy mạnh nhưng cũng phải nhìn người điều khiển nó là ai nữa. Điện chủ hồn điện thản nhiên nói, hắn nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu hồng phấn kia, sâu bên trong mắt đột nhiên xẹt qua một hắc viêm vô cùng quỷ dị, ngọn lửa màu đen, hơn nữa. Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy mạnh, nhưng, Tiêu Viêm hơi híp mắt lại, tại trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được tiểu y trong cơ thể mình bỗng truyền ra một cổ dao động kỳ dị, dường như trong cơ thể tên kia còn tồn tại một thứ gì đó. Tiêu Viêm âm trầm liếc nhìn điện chủ hồn điện đang huyền phù giữa không trung, đồng thời hai tay cấp tốc kết xuất ra từng đạo tàn ảnh giống như hoa sen nở rộ. Cùng với sự biến hóa của thủ ấn, hỏa diễm màu hồng phấn ở trên đỉnh đầu của hắn bỗng vù một tiếng, bay thẳng lên trời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hỏa diễm hồng phấn từ từ phóng xuất ra nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả phiến thiên địa này như trở thành một cái lò lửa. Bên trong Vẫn Lạc Sơn mạch thỉnh thoảng có những ngọn núi tự dưng bốc cháy, sương khói nồng đậm bay thẳng về phía chân trời. Kèm theo đó, một số võ giả có thực lực hơi yếu cũng trở nên hoảng sợ khi nhận thấy đấu khí của bản thân đang sôi trào, cơ thể dần dần nóng lên một cách bất thường. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn có năng lực kỳ dị là lấy tâm tình của con người làm vật dẫn, khiến mọi thứ tự bốc cháy mà không cần có lửa. Thế nên, đứng trước tình huống này, không ít người kinh hãi, liên tục thối lui về phía sau, mãi đến khi ra tới rìa ngoài của sơn mạch thì mới cảm thấy sức nóng đã giảm bớt đi một chút, không hổ là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhiệt độ đáng sợ thật. Ở những ngọn núi xung quanh, sắc mặt một số thái thượng trưởng lão của các tông phái có chút ngưng trọng xen lẫn sự hâm mộ. Giao chiến với địch thủ có loại dị hỏa như thế này, bản thân chưa kịp xuất thủ thì đã phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ lại sức nóng của ngọn lửa. Dưới loại nhiệt độ đáng sợ đó, ngay cả đấu khí cũng dễ dàng bị thiêu đốt. Tiêu Viêm rốt cuộc đã phải vận dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi. Hồn Ma lão nhân nhìn một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa, cho dù là tự thân lão đứng ra đối phó thì cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy rằng thực lực của điện chủ hồn điện cao hơn một bậc so với Tiêu Viêm, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút thì chuyện lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể xảy ra. Tiểu tử này có cơ duyên thật lớn nha. Nhớ năm đó, ta cũng từng đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa nhưng cuối cùng vẫn phải quay về trong thất bại. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào thực lực tầm này, hắn lại có thể hàng phục được nó. Hồn Thiên Mạch hít sâu một hơi rồi đạm nhiên cười. Chỉ có điều, cho dù tiểu tử này thật sự có thể thi triển Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng muốn thắng hồn diệt sinh thì cũng không phải là dễ đâu. Trên bầu trời, ánh mắt của điện chủ hồn điện ghim chặt vào hỏa diễm hồng phấn với vẻ vô cùng ngưng trọng, nhưng sâu trong mắt dường như còn chất chứa một sự nóng bỏng nào khác nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hỏa diễm hồng phấn dần dần ngưng tụ thành một cái hỏa bàn có những hoa văn kỳ dị, mà nếu để ý thật kỹ thì có thể nhận thấy đó chính là hình dạng của 6 loại dị hỏa đã từng bị Tiêu Viêm luyện hóa. Ở vị trí trung tâm của hỏa bàn là một đám hỏa diễm tinh thể đang lay động chập chờn, Phật nộ luân hồi. Hỏa bàn thành hình, Tiêu Viêm liền trừng mắt, trầm giọng quát, "Viu viu." Tiếng quát của Tiêu Viêm vừa dứt,
hỏa bàn liền truyền ra từng âm thanh vù vù, rồi chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, hỏa diễm tinh thể ở vị trí trung tâm cũng suy lên một tiếng, bạo phát ra một cột lửa đỏ. Lúc đầu, cột lửa này chỉ to bằng một cánh tay, thế nhưng khi lướt qua màn sương khói, đón được gió lớn thì lập tức nó liền bành trướng, tạo thành một cột lửa khổng lồ ước chừng 10 trượng. Phừng, với một tốc độ khủng khiếp, cột lửa bắn xuống một ngọn núi ở phía dưới. Lập tức, ngọn núi đó giống như băng tan, biến mất một cách quỷ dị trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Thứ còn lưu lại ở trên mặt đất chỉ là một cái hố rộng gần trăm trượng, sâu không thấy đáy. Đi, Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, ngón tay đột nhiên chỉ vào điện chủ hồn điện đang ở trên bầu trời. Theo sau đó, hỏa bàn cũng nhanh chóng ngẩng lên, thúc giục cột lửa quét ngang qua mặt đất, bắn thẳng về phía điện chủ hồn điện. Nơi cột lửa đi qua, mọi vật thể đều hóa thành hư vô, tạo thành một con đường nhẵn nhụi dài chừng nghìn trượng. Suy, tốc độ của cột lửa có thể dùng chữ nhanh như chớp để hình dung. Mọi người chỉ vừa mới cảm thấy trong mắt có một đạo hồng quang xẹt qua thì cột lửa đã trực tiếp bao phủ thân hình của điện chủ hồn điện ngay khi hắn đang muốn thối lui. Suy, suy, cùng với sự bao phủ của cột lửa, đấu khí bàn bạc xung quanh thân thể của điện chủ hồn điện liền bắt đầu tan rã bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mặc dù đấu khí trên người hắn tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, nhưng vẫn không thể sánh được với tốc độ tan rã. Hiện tại, do Phật nộ luân hồi có cả tâm hỏa mới sinh đi kèm cho nên uy lực của nó ngày càng cường đại. Nếu như cường giả đấu thánh bình thường mà bị cột lửa kia bắn trúng thì e rằng cũng chỉ chống cự được trong thời gian nửa chén trà. Rồi sau đó không những đấu khí tan rã mà ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Nhìn đấu khí xung quanh thân mình tiêu tán cực nhanh, sắc mặt điện chủ hồn điện liền hơi thay đổi, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn hỏa bàn đang không ngừng xoay tròn ở phía xa. Hắn có thể cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm tỏa ra từ bên trong hỏa bàn đó. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ điện chủ hồn điện không chống đỡ được bao lâu nữa. Đứng ngoài quan chiến, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đều hiện lên ý niệm, nếu đợi đến khi đấu khí bị cột lửa làm cho tan rã hết thì điện chủ hồn điện thua là cái chắc. Luân hồi thúc, trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn điện chủ hồn điện đang kiên trì chống đỡ với cột lửa, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, tiếp tục biến đổi thủ ấn. Cùng với đó, hỏa bàn đột nhiên xoay ngược lại với một tốc độ cực cao. Ông, ông, theo sự xoay ngược của hỏa bàn, cột lửa khổng lồ hơn 10 trượng kia bắt đầu thu nhỏ lại chỉ còn mấy trượng trong chớp mắt, nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục thu nhỏ. Tuy nhiên, mọi người cũng cảm nhận được, mặc dù cột lửa nhỏ đi, nhưng ẩn trong đó là một cổ năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ, không tốt. Hồn ma lão nhân phát hiện ra điều này, sắc mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là khi cột lửa thu nhỏ lại bằng ngón cái thì ngay chính bản thân lão cũng cảm thấy hãi hùng. Ngay khi cột lửa chỉ lớn bằng ngón tay cái đang gắt gao tập trung vào mi tâm của điện chủ hồn điện, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên ánh lên hàn quang, sau đó hắn bèn quát lớn, luân hồi thúc, lạc luân hồi, vụt, tiếng quát vừa dứt, hỏa bàn ở trên trời lập tức rung rẩy rồi dần dần biến mất, kèm theo đó, phía chân trời chợt lóe lên hồng quang, cột lửa bằng ngón cái mang theo một cổ lực lượng hủy diệt hung hăng oanh kích vào điện chủ hồn điện, phanh, thanh âm bạo tạc trầm thấp vang dội cả không trung. Khí lưu của hỏa diễm khuếch tán với một tốc độ kinh khủng làm cho một số cường giả đấu thánh phải vội vàng thối lui vì sợ, liên lụy tới bản thân. Trúng rồi, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người dược lão đều lộ vẻ vui mừng. Bị đòn công kích có uy lực như thế đánh trúng, cho dù là điện chủ hồn điện thì chỉ sợ cũng không được dễ chịu cho lắm. Đan tháp lão tổ cũng chăm chú nhìn về phía hỏa diễm bùng nổ, hàng lông mày của lão khẽ nhíu lại, phân ra thắng bại rồi sao? Ở những vùng núi đồi lân cận, từng ánh mắt đều nhìn bầu trời. Tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp vang lên, một chiêu vừa rồi của Tiêu Viêm uy lực quá mức mạnh mẽ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là thắng bại đã được phân định. Lúc này, bên phía hồn điện cũng yên lặng như tờ, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ được, lần này giao thủ, điện chủ hồn điện lại không có chút sức lực nào để chống đỡ, phì. Hồn Thiên Mạch luồn tay vào ống tay áo, rồi khẽ cười nhạo một tiếng khi nghe thấy những điều mọi người đang nghị luận ở xung quanh. Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung, trong miệng phun ra một ngụm khí nóng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn nơi hỏa diễm khuếch tán, mặc dù rất tin tưởng vào đòn công kích này, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại có một cảm giác là điện chủ hồn điện sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Phốc. Đúng lúc đó, trong khu vực tràn ngập hỏa diễm đột nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ, quả nhiên không chết. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, nội tâm trào dâng e sợ, vù, vù, thanh âm đó vừa vang lên không lâu thì từ trung tâm khuếch tán của hỏa diễm xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Đồng thời một cổ hấp lực quỷ dị bất chợt thổi quét ra với khí thế phô thiên cái địa. Theo đó, hỏa diễm đang tràn ngập trong không gian liền trực tiếp bị hấp thu, và sau cùng, trước ánh mắt khó tin của mọi người, bóng đen bèn chậm rãi bước ra, dám thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa.
hắn chán sống rồi sao? Những tiếng nghị luận vang lên xôn xao, hiển nhiên đối với hành động vừa rồi của bóng đen, mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, không tổn thương một chút nào sao? Nhìn điện chủ hồn điện đang chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa, Tiêu Viêm hơi chấn động, nội tâm cảm thấy tình hình có chút gay go. Hương vị của Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên là rất ngon, nhưng đáng tiếc, đây không phải là bản nguyên chi hỏa. Quả thật muốn thử xem, bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa sẽ có mùi vị như thế nào. Điện chủ hồn điện lơ lửng giữa không trung, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười cổ quái, chép miệng nói, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, bên trong con ngươi tràn ngập hắc viêm quỷ dị có lực lượng mang tính chất thôn phệ. Một tia hắc viêm thẩm thấu ra bên ngoài khiến năng lượng trong thiên địa cuồn cuộn tiến vào, sau đó bị lực lượng đó cắn nuốt hoàn toàn, cảm thấy không thể tin được phải không? Điện chủ hồn điện nhẹ nhàng cười, nét quỷ dị ở trên khuôn mặt càng lúc càng dạt dào, ngươi có Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng bổn tọa còn có loại dị hỏa hùng mạnh hơn. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay, một đoàn hắc viêm quỷ dị đột nhiên hiện ra, hắc viêm cuồn cuộn, mơ hồ ngưng tụ thành một khuôn mặt, mà cổ lực lượng thôn phệ kia cũng đang tuôn ra từ chính cái miệng của khuôn mặt đó. Ngay khi hắc viêm xuất hiện thì đồng tử trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, bài danh đệ nhị trên dị hỏa bảng, hư vô thôn viêm. Lúc này, nội tâm của Tiêu Viêm dường như đang nổi lên sóng to gió lớn, hư vô thôn viêm, dị hỏa bài danh đệ nhị trên dị hỏa bảng, xếp hạng không những cao hơn một bậc so với Tịnh Liên yêu hỏa, mà luận về trình độ thần bí thì cũng hơn hẳn. Chí ít, tin tức Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế đã từng xuất hiện ở trên đại lục. Nhưng đối với hư vô thôn viêm thì từ trước đến nay, Tiêu Viêm hình như chưa từng nghe qua bất kỳ thông tin gì có liên quan đến nó. Hư vô thôn viêm sinh ra trong hư vô, tuy vô tướng nhưng vẫn có thể tìm ra, vô hình nhưng vẫn có thể cầm, nắm. Từ một loại tầng thứ nào đó mà nói, hư vô thôn viêm có thể coi là một loại tồn tại tương đối kỳ dị, được xưng là thứ nuốt trời cắn đất, có khả năng thôn phệ vạn vật. Trong thiên địa, rất ít đồ vật có thể chống lại được khả năng đó. Chỉ có điều, hư vô thôn viêm này từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng nghe qua bất kỳ thông tin gì về nó, bởi vậy, có thể dễ dàng nhận ra sự kinh hãi trong nội tâm Tiêu Viêm đang kịch liệt tới cỡ nào. Khi hắn nhìn thấy điện chủ hồn điện đột nhiên triệu hồi ra loại dị hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó, hư vô thôn viêm. Điều này làm sao có thể? Hắn thu phục được hư vô thôn viêm bằng cách nào? Dược lão cũng là một trong những người đầu tiên nhận ra hắc viêm quỷ dị kia, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Thất thanh nói, nghe được lời này của lão, thân thể của mọi người đều rung lên dữ dội, cho dù là nhân vật như Đan Tháp lão tổ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn, cả không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ, một số cường giả ở xung quanh cũng có chút nghi hoặc, hư vô thôn viêm quá mức thần bí, rất ít người có thể nhận ra, bởi vậy, đa số mọi người ở đây đều có chút mờ mịt đối với hắc viêm nằm trong tay điện chủ hồn điện, xèo, xèo, chí, chí, sau khi thôn phệ sạch sẽ hỏa diễm hồng phấn, đoàn hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện kia dường như mạnh mẽ thêm vài phần, đồng thời còn truyền ra một tiếng kêu hưng phấn. Tiêu Viêm, xem ra nó rất hài lòng với mùi vị của Tịnh Liên yêu hỏa nha, bổn tọa rất ít khi thấy nó lộ ra hưng phấn như vậy. Điện chủ hồn điện cười nhạt, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào hắc viêm hình mặt người mà không hề chớp mắt, sau một lúc lâu, hàng lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại, rồi chậm rãi lắc đầu, âm trầm nói, thứ dị hỏa này cũng không phải là hư vô thôn viêm chân chính. Những lời Tiêu Viêm vừa nói không khỏi làm cho một số người có chút giật mình, thậm chí ngay cả Dược lão cũng phải ngạc nhiên. Với lực thôn vệ như thế, ngoại trừ hư vô thôn viêm thì cũng không có dị hỏa nào khác sở hữu được. Ồ! Nghe vậy, hàng lông mày của điện chủ hồn điện cũng khẽ nhếch lên một cái, bàn tay chậm rãi vuốt ve hắc viêm hình mặt người trong tay, sau đó bèn hỏi, nếu như thứ hỏa diễm này của ta không phải hư vô thôn viêm, vậy ngươi hãy giải thích cho ta một chút, nó là cái gì? Tiêu Viêm vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của điện chủ hồn điện, kinh hãi trong nội tâm cũng bị hắn chậm rãi đè nén xuống. Đúng là hư vô thôn viêm có thể tỏa ra loại lực lượng thôn phệ độc nhất vô nhị như thế, nhưng bản thân Tiêu Viêm là người nắm giữ 6 loại dị hỏa. Nếu bàn tới sự hiểu biết về dị hỏa, cho dù phóng nhãn khắp cả đại lục, e rằng cũng không tìm ra được mấy người hiểu rõ hơn so với hắn. Bởi vậy, lúc Tiêu Viêm dần dần tỉnh táo lại thì hắn cũng mơ hồ cảm giác thấy có một số chỗ không được đúng lắm. Tuy đấy mới chỉ là hồ nghi, thế nhưng, sau khi nghe được câu hỏi vừa rồi của điện chủ hồn điện thì hắn đã có đáp án cho loại cảm giác này. Mặc dù hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện có thể có chút quan hệ với hư vô thôn viêm, nhưng Tiêu Viêm cũng có thể khẳng định, thứ này tuyệt đối không phải hư vô thôn viêm chân chính. Đây là Tiêu Viêm dùng kinh nghiệm ngoạn hỏa hơn 10 năm của bản thân để phân biệt. Hắc viêm này có lực lượng thôn vệ quả thật là thứ hư vô thôn viêm sở hữu, không thể làm giả. Thế nhưng dường như nó có chút yếu nhược. Có lẽ thứ này chính là tử hỏa của hư vô thôn viêm phải không?
Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào điện chủ hồn điện, bất thình lình nói, gọi là tử hỏa vì đó là hỏa diễm do bản nguyên chi hỏa phân hóa ra. Loại tử hỏa này có được một ít năng lực của bản nguyên chi hỏa nhưng uy lực yếu nhược hơn rất nhiều, từ mức độ nào đó mà nói thì cũng có thể coi đây là một dạng phân thân của dị hỏa. Chỉ có điều, rất ít dị hỏa có khả năng phân ly ra tử hỏa. Trước đây, Tịnh Liên yêu hỏa có lẽ cũng có bản lĩnh đó, thế nhưng nó cũng không làm như vậy, bởi vì sau khi phân ly thì cũng coi như là đã chia tách lực lượng của chính mình, mà nó lại không thích cái cảm giác bị phân hóa sức mạnh này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn khuôn mặt của điện chủ hồn điện. Khi nói ra hai chữ tử hỏa, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương hơi thay đổi một chút. Quả nhiên, thấy thế, trong nội tâm Tiêu Viêm khẽ cười lạnh một tiếng, nếu như trên tay đối phương thực sự là bản thể hư vô thôn viêm thì chỉ sợ năng lượng trong phiến thiên địa này đã sớm bị thôn vệ hoàn toàn, đâu thể chậm chạp giống như hiện tại được. Nhưng, người này nắm giữ tử hỏa của hư vô thôn viêm trong tay, thế nên e rằng bên trong hồn tộc quả thật là có hư vô thôn viêm chân chính. Nội tâm của Tiêu Viêm cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới lần này lại có thể phát hiện ra nội tình của hồn tộc. Hư vô thôn viêm, dị hỏa gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại có thể ở trong tay hồn tộc. Tin tức này đối với Tiêu Viêm có lẽ không được tốt lành gì cho lắm, không hổ là chuyên gia ngoạn hỏa. Điện chủ hồn điện nhẹ nhàng vuốt ve hắc viêm hình mặt người đang nằm trong tay, một lát sau, hắn liền cười nhạt một tiếng, rõ ràng là đã ngầm thừa nhận suy đoán của Tiêu Viêm. Hư vô thôn viêm ở trong hồn tộc là vật rất trọng yếu, tuy địa vị của hắn không thấp nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng đem bản thể mang đi. Chưa cần nói đến việc hắn không có năng lực điều khiển hư vô thôn viêm, mà cho dù có thì trong tộc cũng sẽ không cho bất kỳ người nào ngoại trừ tộc trưởng mang nó ra khỏi hồn giới. Nhưng, cho dù là tử hỏa, dùng để thu thập ngươi cũng là dư giả rồi. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay lên, theo đó đoàn hắc viêm hình mặt người lập tức há miệng, hung hăng cắn lấy ngón tay của hắn, rồi bất chợt, đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra dữ dội, và cuối cùng đều bị hắc viêm kia trực tiếp nuốt vào. Nương theo việc đấu khí của bản thân bị hắc viêm thôn phệ, sắc mặt của điện chủ hồn điện cũng có chút tái nhợt, nhưng hắc viêm kia vẫn càng lúc càng hùng hổ. Một lúc sau, trong miệng hắc viêm phát ra một tiếng khóc bén nhọn, thân thể vốn chỉ bằng đầu người khẽ dao động một cái liền đạt hơn trăm trượng, trong nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập hắc viêm. Lúc này, mọi người ở xung quanh đều có thể cảm nhận thấy đấu khí của bản thân dường như đang có chiều hướng muốn phá thể mà ra, cho nên bọn họ liền vội vàng áp chế, tránh để người khác bêu xấu. Chí, chí, hắc viêm hình mặt người phiêu đãng trên bầu trời, con mắt tối om nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Trong lúc mơ hồ có tiếng nuốt nước bọt vang lên làm cho hắc viêm hình mặt người càng có vẻ quỷ dị. Thôn viêm đại nhân, giết hắn đi. Điện chủ hồn điện có chút cung kính đối với hắc viêm này, xưng hô cũng không giống bình thường. Chí, chí, nghe vậy, hắc viêm hình mặt người kêu lên vài tiếng quái dị, sau đó liền phát động hỏa diễm toàn thân gào thét, xuyên qua hư không nhanh như quỷ mị, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh Tiêu Viêm. Từng tia hỏa tuyến màu đen lan tràn ra giống như một cái nhà giam, vây khốn Tiêu Viêm vào bên trong. Một màn này xảy ra bất thình lình làm cho mọi người kinh hãi, ai cũng đều không ngờ tới, hắc viêm quỷ dị này lại còn có thể tự phát động được công kích, mỹ vị thật ngon. Hắc viêm nhúc nhích, mặt người khổng lồ lần thứ hai xuất hiện trước Tiêu Viêm. Nó bật lên tiếng cười quái dị, bé ngoan để ta thôn vệ đi. Oanh, tiếng cười bén nhọn của hắc viêm vừa dứt, không gian xung quanh nó bỗng nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng thôn vệ kinh khủng. Đứng trước cổ lực lượng này, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng phải biến đổi. Nhưng đúng vào lúc Tiêu Viêm chuẩn bị áp chế bạo động của hắc viêm thì hỏa diễm màu hồng phấn ở trong cơ thể đột nhiên tuôn ra dữ dội mà không hề dự báo trước. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Tiêu Viêm cả kinh, rồi ngay sau đó hắn liền nhìn thấy, ở trước mặt mình, hỏa diễm màu hồng phấn nhanh chóng hội tụ thành một hỏa anh bé bằng bàn tay. Đấy chính là Tiểu Y. Tiểu Y, mau trở lại. Thấy thế nội tâm Tiêu Viêm bèn trở nên gấp gáp. Hiện tại, Tiểu Y chính là do bản nguyên của 6 loại dị hỏa dung hợp lại mà thành. Nếu như nó bị hư vô thôn viêm thôn vệ thì chắc chắn sẽ làm Tiêu Viêm tức đến hộc máu. Y oa, y oa, đối với tiếng la hét của Tiêu Viêm, Tiểu Y chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ, giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia đang tỏ ra cực kỳ tức giận khi nhìn hắc viêm mặt người. Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm, một cái đệ tam, một cái đệ nhị, nhưng khi cả hai xuất hiện cùng một lúc thì cũng không rõ dị hỏa nào kinh khủng hơn. Đương nhiên, đấy cũng là do chưa có ai từng nhìn thấy hai loại dị hỏa quyết đấu, cho nên không cách nào nhận định được kết quả. Tuy rằng hiện tại, Tiểu Y là do dung hợp 6 loại dị hỏa lại mà thành, nhưng phần lớn ý thức chủ thể của nó vẫn nghiêng về ý thức của Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vậy, khi nó nhìn thấy hư vô thôn viêm, hơn nữa lại chỉ là một đạo tử hỏa mà lại dám kiêu ngạo khiêu khích ở trước mặt mình thì tận sâu trong bản năng của nó cũng nảy lên một cổ giận dữ. Y oa, dưới sự phẫn nộ,
thân thể nhỏ bé của tiểu y bùng nổ, khuếch tán khắp bầu trời, tạo thành một biển lửa màu hồng phấn, trực tiếp phá vỡ nhà giam do hắc viêm tạo ra chỉ trong nháy mắt. Sau đó, hỏa diễm hồng phấn bất chợt nghịch chuyển, hóa thành một cái lồng giam hỏa diễm khổng lồ, vây khốn ngược lại hắc viêm hình mặt người kia. Dưới sự điều khiển của tiểu y, dị hỏa của Tiêu Viêm gần như có thể phát huy được 100% lực lượng, có đôi khi, cho dù là Tiêu Viêm tự mình thi triển thì cũng không thể so sánh với tiểu y. Dù sao cũng chỉ có nó mới thực sự điều khiển được dị hỏa đạt đến mức độ hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì bản thân nó chính là hỏa diễm chi linh. Biến cố vừa xảy ra khiến cho hư vô thôn viêm trở nên kinh hãi, vội vàng bộc phát lực lượng để thôn vệ hỏa diễm hồng phấn, thế nhưng lúc này đây, may mắn đã không đứng về phía nó. Dưới sự đích thân khống chế của tiểu y, mỗi một ngọn hỏa diễm cũng đều chứa ý thức của nó, nếu như bản thể chân chính của hư vô thôn viêm tới thôn vệ thì kết quả chắc sẽ khó mà dự đoán, nhưng đây lại chỉ là một đạo tử hỏa, làm sao có thể múa rìu trước mặt lỗ ban cơ chứ. Y oa, tiểu y không thèm để ý tới lực thôn vệ của hư vô thôn viêm, lập tức điều khiển hỏa diễm ngưng tụ vào bản thân, biến thành một hỏa anh khổng lồ tương đương với khuôn mặt hắc viêm kia. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hỏa anh liền lao lên ôm chặt lấy khuôn mặt hắc viêm, rồi dùng miệng cắn tới. Nhìn bộ dáng này thì hình như nó muốn thôn vệ ngược lại tử hỏa của hư vô thôn viêm. Chết, bị tiểu y hung hăng ngoạm một cái, từ trong miệng mặt người do hư vô thôn viêm biến thành chợt thét lên một âm thanh chói tai xen lẫn thê lương. Nó chợt bắt đầu phẫn nộ giãy giụa, hắc viêm trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng lao ra, điên cuồng cuốn về phía tiểu y. Y oa, đối diện với sự phản kháng của hư vô thôn viêm, tiểu y cũng không hề để ý tới chút nào. Hỏa diễm màu phấn hồng trên mặt ngoài thân nó lại ngưng kết thành một chiếc áo giáp như tinh thể. Mặc cho hắc viêm kia bạo phát lực thôn vệ ra sao, cũng đều không cách nào hút nổi năng lượng trong cơ thể nó được. Rầm rầm, khi hư vô thôn viêm phát ra lực thôn vệ chống lại thì tiểu y lại siết chặt nắm tay, đánh mạnh lên mặt người to lớn kia liên miên không ngừng. Lúc mỗi một lần nắm tay vung lên đánh tới thì đều có một đoàn hỏa diễm màu phấn hồng xâm nhập vào trong hắc viêm kia, mà trái lại hắc viêm lại từ từ trở nên có phần phiêu tán đi. Khốn kiếp, ngươi dám đã thương ta. Cảm nhận được cảm giác tan vỡ trong cơ thể đã khiến cho khuôn mặt hắc viêm thoáng hiện vẻ kinh hãi. Tuy nói là tử hỏa của hư vô thôn viêm, nhưng tiểu y là hỏa linh do 6 loại dị hỏa dung hợp, bao gồm cả tịnh liên yêu hỏa. Đừng nói nó chỉ là một ngọn lửa chết, cho dù là bản thể chân chính hiện thân, muốn đánh bại tiểu y cũng không phải là chuyện dễ. Y oa, hiện tại, dường như linh trí của tiểu y cũng là càng ngày càng cao, không chỉ có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại. Hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là càng ngày càng sinh động. Bởi vậy, khi nó nghe được hư vô thôn viêm gầm lên như vậy thì trên mặt nó lần thứ hai hiện lên một tia hung ý, bàn tay ôm lấy khuôn mặt to lớn của hư vô thôn viêm, hỏa diễm màu phấn hồng ngập trời mạnh mẽ lao ra từ trong lòng bàn tay nó, trực tiếp bao vây hư vô thôn viêm kia lại. Ngươi dám luyện hóa ta. Muốn chết. Tiểu y hành động như vậy lập tức khiến khuôn mặt người kia hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng trong miệng vẫn là lớn tiếng quát trầm lên. Những năm gần đây, nó chưa từng thấy bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được lực thôn phệ của bản thân, nhưng lúc này, năng lực kỳ dị mà nó vẫn luôn tự kiêu ngạo kia lại triệt để mất đi tác dụng, nguy rồi, mất đi liên hệ với tử hỏa. Cách đó không xa, vẻ mặt của điện chủ hồn điện cũng là đột nhiên đại biến. Tại giờ khắc này, lão nhận thấy được liên hệ giữa mình và tử hỏa của hư vô thôn viêm lại bị chặt đứt triệt để. Dị hỏa trong cơ thể tiểu tử này xuất hiện biến dị, vậy mà lại không sợ lực thôn phệ của thôn viêm chút nào. Lần này tính sai rồi, trong mắt điện chủ hồn điện lóe ra hàn mang, chợt cắn răng. Thân hình lão liền phóng vụt lên, lao về phía lồng lửa màu phấn hồng trên bầu trời. Tuy đó chỉ là một ngọn lửa chết, nhưng hắn phải hao tổn tâm cơ mới sinh được từ trong tộc. Nếu có thể chậm rãi luyện hóa nó thì mình cũng sẽ có năng lực thôn vệ tương tự. Tuy khả năng này không thể sánh với hư vô thôn viêm, nhưng lúc cùng người giao thủ cũng là có thể tính là một đòn sát thủ. Hơn nữa nếu bị mất đi, bản thân cũng không thể ăn nói với tông tộc, bởi vậy có làm sao thì cũng không thể để cho nó xuất hiện việc ngoài ý muốn. Ha ha, điện chủ. Chiến đấu giữa dị hỏa, người ngoài không cần nhúng tay vào đâu. Nhưng lúc thân hình điện chủ hồn điện vừa động, một đạo thân ảnh đã như hình với bóng xuất hiện trước mặt y với bộ dạng cười tủm tỉm. Đó chính là Tiêu Viêm vẫn luôn chú ý đến lão ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ ngăn cản, sắc mặt điện chủ hồn điện cũng chợt phát lạnh. Bất chấp lúc trước đã bị hư vô thôn viêm thôn vệ không ít đấu khí, thân hình lão khẽ động, trực tiếp triển khai thế tiến công cực kỳ sắc bén mà ngoan độc đánh tới Tiêu Viêm. Đối mặt với thế tiến công cuồng mãnh của điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh dây dưa với y. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng điện chủ hồn điện hiện giờ so với lúc trước không thể nghi ngờ đã suy yếu hơn rất nhiều. Xem ra,
vừa rồi hư vô thông viêm kia đã thôn vệ không ít đấu khí của y, nên dưới trạng thái thế này thì điện chủ hồn điện tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Tiêu Viêm một lần nữa. Trong lúc hai người triển khai thế tiến công mãnh liệt thì trên bầu trời, Tiểu Y cũng há mồm phun ra một luồng hỏa diễm phấn hồng, một lần nữa trút thêm vào ngọn lửa trước mặt, mà hư vô thông viêm kia vốn chỉ có thể chống đỡ áp lực mạnh mẽ quanh mình một cách khó khăn, thì lúc này cũng rốt cục không chịu nổi đám lực ấy, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm, mặt người do hắc viêm tạo thành trực tiếp bị nổ tung ra, hóa thành từng con rắn lửa màu đen, chui loạn trong lồng giam hỏa diễm phấn hồng tựa như ruồi mất đầu. Không xong, hư vô thông viêm nổ tung rốt cục làm cho sắc mặt Hồn Thiên Mạch và Hồn Ma lão nhân kịch biến. Hai tên này liếc nhau, thân hình dường như không hẹn mà đồng thời lao ra mạnh mẽ, hiển nhiên đều muốn xuất thủ giải cứu hư vô thông viêm. Hừ, các ngươi muốn phá hư quy củ phải không? Thấy thế, sắc mặt đám người Dược lão cũng lạnh xuống, Tiêu Thần và Đan Tháp lão tổ cấp tốc lướt ra, song song chặn hai cường giả Hồn Thiên Mạch lại. Cùng lúc đó, cường giả đấu thánh còn lại của Thiên Phủ Liên Minh cũng là triển khai thân hình, đồng loạt kềm chế mấy tên đấu thánh kia của Hồn Điện. Ngay tức thời, tình hình trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, có xu thế chỉ một lời không hợp liền hỗn chiến triệt để. Hồn Thiên Mạch, nếu như Hồn Điện thực sự muốn khai chiến hoàn toàn, Thiên Phủ Liên Minh ta cũng không sợ các ngươi đâu. Dược lão lớn tiếng quát, hai mắt Hồn Thiên Mạch híp lại, trong mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Thực lực đội hình của song phương cũng là không sai biệt lắm, nếu như liều mạng, cho dù là Hồn Điện có thể thắng thì cũng sẽ là một hồi thắng thảm, nhưng loại tổn thất này chính là chuyện hồn tộc hiện tại cực lực muốn tránh đi, làm sao bây giờ? Hắc mang trong mắt Hồn Ma lão nhân bắt đầu khởi động, thấp giọng hỏi. Hồn Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào thanh sam đồng tử trước mặt. Khuôn mặt người kia bình tĩnh, đôi mắt trong suốt giống như một cái đầm lầy sâu không thể lường. Lúc trước, hắn đã từng giao thủ với người đó, tự nhiên là hiểu rõ chỗ đáng sợ của lão quái sống mấy nghìn năm này, thậm chí hắn đang suy nghĩ, cho dù là hắn có gắng hết sức, cũng sợ rằng rất khó đánh bại được đối phương, tất cả về vị trí cũ. Hít sâu một hơi, Hồn Thiên Mạch dùng thanh âm trầm thấp nói, nghe được lời này của hắn, song phương cũng thoáng chậm lại, rồi chợt chậm rãi tự thối lui lại một khoảng cách, bầu không khí dương cung bạc kiếm kia cuối cùng bị mạnh mẽ áp chế, đùng, tại khi song phương đều tự lui ra phía sau thì trên bầu trời, ngọn lửa lung linh do Tiểu Y biến thành bỗng biến thành một bàn tay lớn vỗ tới trước mặt, nó điên cuồng xoay tròn lên rồi chợt hóa thành một cơn bão lửa ngập trời, cắn nát tất cả rắn lửa hắc viêm ở bên trong, sau đó há mồm một cái, lại có thể một ngụm nuốt cơn lốc hỏa diễm kia vào trong bụng. Tuy nói lực thôn phệ là năng lực kỳ dị chỉ hư vô thôn viêm mới có, nhưng giữa dị hỏa cũng giống như giả thú, cá lớn nuốt cá bé, bởi chúng nó đều là bổn nguyên tương đồng, vì vậy, lửa mạnh nuốt lửa yếu là chuyện vẫn thường xảy ra. Trong quá khứ, Tiêu Viêm muốn cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm thì thứ đó cũng thèm nhỏ giải Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong người hắn, hư vô thông viêm xếp hạng thứ nhìn trên dị hỏa bảng. Nếu nói thật tình thì nó phải mạnh hơn Tịnh Liên Yêu Hỏa một ít, chẳng qua hôm nay thông viêm này chỉ là một ngọn lửa chết mà thôi, Tiểu Y thôn vệ nó thật ra lại là một chuyện dễ dàng. Hối, nuốt xong ngọn tử hỏa, từ cổ họng Tiểu Y truyền ra một thanh âm cổ quái, nó chợt vỗ vỗ cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn. Thân thể nhoáng lên rồi biến trở lại bộ dáng bé bằng lòng bàn tay, sau đó đảo mắt nhìn về hướng Tiêu Viêm đang triền đấu cùng điện chủ Hồn Điện. Lúc này, dưới vô vàng ánh mắt chăm chú, nó mới phiêu phiêu thân mình đi tới vòng chiến cách đó không xa. Cánh tay nhỏ bé giơ lên tạo thành từng đóa hỏa liên chậm rãi xoay tròn vòng quanh thân thể. Điện chủ Hồn Điện giang dây dưa với Tiêu Viêm, nhưng dư quang trong khóe mắt vẫn nhìn thấy được tràng cảnh nọ, tức thời trong lòng rung lên, nhưng không đợi hắn bước ra lui về phía sau. Cánh tay nhỏ bé kia của Tiểu Y đã chỉ vào hắn nói, y qua, đánh, vèo, cùng lúc thanh âm của Tiểu Y hạ xuống, 10 đóa sen lửa lập tức dính lại với nhau thành một chuỗi rồi nhanh chóng bay xẹt qua bầu trời, quay về phía điện chủ Hồn Điện mà điên cuồng oanh tạc, rầm rầm. Đùng, 10 đóa hỏa liên liên tiếp nổ tung trên bầu trời, sóng lửa kinh khủng mang theo nhiệt độ cao đến đáng sợ ào ra, khiến đám cường giả vốn là đã lùi rất xa lại thụt nhanh về thêm một khoảng cách nữa, hừ, 10 đóa hỏa liên. Tuy nói chỉ là do hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ tạo thành, nhưng ở lúc cùng nhau nổ mạnh thì tựa như một loại phản ứng hạt nhân dây chuyền, uy lực mạnh đến kinh người như vậy, cho dù là cường giả như điện chủ Hồn Điện cũng là bị đánh đến phải kêu rên liên tục, thân thể chật vật bám một tầng khói xanh, cấp tốc lui nhanh trên bầu trời, thân hình bạo thối hơn nghìn trượng, điện chủ Hồn Điện rốt cục đã mạnh mẽ ổn định thân hình. Y cố gắng nuốt xuống ngụm máu đã tới yết hầu, trong mắt có phần rung động. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Hỏa Anh nhìn qua không chút thu hút nào lại có năng lực tác chiến cường hãn đến như thế. Điện chủ, lần tỷ thí này, ngươi thua. Trong lúc điện chủ Hồn Điện đang rung động vì sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiểu Y,
một thân ảnh quỷ mị cũng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, chưởng phong sắc bén không lưu tình chút nào bổ xuống xương cổ của hắn. Nằm mơ, công kích tới rất mạnh, nhưng điện chủ hồn điện phản ứng cũng là cực kỳ mau lẹ, hầu như là phản xạ có điều kiện, lão ta xoay người lại, một quyền cứng rắn va chạm cùng chưởng phong của Tiêu Viêm, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ phát ra từ nơi giao kích, rồi thân hình hai người đều là bị chấn đến bắn ngược ra. Muốn giết bản điện, ngươi còn kém một chút. Thân hình bay ngược, ánh mắt điện chủ hồn điện cũng trở nên âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lạnh quát, lúc này tính là các ngươi may mắn, cái nhục này lần sau bản điện sẽ đích thân lấy về, có thể. À, mà ngươi không có cơ hội đó đâu. Trong mắt Tiêu Viêm bắt đầu nổi lên hàn ý, khóe miệng cũng nhếch thành một nụ cười lạnh giá. Nhìn thấy biểu tình của hắn, trong lòng điện chủ hồn điện cũng lạnh xuống, chợt như cảm giác được cái gì đó, lão ta đột nhiên quay đầu thì đã thấy nhiệt độ nóng cháy ập tới trước mặt, trong tròng mắt của lão, mười đóa hỏa liên sâu thành một chuỗi lửa rực rỡ lướt tới nhanh như thiểm điện. Sau cùng, dưới ánh mắt khiếp sợ của khắp Vẫn Lạc Sơn đã hung mãnh đánh vào thân thể lão, làm sao có thể, lúc lực lượng cùng bạo kinh cũng cuốn phăng toàn bộ thân thể mình, trong lòng điện chủ hồn điện cũng chợt xẹt qua một tia kinh hãi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.